I am. Hello, Co. Thank you, cảm ơn Co, for coming on with me. Con trước tiên cũng muốn cảm ơn cô bao nhiêu thập niên, bao nhiêu năm cô làm việc trong cộng đồng phim á. Cô làm cho rất là nhiều người kích cỡ của con inspire, làm cho tụi con có một cái động lực làm việc. Và thấy cô làm trong 6 thập niên, cứ nhìn lên thấy cô là thấy một cái gương rất là sáng cho cái cộng đồng phim của những người ở lớp của con và những người đi sau. Con cảm ơn cô, và con cảm ơn cô hôm nay đã dành thời gian ngồi xuống với con. Tôi cũng muốn cảm ơn Kenneth for cái interview này, và nói về cái sự nghiệp của tôi. Thì nhân đây tôi cũng xin cảm ơn là trên 60 năm tôi đã có cái cơ may được làm việc với rất nhiều người từ Việt Nam cho tới hải ngoại, và cảm ơn tất cả những người mà đã có cái cảm tình với mình, và cảm ơn độc giả cho tới ngày hôm nay. Cô lúc mà trong 6 thập niên vừa rồi đó, cái chữ Việt Nam hoặc là cái chữ tiếng Anh là The Vietnamese, hoặc là cái tư tưởng mà làm một người Việt Nam á, nó chắc biến đổi rất là nhiều lần trong cái cuộc đời của cô. Ngày hôm nay đó, nếu mà con hỏi cô là mình là một người Việt Nam á, trên cái trái đất này đó, cô có thể diễn tả từ cái tâm hồn của cô đó bằng chữ, bằng lời, là cái đó có những cái ý nghĩa gì là một người Việt Nam trên trái đất này? Đây là một cái câu hỏi rất là lớn, mình cần phải rất nhiều thời gian để mà trả lời. Tuy nhiên tôi cũng có thể tóm tắt được, mà cái câu hỏi đó nó rất quan trọng cho cái đời sống của mình hàng ngày, nhất là khi mà từ khi mình rời khỏi quê hương đó, mình lập cái sự nghiệp mới, cái đời sống mới ở cái đất Mỹ này, mà bây giờ mình là công dân Mỹ, nhưng mà không hiểu sao lúc nào mình cũng nghĩ là mình là người Việt Nam. Ví dụ như là tôi sinh ra ở ngoài Bắc Hà Nội, mà chỉ ở đó có 15, 16 năm thôi. Rồi từ năm 1954 đi vào Sài Gòn, ở Sài Gòn cũng chỉ có 20, 21 năm thôi. Rồi qua bên Mỹ từ năm 1975. Và như vậy có nghĩa rằng là mình sống ở bên Mỹ tới 45 năm lận. Nhưng mà lúc nào cũng nghĩ là mình là người Hà Nội. Tính ra cái quan trọng vô cùng là cái tâm tư của mình, cái tim của mình, cái óc của mình lúc nào nó cũng hướng về cái nơi mình sanh đẻ ra, Hà Nội, Hà Nội. Tính ra bất cứ đi đâu mình nói, hay là dù rằng là bây giờ mình là công dân Mỹ, mình đi đâu mình cũng nói mình là người Việt Nam. Vâng, thì cái đó nó rất là nó nằm ở trong máu, trong xương, trong thịt mình rồi. Vâng. Cô những năm vừa qua là cô phỏng vấn rất là nhiều, con cũng spend rất là nhiều thời gian ôn lại những cái interview của cô. Cái cuộc đời của cô nó rất là đầy những cái việc việc làm và những cái khó khăn trong cái cuộc sống của cô. Con không, trong cái cuộc interview này con không muốn ôn lại những cái đó, nhưng mà con muốn ngồi hỏi cô về những cái chi tiết của những cái thời gian mà cô trải qua những cái khó khăn đó. Con nghe nhiều là cái lúc mà cô rời Bắc năm 54, cô lúc đó 15 tuổi, cô rời rồi cô chia cô xa nhà, có bố với anh. Thì cái lúc mà cô rời đó, con trong cái những cái lúc mà con nghe những cái interview trước đó, con lúc nào con cũng suy nghĩ là một người 15 tuổi, một cô gái 15 tuổi thời đó, nó không có như một người 15 tuổi ngày nay, mà cái thời đó thì nó rất là, một người con gái 15 tuổi là còn rất là yếu ớt, còn rất là không có quen biết ở ngoài đời như thế nào. Thì cái thời gian đó cô có thể nói chia sẻ với con là nó khó khăn cho cô về tâm hồn, về
cái development của cô như thế nào, bố như vậy không? Thưa Ken nói đúng, cái thế hệ của tôi ở cái thời đó, ở một cái người 15, 16 tuổi như tôi đó, là chưa có đi ra đời, chưa có gọi là outgoing đó, làm cái gì cũng là phạm trong cái phạm vi gia đình, và lúc nào mình cũng nằm dưới cái dù che chở của người bố, của người anh. Mẹ tôi thì chết sớm, mẹ tôi chết từ năm tôi mới có lên 5 tuổi, trong cái đệ nhị thế chiến, khi mà quân đồng minh bỏ bom, quân Nhật chiếm đóng ở ngoài Hà Nội đó, thì mẹ tôi lúc đó đang đi nhà thương sanh đẻ một người em út của tôi, và cái trái bom nó trúng cái khu nhà thương đó, mẹ và em tôi đều chết. Thành ra tôi mất mẹ từ năm tôi 4-5 tuổi gì đó. Tôi không có nhớ nhiều về mẹ, tôi chỉ biết có bố thôi. Lớn vì thế cho nên tôi lớn lên tôi rất gần với bố. Bố như là vừa đóng vai làm mẹ, vừa đóng vai người anh, vừa đóng vai người bạn của tôi vậy đó. Và không bao giờ tôi làm cái gì mà không có cái sự bao bọc của bố cả. Thế cho nên cái khi mà năm 1954 đó, khi mà phải rời Hà Nội, rời bố, rời gia đình, để mà lên cái chuyến máy bay rời Hà Nội một mình đó là một cái sự đổi đời kinh hoàng đối với tôi, sợ hãi vô cùng, bởi vì chưa bao giờ đi máy bay cả nữa, chưa bao giờ lên máy bay, chưa bao giờ đi đâu một mình, mà bây giờ bỗng dưng dứt tất cả, gia đình, bố, Hà Nội, lên máy bay đi tới một cái nơi xa lạ mà mình không biết ai ở đó cả. Bây giờ thì mình nghĩ là trái đất gần nhau quá, nhưng mà cái thời đó ngay trong quê hương mình, từ Hà Nội với Sài Gòn cũng đã là một cái sự xa cách ghê gớm. Thành ra tôi sợ hãi vô cùng. Và khi bố tôi quẳng tôi lên máy bay, nói là con đi đi, bố ở lại tìm anh và sẽ đi vào Nam với con sau, thì tôi la hét ầm ĩ, khóc ầm ĩ, dãy giụa gầm ĩ cả lên. Nhưng mà cái lúc đó thì Ken hiểu được là cái làn sóng của những người mà xô đẩy nhau để mà lên máy bay để mà đi đó, nó panic ghê gớm lắm. Tôi cứ bị đẩy lui mãi vào trong chuyến máy bay, và cho tới cái lúc mà tôi cố lên nhìn, cố ngẩng đầu lên để vẫy dãy giụa để cho bố nhìn thấy mình, thì cũng là cái lúc mà tôi nhìn thấy bố tôi ở cái sân bay đứng như là một cái xác chết không hồn, nhìn theo đứa con đi. Và lúc bây giờ cái cửa máy bay nó cũng đổ sụp xuống, và đó cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy hình ảnh của bố tôi. Lẽ dĩ nhiên là tôi khóc suốt chuyến bay để đi vào Nam. Nó cũng khó để cho tôi nói lắm. Lúc đó không, ngoài cái sự sợ hãi, ngoài cái sự mà làm sao bây giờ, kêu gào bố, làm sao bây giờ, bố không nghe thấy, không nhìn thấy bố, làm sao bây giờ. Cái sợ hãi của cái người con gái lúc đó nó kinh hoàng lắm. Bởi vì Ken cũng biết là cái thời đó cái người con gái 15, 16 tuổi nó không như con gái 15, 16 tuổi thời nay. Đúng không? Thời nay thì cái người con gái ở cái tuổi đó đã đi ra ngoài rất nhiều, cũng đã tự lập, tự quyết định rất nhiều. Thời đó thì không có phải như vậy. Thành ra tôi sợ ghê gớm. Lúc đó là cái cảm giác là cứ kêu gào bố thôi, kêu gào bố rồi kêu gào Chúa, làm sao bây giờ giúp cho con, làm sao bây giờ giúp cho con, làm sao bây giờ. Sợ lắm Ken, nghĩ con, lại con biết sợ. Một cái sợ hãi của con ngồi đây con ôn lại cái câu chuyện của cô bây giờ đó, con ngồi con suy nghĩ là hồi đó con không có cell phone, không có smartphone, không có liên lạc được, làm sao mà cô biết là ở Nam người ta sống như thế nào, cô không cách chi nào mà cô research trước, hoặc là cô ngồi trên máy bay rồi cô bấm ra là những cái contact hay là những cái quán ăn hay là bất cứ một cái đời sống ở miền Nam như thế nào, hoặc là cô rời bố là không có phone, không bao giờ liên lạc mà trực tiếp một cách dễ dàng như ngày hôm nay được, thì cái đó là bao nhiêu cái sợ hãi thì
nó tăng chắc 1000 lần còn hơn là ngày nay. Dạ vâng, đúng như vậy Ken. Mà thời đó cũng ngay cả chưa có tivi nữa. Không phải là mình được coi trên tivi xem là Sài Gòn ra làm sao nhỉ? Dạ. Thành phố Sài Gòn ra làm sao? Tất cả mọi thứ đều là như là một cái thế giới mới đối với mình. Và cái thế giới của tôi nó chỉ có nhỏ hẹp là người bố, bố, con, bố và con. Thành ra tất cả mọi cái giống như là mình lạc ở cái bên ra ngoài cái thế giới của mình. Lúc mà cô đáp máy bay xuống Sài Gòn đó, thì lúc đó đó là đời sống của cô trong những năm kế tiếp nó như thế nào cô? Dạ, thưa tôi rất là may mắn khi đi vào tới Sài Gòn đó, người ta cho những người vào trong một cái trại, tôi quên tên cái trại đó rồi, như giống như là cái trại tạm cư vậy đó. Tức là ở trại đó thì là mọi người xếp hàng để ghi tên đó, để vào trại. Tôi khóc ghê gớm, tôi sợ hãi, tôi sốc ghê gớm, tại vì tôi chỉ có một mình thôi, không có ai, không có gia đình, không ai cả. Thì vừa vặn lúc đó thì tôi gặp được một gia đình là bạn của, cũng là bạn của bố tôi, là ông bà Nguyễn Đại Độ. Thì ông bà thấy tôi khóc quá thì ông có nói rằng là con đừng có sợ hãi, bây giờ ghi tên con ở chung với gia đình bác thì để cho có cái nơi để mà đi đó. Thành ra tôi cũng cảm ơn là gia đình bác Nguyễn Đại Độ đã nhận tôi để ghi tên vào được ở chung ở chỗ trại. Thành ra từ đó trở đi tôi thuộc về gia đình của bác cứu mang tôi suốt thời gian bao nhiêu năm bác ơi cô? Dạ, cô ở chung với gia đình đó bao? Tôi ở chung với gia đình bác Nguyễn Đại Độ, rồi về sau này tôi trở thành cho con dâu của gia đình. Oh wow. Tại vì bác cũng là bạn của bố tôi và trong gia đình của bác thì có 6 người con, nhưng mà trong hai người con tôi quen đó là anh Nguyễn Năng Tế. Thì lúc đó anh Tế đã đi vào trường Thủ Đức để học sĩ quan, lớp sĩ quan Thủ Đức. Còn người em út là Nguyễn Chi Hiếu lại là bạn học của tôi nữa. Thành ra somehow tôi cũng cảm thấy là có quen biết với ở trong gia đình. Nhưng mà cái lúc tôi sống ở trong gia đình đó thì cái người con lớn, con trai lớn tức là anh Tế đó thì không có nhà. Lúc đó thì anh đang ở trường Thủ Đức, nhà mà tôi chỉ có quen một người em út là anh Nguyễn Chí Hiếu. Vì sau này thì Hiếu trở thành như một người sĩ quan đại tá trong nhảy dù, chỉ huy trưởng tiểu đoàn 5 của nhảy dù, đó là Nguyễn Chí Hiếu. Vâng, nhưng mà lúc đó thì Hiếu hãy còn là học sinh cũng như tôi vậy thôi. Hiếu cũng bằng tuổi tôi, vâng, cũng học cùng lớp với tôi, bằng tuổi tôi. Và trong gia đình của hai bác Nguyễn Đại Độ lúc đó đó thì gia đình rất là đông, có tới 17 người là đông lắm. Vâng, đông lắm, tại vì con gái hai bác rồi con của những người con gái đó, rồi từ người cháu, rồi Hiếu, nghĩa là đông lắm. Thành ra tôi rất là, tuy là được may mắn ở trong gia đình nhưng mà cũng cảm thấy rất là lạc lõng, rất là cô đơn. Và trong đầu lúc nào cũng chỉ bố, 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 cái lúc nào đêm nào cũng khóc, đêm nào cũng nhớ bố. Và lẽ dĩ nhiên là mình hoàn toàn lạc lõng. Rồi cô có được liên lạc với bố cái thời gian đó không cô? Thời gian đó đó thưa Ken, sau cái hội nghị Geneva ký kết mà chia đôi miền Nam và miền Bắc đó, thì nó có cái, nó gọi là 300 ngày, họ cho 300 ngày, tôi quên mấy cái danh từ rồi, tiếp thu 300 ngày trước khi mà Cộng sản tiếp thu miền Bắc. Thì trong cái 300 ngày đó, đó là vẫn có thể liên lạc bằng những cái thiệp, những cái thiệp mời, họ print sẵn những cái thiệp nhỏ nhỏ như là một cái tấm card postal vậy đó. Mà trong cái thiệp đó đó thì họ in tất cả những cái chữ rồi, mình không có viết cái gì cả. Ví dụ như là bố vẫn còn sống, hay là con có khỏe không, hay là cái gì đó, mình muốn nói câu gì thì mình chỉ việc check một cái câu đó mà thôi, chứ không có viết được cái gì cả.
thì lúc nào bố cũng chắc cái thiệp nó đến, nó chỉ cho mình một cái niềm an ủi là đó, bố nhớ mình, bố muốn nói với mình, mà lẽ nhiên là không nói được bởi vì mọi chữ nó đã print sẵn cả rồi. Nhưng mà dù sao cho nữa, ngày nào cũng mong có cái thiệp tới, ngày nào cũng mong có cái thơ đó tới. Thì đó là cái mà thời gian 300 ngày đó, 300 ngày tức là mấy tháng? Gần 10 tháng. Thì là cứ trông đợi cái chuyện mà cái thiệp của bố. Cái nhạc mà thời xưa mà mỗi thế hệ mà cứ qua nhạc này nhạc kia cái đổi cái thế hệ đó con. Cô nhắc tới cái thiệp này thì con nghĩ là những cái câu nói hoặc là những cái lời ca nó rất là đơn giản, nó không có màu mè, nó không có nhiều cái meaning, nhưng mà nó sâu là tại vì trong cái vấn đề như là cái thiệp đó, một câu check off là cô cảm thấy bao nhiêu cái emotion giữa cô với lại bố cô. Nhưng mà nó có chút xíu là nó một cái gạch, cô nói là một cái gạch ngang hay là cái gì đó, phải không cô? Đó, thì đó một cái check của mình thôi. Đó. Mà nó giống bao như rồi. Nó giống như là cả trăm ngàn lời nói ở trong cái đó. Yeah. Giống như là bố ơi, bố khỏe không? Bố sao con nhớ bố, con cần bố ơi đi vào với con. Cái tất cả những cái gì mình muốn nói đó nó chỉ ở trong một cái chat thôi. Yeah. Và mỗi một lần mà mình cứ đứng chờ cái giờ mà người đưa thơ bỏ tới là mình chỉ bới tìm một cái thiệp nhỏ mỏng dính này thôi. Vâng, mà ngày nào nó có cái thiệp là mình ôm ấp. Yeah. Là mình hạnh phúc. Ngày nào mà không có cái thiệp đó là nước mắt mình trào ra. Bởi vì mình ngày nào mà không có cái thiệp là mình cảm thấy như là thiếu thốn. Yeah. Không ôm được cái bố đó. Nó cái quan trọng nó tới mức đó đó Ken. Yeah, con. Vâng, ý nghĩa tới mức đó đó. Yeah, yeah. Rồi bao nhiêu thời gian sau đó mới cô được viết một lá thư bình thường? Lâu lắm. À, tại vì khi mà Nam Bắc mà quyết liệt chia đôi rồi đó thì là không được không được liên lạc nữa, hoàn toàn ở bên kia thế giới, không có liên lạc được nữa. Vâng. Nhưng mà may mắn là tôi có một người chị ruột, chị của tôi đó, thì bà ấy sống ở bên Pháp. Khi mà tôi di cư từ Hà Nội vào Sài Gòn đó thì lúc đó là bà lấy chồng rồi. Yeah. Thì bà theo gia đình nhà chồng, bà di cư từ Hà Nội đi sang Pháp. Yeah. Thì bà ở bên Pháp, nhưng mà từ bên Pháp đó thì vẫn liên hệ được với Việt Nam. Vâng. Cho nên một đôi khi đó tôi cũng viết được một cái thơ ngắn gửi sang bên Pháp, rồi nhờ bên Pháp gửi về Hà Nội. Vâng. Nhưng mà trong những cái thơ đó thì cũng không được nói nhiều. Yeah. Bởi vì Hà Nội có thơ từ bị kiểm duyệt. Yeah. Thành ra chị cũng dặn là em nói giản dị một vài câu thăm hỏi bố mà thôi nhé. Tôi cũng chỉ biết vậy. Và cũng chỉ có thể như thế được thôi. Cái thời gian đó nó khó khăn, nhưng mà nó nhìn lại còn có cái tiếng Anh có cái câu nostalgia, là ngồi suy nghĩ lại những cái thời quá khứ đó, khó nhưng mà nó có cái những cái đẹp đẽ trong cái trí nhớ của cô, là mặc dù là có được nói vài câu cho bố nhưng mà nó sâu, mà nó đậm đà. Yeah. Yeah. Tôi tại vì cái hoàn cảnh của cô đó Ken, bố đối với cô đặc biệt, bố đối với cô là rất là đặc biệt. Có lẽ tại vì mẹ chết đó mà bố ôm ấp mình từ khi mình 5 tuổi đó. Yeah. Thành ra đi đâu bố cũng cho đi, đi đâu cũng ngồi ôm trong lòng đó. Cuối tuần bố đi coi cine cũng ôm đứa con đi, nghĩa là bố cũng sợ là con nó thiếu mẹ đó. Yeah. Cho nên bố làm tất cả những cái gì để bù đắp cho cái sự thiếu vắng người mẹ của đứa con gái. Bố cố bù đắp tất cả lại, thành ra những cái sự cho của bố cho mình nó càng làm cho mình thiếu bố hơn. Yeah. Khi mình phải xa ông.
tôi khó diễn tả cái đó lắm. Ngay cả bây giờ mỗi khi nghĩ lại đó, cũng thấy nó có một cái tình cảm lạ lùng. Ngay cả bây giờ tôi bao nhiêu tuổi rồi mà mỗi lần nghĩ tới bố, gần như là ngày nào cũng nghĩ. Tại vì ở trong nhà, từ phòng làm việc cho tới bàn thờ, cho thấy buồn ngủ, chỗ nào cũng có hình ảnh của bố. Cô hồi đó là cô, gia đình của cô là đạo Phật, rồi cô thì học trường công giáo phải không cô? Dạ. Dạ. Cô học trường công giáo tới khi cô vào Nam hả? Dạ. Dạ. Rồi cái sự quyết định của gia đình cô á, tại sao mà cho cô đi học trường công giáo? Mình là người đạo Phật mà tại sao? Dạ. Yeah. Thật sự gia đình tôi đó, bố đó thì cũng cũng không có hẳn là, bố cũng học Tây học đó. Cái thời điểm đó là cái thời điểm, cái thế hệ của bố tôi đó là cái thời điểm mà Pháp mà xâm chiếm Việt Nam, cho nên là cũng bị ảnh hưởng ở cái đời sống thời đó dưới chế độ Pháp cũng nhiều. Thì bố tôi cũng là dân học trường Pháp, ông nói tiếng Pháp rất là lưu loát. Vâng. Thế khi bố cũng cho tôi đi học trường Pháp, tức là học trường đạo mà học Pháp. Thành ra cho tới khi tôi đi di cư vào Nam, thì gia đình gốc đó thì là đạo Phật, nhưng mà bố thật sự thì cũng không có phải là người mà đi chùa hay là ăn chay đạo Phật đâu. Thì, nhưng mà thành ra bố cũng, cái tư tưởng của bố cũng rất là tự do. Thì thành ra tôi, khi mà tôi đi học trường đạo đó, thì tôi rất là ngoan đạo. Vâng, ăn cơm, đi ngủ, lúc nào cũng đọc kinh, lúc nào cũng làm dấu, Chủ nhật nào cũng đi nhà thờ, rất là ngoan đạo. Thì có một thời gian tôi về xin phép bố là cho tôi xin rửa tội. Wow. Vâng, xin rửa tội. Yeah. để chính thức làm con chiên của Chúa. Yeah. Thì bố có nói một câu rằng là, con ơi, gia đình mình đó là thờ đạo ông bà. Bố nói câu là thờ đạo ông bà, chứ bố không có nói là đạo Phật. Thì bố chỉ có thờ ông bà tổ tiên thôi. Yeah. Gia đình mình đó là thờ đạo ông bà. Bố không có ngăn cấm con tin ở đạo Chúa hay đạo Phật. Bây giờ con tin ở đạo nào thì con cứ ở với đạo đó. Nhưng bố chỉ khuyên con một điều là con là phận con gái. Xin lỗi. Sau này con lớn lên con đi lấy chồng, con chưa biết con sẽ lấy một người chồng gia đình đạo Phật hay đạo Công giáo. Vậy thì bố khuyên con không nên rửa tội bây giờ. Vì đã rửa tội thì phải ở. Yeah. Không có được đi ra khỏi đạo. Thế thì xin lỗi. Thành ra bố bảo là con cứ đi học, cứ đọc kinh, cứ tin tưởng ở Chúa bây giờ, cho tới khi con có một cái gia đình riêng của con, tức là gia đình nhà chồng, thì lúc đó con hãy quyết định là nếu mà người chồng cũng là đạo Công giáo thì con nên rửa tội theo đạo Công giáo, theo chồng. Còn nếu gia đình nhà chồng là đạo Phật thì con cũng không có cái tội là con phải bỏ đạo Chúa mà con đã rửa tội mà bây giờ lại đi sang đạo Phật. Thế thì đó là cái lời khuyên của bố tôi. Thành ra tôi cứ tụng kinh theo Chúa cho tới khi mà tôi lấy chồng. Yeah. Thì lấy chồng thì là gia đình nhà chồng của tôi, bà mẹ chồng thì lại rất là một người Phật tử tuần hoàn. Thành ra dần dần rồi tôi theo học hỏi thêm được đạo Phật. Yeah. và tôi quý cả hai cái ạ. Cho tới bây giờ này, cho tới ngày hôm nay trong nhà tôi này, vâng, trong nhà tôi ấy, thì luôn luôn có bàn thờ Phật. Yeah. Nhưng trong góc phòng làm việc cũng như trong góc phòng ngủ của tôi luôn luôn có thánh giá và tượng Đức Mẹ Maria. Và có những khi mà mình gặp những cái trường hợp mà rối trí đó. Yeah. Vâng,
tôi luôn luôn nói chuyện với Chúa, với Đức Mẹ, với Maria. Yeah. Tôi nhiều khi tôi nói là Chúa ơi, Đức Mẹ ơi, Thánh Teresa ơi, con đang bị cái này, làm ơn giúp con, hay làm ơn chỉ đường cho con phải quyết định như thế nào trong cái chuyện như thế này. Tôi luôn luôn nói chuyện như thế. Yeah. Vâng, tôi nói chuyện với lại Chúa, nói chuyện với lại Đức Mẹ, nói chuyện với Thánh Teresa, cũng như là nói chuyện với bố tôi. Tôi cũng luôn luôn nói chuyện với bố ơi, bây giờ con gặp cái hoàn cảnh như thế này, bố khuyên con phải đi ngã nào. Đó, thì mà tại sao cô không có suy nghĩ trong cái đường bên Phật lúc mà cô cần sự giúp đỡ? Có chứ, có chứ Ken. Vâng, cái mà theo bên Phật đó thì là tôi luôn luôn có cái vấn đề gì đó, mà không phải là chỉ có vấn đề mới làm đâu. Tại vì ngay trong nhà tôi ở bây giờ đây này, tôi có cái chỗ salon ngồi đó. Yeah. là cái bàn thờ Phật lớn. Nhiều khi con cái nó kêu là theo như cái art đó, artistic look đó, theo cái decor đó, mà để ngay cái bàn thờ Phật to như thế này, cháu trước này kia đó, nó cảm thấy là too serious. Yeah. Bởi vì ngồi chơi trước bàn thờ Phật thì đâu có gác chân gác cẳng lên trên bàn được, hay là hay là cái gì đó, thì nó nói là để bàn thờ Phật như vậy. Yeah. Vâng, nó bị gò bó. Vâng, nó bị gò bó lại. Thế nhưng mà đối với tôi, cái bàn thờ là cái điều quan trọng vô cùng ở trong cái ngôi nhà của tôi. Lẽ nhiên là tôi vẫn thờ Phật, và sáng nào ngủ dậy, vâng, việc đầu tiên là đi ra đặt cái ấm nước, bấm để cho nó chờ cho nó sôi. Trong khi mà đặt ấm nước một cái, trong khi chờ nước sôi ra để pha cà phê đó, thì là ngay từ cái bếp tôi bước ra chỗ bàn thờ Phật để mà thắp một nén nhang. Sáng nào cũng vậy, thắp một nén nhang và cầu nguyện những cái điều gì cho con, cho cháu, cho chính mình. Sáng nào tôi cũng thắp nhang Phật, đối với tôi là điểm chính hàng ngày. Còn khi mà nói chuyện với Chúa, hay nói chuyện với Đức Mẹ, nói chuyện với Thánh Teresa, hay nói chuyện với bố, nó là những cái lúc mà nhiều khi đi ngủ, nằm trên giường, hay là có những cái chuyện gì mà rối rang trong ngày. Yeah. Lúc bây giờ là lúc nói chuyện. Chứ còn cái đạo Phật thì là hàng sáng tôi làm rồi. Con hỏi cô về cái vấn đề tôn giáo đó, là tại vì con thấy là cái việc tôn giáo, người Công giáo và người Phật á, nó đối với con, trong đầu con á, chia ra East and West, bên Đông, bên Tây. Thì con sống bên Mỹ, sanh đẻ bên này, thì con có cái, lúc nào con cũng có cái debate trong gia đình của con, tại vì gia đình của con là đạo gốc Công giáo, rất là bố mẹ hồi đó đi lễ một ngày, mỗi ngày ba đi lễ hai lễ, mẹ đi lễ vẫn còn đi lễ mỗi ngày. Thì con lúc nào cũng phân vân là hồi xưa người Pháp đô hộ người Việt Nam, phải đô hộ, con dùng cái đúng không cô? Đô hộ chuyển cái tôn giáo từ Phật chuyển qua là tôn giáo của người Công giáo. Thì con thấy cái đó có một lúc nào con cũng cảm thấy cái đó là một phần bất công, là tại sao mình cái ngôn ngữ của tôn giáo của mình là đạo Phật, mà tại sao mà mình bị ép vô đạo? Hoặc con cứ nghĩ cái đó là lúc từ hồi nhỏ tới lớn. Rồi bây giờ con đi ra ngoài đời nhiều, thì con gặp những người như cô, thấy rất là rõ ràng là con, mẹ con cũng có những người bạn cũng theo hai cái tôn giáo. Thì bây giờ con mới có cái cơ hội con hỏi cô, tại vì con nghe nhiều cái interview là cô có một cái background bên Công giáo và background bên Phật. Thì con muốn hỏi cô, có bao giờ cô cảm thấy có cái struggle của người Pháp đô hộ rồi theo cái tôn giáo của người Pháp hồi xưa, hay là đối với cô cái đó là hai cái nó rất là, thì nó nghe so far cho con nghe là con thấy là cô rất là yêu mến đạo Công giáo, và nó là một cái sự rất là tốt trong cuộc đời của cô. Thưa Ken, nếu mà nói theo lịch sử đó của Việt Nam mình thì Ken nói đúng. Vâng, thế nhưng mà đối với cá nhân tôi đó, cũng như là bố đã nói với tôi là con ơi, gia đình của mình là đạo thờ ông bà tổ tiên,
Đấy, bố tôi nói là đạo đạo thờ ông bà tổ tiên. Đấy, còn thì bây giờ con đi học trường đạo. Ở nhà trường dạy con đạo Công giáo. Mà con tin tưởng thì con cứ tin. Bởi vì con ạ, đạo nào cũng dạy con người điều tốt lành mà thôi. Không có đạo nào chỉ bảo cho mình làm điều ác cả. Vậy thì nếu con gia đình đạo chờ thờ ông bà tổ tiên, con đi học nhà trường dạy con đạo Công giáo, rồi mai mốt con ra đời con theo đạo nào đó, đạo Phật hay là gì đó, thì bất cứ đạo nào trong đời con cũng chỉ là dạy theo điều lành, điều tốt mà thôi. Con càng hiểu nhiều về tôn giáo càng tốt. Đó là cái điều bố tôi dạy. Và chính tôi lớn lên tôi cũng cảm thấy cái điều đó, thưa Ken. Là đi nhà thờ hay là đi chùa toàn là những cái điều tốt thôi. Và đời sống của tôi cũng hơi lạ, là tôi quen rất nhiều, cũng có gọi là bạn thì hơi hỗn, nhưng mà tôi quen rất nhiều bạn là công làm cha, cũng như là sư bên nhà chùa. Đấy, tôi quen rất nhiều. Cái thời tôi ở ngôi nhà cũ của tôi đó, thì các ông sư lại thăm tôi, lại chơi, coi như là bạn, dù rằng tôi không dám nói là bạn thì nó hỗn quá. Cũng như là bên cha, các cha cũng vậy. Vâng, thành ra tôi cũng như là tôi, cuộc đời của tôi cũng may mắn khi tôi sang Ý, tôi được ý kiến Đức Giáo Hoàng. Vâng, và cho tới bây giờ thì tôi rất rất sùng ngài Đạt Lai Đạt Ma. Tôi cũng sang tận bên Ấn Độ, đi Dharamsala để được gặp ngài Đức Đạt Ma. Con mang cái vấn đề tôn giáo nó thêm một cái layer, một cái phần như thế này nè. Cô phải đi từ Việt Nam, cô rời năm 75, thì cô có cái hai cái background bên Phật, bên tôn giáo, thì cô có nghĩ là, tại vì con suy nghĩ như vậy thôi, là lúc mà cô phải đi vào trong cái cộng đồng bên Mỹ đó, hoặc là bên Ý, hoặc là những chỗ nào Tây Phương á, thì là phần đông á, đa số là đạo Chúa, đạo Thiên Chúa. Thì một ngôn ngữ của Thiên Chúa bên Christianity thì nó có làm cho cô feel more comfortable, dễ mà assimilate, dễ mà tham gia trong cái cộng đồng của người ta không? Tại vì cùng similar background. Dạ, Ken nói đúng. Mỗi khi mà tôi mỗi khi tôi bước chân vào một nhà thờ, hay là dự một cái buổi nào đó bên phía Công giáo, hay là dự một cái đám cưới theo đạo Công giáo, thì tôi cảm thấy rất là thoải mái, không có điều gì lạ với mình cả. Kể cả trong cộng đồng Mỹ trắng nữa thì chắc nó dễ hơn, tại vì ví dụ như là mới đây tuần vừa rồi đi dự đám tang người bạn của tôi là ca sĩ Lệ Thu, mà tổ chức trong cái nhà thờ Công giáo, thì mình vào mình cũng làm dấu, cũng quỳ xuống và cũng có những cái lời cầu nguyện cho Lệ Thu chẳng hạn. Thì đối với tôi điều đó nó rất là gần, không có gì xa lạ cả. Và cũng như là Tết nhất mà mình có đi chùa, hay là có những cái vấn đề cầu xin ở chùa, thì tôi cũng rất là thoải mái trong chuyện đó. Vâng. Lúc mà cô ở chung với gia đình mới của cô lúc di cư đó, thì cô có một cái cơ hội, còn biết là cô có một cái cơ hội là The Quiet American, họ đang quay ở Sài Gòn. Cô có kể cho con nghe cái câu chuyện đó, tại vì con có những cái câu hỏi từ cái câu chuyện đó. Dạ, dài dòng văn tự lắm Ken ơi. Nếu nói về cái sự nghiệp điện ảnh của tôi đó, thì nếu ai theo dõi cái sự nghiệp điện ảnh của tôi thì chỉ biết cuốn phim đầu tiên của tôi là cuốn phim Hồi Chuông Thiên Mụ. Vâng, được quay năm 1957 tại Huế, mà ở trong đó tôi đóng vai một Nico ở chùa Thiên Mụ. Nhưng mà
sự thật ra như Khang biết, ở trên set quay phim đó, thì cái người diễn viên được nghe cái lệnh của người đạo diễn chỉ cho mình bắt đầu diễn xuất đi đó, là cái, tiếng Mỹ mình gọi là action. Khi người Mỹ mà gọi là action thì cái camera nó bắt đầu nó quay và người diễn viên bắt đầu đóng cái nhân vật vai trò của mình. Thì cái tiếng tôi được nghe cái tiếng action trong sự nghiệp điện ảnh của tôi không phải từ phim Hồi Chuông Thiên Mụ, mà là từ cái phim The Quiet American. Vâng, thì tôi cũng xin kể để Ken biết là sự việc nó xảy ra như thế nào. Đó là một cái buổi chiều Chủ nhật, tôi đi Nhật, đi lễ nhà thờ ở Sài Gòn, nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn đó, trên con đường Katina đó. Lúc đó cô bao nhiêu tuổi cô? Lúc đó tôi hình như là 18, 19 tuổi gì đó, 18, 19 tuổi. Lúc đó cô có chồng rồi. Vâng, tôi có chồng. Nhưng mà lúc đó, đó tức là cái chuyện của tôi nó dài dòng đó, tại mình kể, mình bị những cái ghép đó. Lúc đó tôi lấy chồng rồi, mà nhưng mà người chồng của tôi đi sang Mỹ. Người chồng tôi là một người sĩ quan nhảy dù, đi sang Mỹ học. Lúc đó anh đi Fort Benning, Georgia, đi sang Mỹ. Nhưng mà tôi thì luôn luôn ở nhà với bố mẹ chồng. Mà thời gian đó cô làm gì? Cô có nghề không? Cái thời gian đó cô ở nhà, cô có cái nghề gì không cô? Thời gian đó tôi bắt đầu đi làm. Vâng, tôi làm ở một sở Mỹ gọi là MACV. MAC có nghĩa là như là viết tắt bởi cái chữ Military Assistant cái gì gì đó đó. Tôi quên mất cái tập full name rồi. Yeah. Tôi đi làm sở Mỹ. Vâng. Tôi nói, thời đó tôi cũng may mắn là tôi được nói tiếng Anh từ lâu. Vâng. Sở dĩ tôi nói cái chuyện tại sao tôi nói tiếng Anh được đó là bố tôi có một người bạn thân là ông Hà Văn Vượng. Ông Hà Văn Vượng lúc đó là Tổng trưởng Tài chánh của thời Hà Nội, thời Pháp đó. Thì là ông Hà Văn Vượng thân với bố tôi và ông Hà Văn Vượng nhận tôi là con nuôi. Là con nuôi. Thì vợ ông Hà Văn Vượng là một người Anh, ông lấy vợ người Anh. Thế thành ra bà Hà Văn Vượng là cái người dạy tôi nói tiếng Anh. Wow. Vâng, từ năm 1951-52 gì đó tôi đã nói tiếng Anh rồi. Và thời đó thì rất ít người đó. Dạ vâng, thời đó thì rất ít người nói tiếng Anh. Nhưng mà tôi nói được từ thời đó. Tôi may mắn là được bà dạy cho, dù rằng có thời gian ngắn thôi. Là cái thời gian bà thì bà sống ở bên Anh, nhưng có một thời gian ngắn bà sang Hà Nội sống với chồng. Thì thời gian đó bà dạy tôi nói tiếng Anh, bà dạy tôi qua cái cuốn Le Sang Pen. Sau đó thì bà lại mang con của bà đi về Anh học. Tức là ông bà có người con gái thì đã ở bên Anh rồi. Và người con trai út là anh Hà Văn Anh. Thì cái chuyện nó dài dòng lắm. Thì lúc giờ bà mang người con trai Hà Văn Anh đi sang Anh học mất rồi. Thì tôi thành ra tôi chỉ được học có một thời gian ngắn thôi, nhưng mà cũng là bắt đầu học tiếng Anh. Thì trở lại cái vấn đề đóng phim, thì hôm đó là Chủ nhật tôi đi lễ nhà thờ ở ngay trên đường Katina, là con đường chính của Sài Gòn, tức là con đường gọi là đường tự do đó. Sau này gọi là đường tự do, thời Pháp thì gọi là Rue Katina. Nhưng mà sau này thì đổi ra thành đường tự do, còn bây giờ là lại tên mới nữa thì tôi không nhớ. Anyway, thì lúc tôi đi bộ từ nhà thờ dọc theo con đường Katina đi xuống, thời đó là cái thời gian 1956, tức là thời gian mà quân đội Mỹ đã sang Việt Nam rồi. Thì tôi đang đi bộ, bỗng dưng có một người Mỹ từ phía bên kia đường chạy sang vỗ vào vai tôi, hỏi tôi là có biết nói tiếng Anh không. Tôi quay lại, tôi nhìn, tôi không trả lời. Bởi vì cái thời điểm đó, lính Mỹ nhiều mà họ cũng hay đi vào bar hay là muốn gặp những người hay bán bar. Vâng, thành ra tôi cũng nghĩ rằng là anh này chắc cũng lại muốn làm quen một cô gái Việt Nam. Tôi quay lại, tôi nhìn, tôi không trả lời. Vì chắc anh ta hiểu được cái nhìn và cái im lặng của tôi. Thì anh ta vội vàng quay sang nhìn thẳng vào mặt tôi, nói là tôi xin lỗi, chúng tôi là một nhóm làm phim. Ông đạo diễn ngồi bên kia đường
tức là cái hotel công ty Năng Tan Continental Hotel ở Sài Gòn. Thì chúng tôi ngắm, chúng tôi sang đây đang để làm một cuốn phim và đang muốn tìm một người con gái Việt Nam để đóng vai chính trong phim. Tất cả chúng tôi ngồi bên kia đường nhìn thấy cô đi từ xa và chúng tôi đều nghĩ là wow, đúng rồi, đây là cái dáng người mà chúng tôi muốn kiếm. Thì tương đối thì Ken cũng thấy là đối với con gái Việt Nam thời đó thì tôi cũng hơi cao, cao giáo. Vâng, thì nói là cô đúng là cái người mà chúng tôi tìm. Tôi chỉ muốn, quan trọng là cô có biết nói tiếng Anh không? Thế họ, anh ta lại hỏi lại tôi, cô có biết nói tiếng Anh và tiếng Pháp không? Thế thì tôi lúc giờ tôi mới cười, tôi nói tôi nói được một chút tiếng Anh và cũng nói được một chút tiếng Pháp. Thế thì anh ta mừng lắm. Anh ta mới nói là xin mời, dẫn tôi sang bên kia đường để gặp tất cả cái toán làm phim họ đang ngồi bên đó, là ông đạo diễn. Thì tôi sang bên đó, thì tôi gặp ông đạo diễn Joseph Mankiewicz. Và lúc đó thì tôi cũng chẳng biết ông Joseph là ai. Nhưng mà bây giờ thì mình biết là ông thời ta... Thời gian nó nổi danh vô cùng. Nổi danh vô cùng. Vô cùng là ông nổi ta mấy lần được Oscar rồi. Yeah. Ông ta đạo diễn những cái phim lớn như là Cleopatra hay là mấy phim lớn lắm. Yeah. Thì sang, thì ông ta ngồi nói chuyện với tôi, thì ông ta mới thấy rằng là ông ấy rất mừng là họ đang tìm kiếm một người Việt Nam để đóng vai chính mà chưa tìm được ai cả. Đấy. Và rất mừng bây giờ nhìn thấy tôi đúng là cái dáng vóc mà họ muốn, là bởi vì hai vai nam chính ở trong đó là... Họ thì Ken cũng biết là cái kiểu mà họ đã kiếm được vai nam rồi đó, thì bây giờ họ phải kiếm cái vai nữ nào mà cũng có cái dáng vóc mà có thể match được với cái vai họ đã kiếm. Thì cái vai nam chính ở trong đó là tự dưng tôi đang ngồi tôi nói vai nam chính là người Anh Lê, và một người vai nam nữa là người... Tự dưng tại sao tôi lại có thể quên được nhỉ? Tự dưng nó block, nó blank trong đầu tôi. Và một vai nam nữa là tài tử Mỹ Audie Murphy. Oh, Michael Redgrave. I'm sorry. Yeah. Okay. Yeah. Vai nam chính là ông Michael Redgrave, là bố của hai tài tử Redgrave nổi tiếng. Dạ. Yeah. Dạ vâng. Và người Mỹ là Audie Murphy. Thì trong cái phim đó, cô Phượng đóng cái vai chính đó thì cô ấy phải nói được cả hai thứ tiếng, tiếng Anh và tiếng Pháp. Thì ông ta rất mừng là tôi nói được cả hai thứ tiếng. Thì ông ta có nói với tôi rằng là ông ấy đưa cho tôi cái cuốn script, ông bảo tôi về đọc đi và xin ngày mai hay ngày mốt trở lại để quay test. Vâng, thì tôi về tôi đọc cái chuyện. Thì ông ta có cho tôi một cái scene đó, là về đọc và đọc cái scene này đi để trở lại mình sẽ quay test. Vâng, thì tôi về thì lúc đó, thời điểm đó, tôi sống ở trong gia đình nhà chồng thì gia đình rất là cổ đó. Rất là cổ. Đi đâu thì phải xin phép, đi đâu thì phải cho biết. Thì trước khi tôi trở lại để gặp ông đạo diễn Mankiewicz đó, thì tôi có xin phép bố mẹ chồng. Thì tôi nói là xin phép, từ hồi đó tôi gọi là ba mẹ, xin phép ba mẹ cho con được đi. Tại vì con có gặp, hôm qua đi nhà thờ con có gặp như thế, thế tôi kể lại đó. Thì hai ông bà ngạc nhiên lắm. Tại vì không có nghĩ rằng một ngày nào đó người con dâu của mình lại... Được đi mời như vậy. Đi đóng phim. Vâng ạ, lạ quá. Bởi vì cái thời điểm đó thì Ken biết là điện ảnh đó, nó còn rất là phôi thai đối với... Không, rất là mới. Yeah. Quá mới đi. Thì ngay lập tức, cụ bà hỏi rằng là cái chuyện nó như thế nào và con định đóng vai gì vậy. Thế thì tôi cũng kể là đóng vai cô Phượng là vai chính, vai nữ chính ở trong cái chuyện, mà cuộc đời của cô Phượng đó thì như thế này này này, và cô sống với một người Anh Lê, tức là người ông Michael Gray đó, nhưng mà về sau này thì cô lại yêu anh CIA của Mỹ là do Audie Murphy đóng. Yeah. Nói là không có được, đàn bà mà đang sống với người này rồi đi yêu người kia, cái chuyện đó là không có được, cũng không cho đóng. Lúc đó cô cảm thấy như thế nào trong lòng cô?
mình cũng không có biết nữa, nghe khen. Thật sự ra đó, thật sự ra cái mộng của tôi từ nhỏ đó, không bao giờ tôi nghĩ là về tôi sẽ là tài tử điện ảnh cả. Bởi vì lúc đó điện ảnh đối với mình hãy còn quá non. Nhưng mà tôi được bố dẫn đi coi phim rất nhiều. Bố tôi đó có lẽ là quá vợ từ lúc ông còn trẻ, trẻ quá đến lúc giờ ông mới có 31 tuổi à. Wow. Quá vợ rồi. Thế nên đời sống của ông chắc cũng là rất cô độc. Tại vì lúc đó đâu có tivi hay là cái gì đâu. Thế nên tuần nào ông cũng đi coi cine. Bởi vì bố tôi nói tiếng Pháp rất giỏi. Mà thời đó thì cine chiếu ở Hà Nội là nói tiếng Pháp. Yeah. Vâng, cine là nói tiếng Pháp. Thế nên bố tuần nào bố đi coi. Có khi bố đi coi một tuần hai phim. Mà đi coi thì là dẫn tôi đi. Thế nên tôi cũng bị ảnh hưởng bởi cái gần với lại điện ảnh, cũng giống như bây giờ mình gần với tivi vậy đó. Yeah. Giờ mà ngày nào mình cũng phải bật tivi mình coi, thì đối với tôi thời đó tuần nào tôi cũng được đi coi cine, thành cũng rất gần với cine, nhất là được đi coi với bố, cái gì không hiểu là bố lại giảng lại cho mình nghe. Thế thành tôi rất gần với bố về điện ảnh. Nhưng mà cái mộng của tôi lúc đó là tôi muốn trở thành nhạc sĩ, tại vì bố cho tôi đi học đàn từ lúc tôi hát nhỏ. Tôi học đàn piano từ lúc tôi mới có 5 tuổi gì đó. Yeah. 5 tuổi tôi đã học đàn piano rồi. Thì tôi học đàn từ nhỏ. Và về sau này đó, là học đàn. Về sau này là nói một chút xíu cho vui, là tôi đã hát với lại ca sĩ Kim Tước và Nhật Bằng từ cái thời 53 ở Hà Nội. Yeah. Là chúng tôi đã lên hát ở nhà Thủy Tạ ở Hà Nội và hát ở Đài Phát Thanh. Hát hát người hạn nhỏ mà hát học trò thôi mà. Vâng. Không bao giờ nghĩ là mình trở thành tài tử điện ảnh cả. Thế nhưng mà đến khi trả lời câu hỏi của Ken là tôi nghĩ gì mà khi mà sắp sửa được bước chân vào ngưỡng cửa điện ảnh đó, thì tôi cũng thấy thích thú. Và thích thú. Ok, thì từ cái lúc mình di cư từ Hà Nội vào miền Nam đó, thì cái chuyện học đàn của tôi bỏ dở. Sống khổ sở quá mà đâu có học piano được nữa. Rồi về sau đi lấy chồng thì cũng lại bỏ luôn cái chuyện đó. Không có dính gì đến đàn, không có dính gì đến nhạc, không có dính gì tới ca hát cả nữa. Lúc giờ là hoàn toàn là một người con dâu thuần túy sống trong cái gia đình nhà chồng. Cho tới khi mà cái chuyện điện ảnh nó bắt đầu như vậy, thì trong thâm tâm tôi đó, cũng thấy thích nhè. Nếu mình không thành nhạc sĩ, mình không thành ca sĩ, mà bây giờ được mời đóng phim, thích lắm chứ. Thế nhưng mà khi mà xin phép bố mẹ chồng, thì bố mẹ chồng có nói là không được, không nghĩ rằng là con dâu nhà này lại trở thành tài tử điện ảnh, và cũng không có thích cho tôi đóng cái vai trò mà một người đàn bà sống với một người ngoại quốc, người Anh, rồi về sau này lại đi mê một người Mỹ. Yeah. Không được, cũng không cho. Thì tôi là một cái người con dâu lúc đó rất là obedient, rất là ngoan ngoãn đó. Thì bố mẹ bảo sao nghe vậy, thì tôi nói là vâng. Thì tôi trở lại để trở lại gặp ông đạo diễn Joseph Mankiewicz để trả lại cái cuốn script, và cũng nói lý do là gia đình tôi cho phép. Thì họ ngạc nhiên lắm, họ nói oh my god, tức là cô có biết câu hỏi như thế này. Cô có biết là ông đạo diễn này là một người nổi tiếng vô cùng ở Hollywood. Ở Hollywood, nếu bất cứ một cô gái nào hay bất cứ một người tài tử nổi tiếng nào mà được ông mời tới, đó là một cái vinh hạnh vô cùng. Mà cô từ chối à? Thế, thành ra, tôi không biết trả lời ra sao cả. Tôi nói là, tôi là một cái, đây là một cái văn hóa. Tôi là một cái người con dâu ở trong gia đình, mà gia đình không cho phép thì tôi phải nghe theo, obedient theo cái ý muốn của cha mẹ. Vâng. Thế nhưng mà cái buổi trở lại đó thì tôi cũng lại may mắn là trong cái buổi trở lại đó tôi gặp ông Bùi Diễm. Lúc đó ông Bùi Diễm là chủ của hãng phim gọi là hãng phim Tân Việt. Vâng. Lúc đó thì ông Bùi Diễm không hiểu Ken có biết ông Bùi Diễm là ai không. Thời đó ông Bùi Diễm đã làm cuốn phim Chúng Tôi Muốn Sống. Con có nghe. Vâng, vâng. Vâng, ông có làm cuốn phim Chúng Tôi Muốn Sống rất là nổi tiếng. Vâng. Rồi sau đó
ông đang sửa soạn để quay cuốn phim thứ hai, tức là cuốn phim Hồi Chuông Thiên Mụ, đạo diễn Lê Dân. Thế thì khi mà ông gặp tôi, và cái lúc đó thì ông cũng, hãng phim Tân Việt của ông đó, cũng như là phụ tá cố vấn thêm cho ông đạo diễn Joseph Mankiewicz trong thời gian mà cuốn phim The Quiet American quay ở Sài Gòn. Thì phim Tân Việt chắc là cũng có giúp đỡ cái điều gì đó dính dáng tới vấn đề Việt Nam. Thì ông Bùi Diễm gặp tôi ở đó, thì chắc somehow ông nhìn thấy tôi, chắc trong đầu ông cũng nghĩ rằng là chắc phải để dành cái cô này cho cuốn phim Hồi Chuông Thiên Mụ của mình sau này, có thể như vậy. Vâng, thì quả nhiên nó là như thế. Khi mà tôi không được đóng cuốn phim The Quiet American, tôi quên một điều, nhưng mà sau đó hãng phim của The Quiet American cũng có mời tôi dự cái buổi ra mắt, tức là mấy tháng sau cơ, khi mà họ ra mắt quay cuốn phim. Thì tôi về sau này thì họ không kiếm được người Việt Nam nào đóng vai cô Phượng cả. Thì họ có mời một người tài tử Ý tên là Georgia Moll đóng vai một cô gái Việt Nam. Vâng. Thì đến khi mà tôi được mời trở lại đó, một điều vui vui thôi là họ cũng tạo cái dạng cái Georgia Moll tự tựa giống tôi, là cũng có cái búi tóc, cũng mặc áo dài búi tóc như tôi vậy đó. Và họ mời tôi đóng một cái vai gọi là cameo part, có nghĩa rằng là không có nói năng gì cả, trong một cái scene mà ông Michael Redgrave đi tìm người yêu của mình, tức là cô Phượng đó, thì ông đi ở ngoài đường ở trong chợ lớn, khi thấy tôi đi qua, ông vội vàng ông chạy theo, ông vỗ vào vai tôi, thì ông tưởng tôi là cái cô Phượng. Ông vỗ vào vai tôi, và khi tôi quay lại thì ông nói: ô, tôi xin lỗi, tôi tưởng cô là cái người tôi đang tìm kiếm. Thành ra ở trong cái phim The Quiet American đó chỉ có mỗi một cái cảnh xíu là khi tôi quay lại, thế thôi. Thế nhưng mà rồi ông Bùi Diễm khi mà cả năm sau đó, năm 1957, thì ông bắt đầu khởi sự quay cái phim Hồi Chuông Thiên Mụ, thì ông có mời tôi đóng. Thì tôi cũng thưa với ông Bùi Diễm là chắc gia đình không cho phép đâu, tại vì hồi trước gia đình đã không cho phép đóng phim The Quiet American rồi. Thì ông có nói không có sao, ông và anh Lê Quỳnh, Lê Quỳnh là tài tử Lê Quỳnh chính ấy. Anh Lê Quỳnh cũng là bạn của chồng tôi đó, thời đó nữa, mấy ông ở trong nhà binh với nhau mà. Anh Lê Quỳnh thì ở trong không quân, mà chồng tôi ở trên bên nhảy dù. Thì ông Bùi Diễm với anh Lê Quỳnh có tới nhà xin, ông xin thẳng, xin phép thẳng bà mẹ chồng tôi theo cái phong tục Việt Nam mình mà. Đấy, thì bà mẹ tôi cũng ngạc nhiên lắm, tại sao lại cứ có những người mà cứ đi tìm con dâu mình để mời đóng phim. Nhưng mà anyway thì cụ cũng hỏi là ông định mời con dâu tôi đóng vai trò gì vậy. Thì ông Bùi Diễm có nói là dạ, sẽ mời đóng vai Nico của Chùa Thiên Mụ. Ô, bà cụ cười thoải mái, cô nói: ô vâng, đóng vai Nico thì tốt lắm, tôi sẽ khoe với các bạn đi chùa của tôi, đó là con dâu tôi đó, đóng vai Nico. Thế thành ra tôi trở thành ra tài tử đầu trong sự nghiệp điện ảnh đầu tiên của tôi là vai một Nico ở trong phim Hồi Chuông Thiên Mụ năm 1957. Dạ, con có hai câu hỏi. Cái câu hỏi đầu tiên của con á, là cái thời gian đó cô có một người đàn bà tài tử phụ nữ cô ngưỡng mộ, trong cái lúc đó, lúc cô được mời lần đầu tiên, cô có những người đóng phim người Việt Nam nữ mà cô nhìn lên, cô nói à, cô có thể như cái người đó, hay là lúc đó hoàn toàn là còn rất là mới? Dạ, thật sự ra nó là hoàn toàn là mới, nhưng qua những cuốn phim mà tôi đã được đi coi trong quá khứ của tôi được coi, thì tôi có rất là ngưỡng mộ một bà tài tử và tôi rất thích bà ta, đó là bà Ingrid Bergman. Dạ vâng, tôi về phía con có hỏi về viết người Việt Nam mình đó. Vâng, à phía Việt Nam đó. Dạ, Việt Nam có ai như cô hồi đó cô nhìn không. Có một người Kiều Trinh ở trên, cô nhìn được thấy một người Kiều Trinh không? Ken ở Việt Nam lúc đó là đâu đã có phim gì về Việt Nam đâu mà để mình theo dõi. Yeah. Vâng, lúc đó. It's so exciting. Yeah. Vâng, lúc đó thì coi như là
lúc đó nó chỉ có 1-2 phim Việt Nam. Yeah. Lâu rồi. Có lẽ là phim phim gì đó mà do bà Kim Trung đóng. Nhưng bây giờ ngay ngồi nói chuyện với lại Ken tôi không có nhớ hết. Cũng đã có trước phim Hồi Chuông Thiên Mụ cũng đã có 5-7 phim Việt Nam rồi, nhưng mà nó rời rạc cách nhau. Yeah. Không gây được. Tại vì nếu mà thời gian đó mà có một người như là cô đó, cô nhìn cô nói oh, I want to be like Go Kyu Jin, right? Đầu cô thì cái struggle, cái sự mà phấn đấu trong cái đầu cô, tại vì người mẹ chồng cô nói no, không được. Thì nếu mà cô nói ủa nhưng mà có một người như Go Kyu Jin có rồi thì cô muốn làm một người theo cái đường đó, thì chắc con nghĩ là nó sẽ khó khăn cho cô hơn không? Tại vì đúng thế, nhưng mà lúc đó cũng chưa có một cái vai trò nào mà để cho mình coi đó là một cái model của mình, chưa có. Vâng, thì phim ảnh Việt Nam lúc đó nó còn mới quá đi, nó còn mới quá. Nếu mà nói những cái phim mà hồi xưa họ làm từ năm 1930, 33, 34 lúc mình còn chưa đẻ ra đó, thì cái đó nó quá xa rồi. Còn nữa, còn cái lúc mà từ thời gian vào Sài Gòn đó, tức là năm 54 trở đi đó, thì có một phim là Chúng Tôi Muốn Sống, quay trước Hồi Chuông Thiên Mụ. Nhưng mà ngay cả phim Chúng Tôi Muốn Sống lúc đó tôi cũng chưa được coi nữa. Sau này tôi mới coi, lúc đó tôi cũng chưa được coi. Đấy, lúc đó điện ảnh đối với mình nó còn xa lạ quá đi. Tại vì mỗi lần con nghe cái interview của cô, con nói trời, nếu mà là con á, là con bỏ gia đình ngay lập tức. Con bỏ ngay lập tức, con không thể nào mà con chịu nổi. Mà nhất là nó xảy ra một lần, hai lần cô được đi mời như vậy, thì lúc đó chắc không phải ly dị chồng. Còn nếu mà là con thì Ken thấy là cái văn hóa của mình, cái generation nó khác nhau ở chỗ đó. Cũng như là hồi nãy mình có nói đó, cái cô con gái 16, 17 tuổi thời buổi này nó khác lắm. À, ví dụ như thời buổi này mà yêu một người con trai mà gia đình không bằng lòng thì chắc mình cũng bỏ gia đình để mà đi theo người con trai đó, ví dụ như thế. Hay là bỏ nhà ra đi, hay là có những quyết định tự lập mà không cần phải sự chấp nhận của gia đình. Nhưng mà cái thời của tôi thì không như vậy. Thời của tôi là mọi chuyện là phải do gia đình chấp nhận. Yeah, thế hệ ngày nay không thể nào tưởng tượng được cái mà nhất là ngồi suy nghĩ lại 6 thập niên về trước rồi đã nói no rồi, không được không đi, mà 6 thập niên sau là cô sẵn cái sản phẩm của cái con người của cô được bao nhiêu cơ hội kế tiếp, mặc dù là ban đầu là đã nói no, không đi được cái đường đó. Có phải là cái số không cô? Ken ạ, thật sự ra ngay cả đối với bố mẹ chồng tôi, thật sự ra ông bà ngỡ ngàng khi mà người con dâu xin phép đi đóng phim cũng là phải thôi. Tại vì cái chuyện đó nó quá mới, mà cái văn hóa của mình, cái xã hội mình lúc đó, đó thì coi cái chuyện mình có cái câu gọi là sướng ca vô loài. Vâng, coi nhẹ cái sự nghiệp của những người nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên hay là đờn địch này là kia, thì tất cả những cái đó đối với xã hội coi là sướng ca vô loài. Thành ra đối với các cụ mà văn hóa theo cổ đó thì lẽ nhiên là không có happy để mà thúc đẩy mình đi vào con đường đó. Đúng ạ. Thành ra tôi cũng theo gia đình vậy thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là thứ nhất là thời gian dần dần thay đổi. Cũng như là đầu tiên thì các cụ bố mẹ tôi phản ứng như vậy. Nhưng mà về sau theo thời gian thì các cụ cũng thấy là bây giờ phim Việt Nam nó cũng có phim này, nó có phim kia. Đấy. Rồi thì là dần dần các cụ cũng thấy là chính cá nhân tôi, dù rằng tôi đi đóng phim, nhưng mà đời sống của tôi gần như là cũng không có gì thay đổi cả. Yeah. Nhưng khi tôi ra khỏi nhà đi đóng phim thì tôi là tài tử, nhưng mà khi tôi trở lại với gia đình thì tôi không bao giờ tôi mang cái hình ảnh hay là cái thái độ của một người diễn viên về nhà hết. Về nhà behind the door tôi lại vẫn là một cái người con dâu như ngày trước, không có gì thay đổi cả. Thế nên tôi chắc rằng cô có phải cố tình cô
cô phải biến lại một người con dâu. Lúc mà cô về, cô bước vô cái cửa đó, cô có phải tập trung không? Là dạ, tôi nghĩ là nó cũng tự trong lòng mình nữa. Vì tôi hiểu cái sự suy nghĩ của thế hệ lớn hơn tôi, tức là bố mẹ chồng, thì tôi hiểu cái đó và tôi cũng cố để mà mình đừng có bị torn between đó. Yeah. Hai cuộc đời, cái cuộc đời của người diễn viên và cuộc đời của người làm dâu đó, con dâu đó, thì tôi thấy là khi nào mà tôi đứng dưới ánh đèn trên set trước máy quay phim thì tôi là diễn viên, nhưng mà khi ra khỏi cái set đó, ra khỏi ánh đèn đó, trở về nhà thì tôi vẫn là Kiều Trinh, người con dâu trong một cái gia đình. Cái đó cũng rất là khó khăn, là tại vì lúc mà mình go on set á, thì bao nhiêu người kêu bằng nói nặng thì là hầu hạ người ta, phải service cô, cái không phải là cái quyền lực, nhưng mà cái sự chú ý nó khác. Rồi cô về nhà, tại vì gia đình của cô là người Bắc, cũng là người Bắc, bên chồng là người Bắc, thì nó không có, con nghĩ là nó cũng phải con, tại vì con bên mẹ con là người Bắc thì con biết là not easy. Cái người yeah. Bắc cái thời gian đó là không có dễ mà một người con dâu thì bước từ một cái sân khấu và cái stage, người ta quay cô là một người đặc biệt, rồi cô bước vào cái cửa mà gia đình đó, thì cô phải biết cái đầu cô phải tập trung như thế nào để fall back in line. Thì đó, thì như là mình có share đó, là mình hiểu được cái sự suy nghĩ của bố mẹ chồng, và mình cũng hiểu cái văn hóa của cái thời điểm đó, và mình cũng như là cảm ơn bố mẹ chồng đã cho phép mình được đi đóng phim, mình được đóng phim, thành ra mình phải cố gắng để mà đừng có mang cái bộ mặt hay là cái thái độ của người diễn viên về nhà. Thành ra về đến nhà sau cánh cửa của gia đình thì mình vẫn là cái đời sống bình thường vậy thôi. Mà đó cũng là cái thời gian chẳng phải là lúc đầu đâu Ken. Suốt thời gian đó là tôi luôn luôn như vậy. Tôi không, tuy là tôi đi đóng phim, sau cuốn phim là tôi thôi, cũng không có liên lạc gì với ai, cũng không có tiệc tùng đua linh đòi như là đời sống của một người diễn viên. Tôi không có như vậy. Yeah. Mà một ngày cái việc làm phim của cô nó càng tiến, nó càng đi lên, thì cô phải travel, cô đi đi đây đi đó, thì lúc đó gia đình có càng ngày càng buông lỏng cho cô đi không, hay là không bao giờ? Dạ thưa Ken, như hồi nãy mình có nói đó, là cái thời gian đó, nó thay đổi. Ví dụ như từ năm 1957 là lúc mà tôi đóng cuốn phim đầu tiên. Dạ. 5 năm sau, 1963, 64, 65, đúng không ạ? Thì thời gian nó thay đổi, xã hội nó cũng thay đổi, điện ảnh nó cũng thay đổi. Thì là bắt đầu các cụ thấy là có phim này, có phim kia. Ê, và ngay cả thời trang nó cũng thay đổi, quần áo mình ăn mặc nó cũng thay đổi, mọi chuyện nó đều thay đổi hết. Thế nên các cụ cũng như là đi dần vào cái sự thay đổi của xã hội đó. Thành ra các cụ cũng chấp nhận mình, và đồng thời cũng thấy để yên tâm là con dâu mình nó đi đóng phim, nhưng mà đời sống của nó vẫn là yên ổn đàng hoàng, không có như là cái sự mà người ta nghĩ rằng là xứng ca vô loài. Yeah. Yeah. Các cụ yên tâm và các cụ cũng tin tưởng ở tôi, và dần dần chấp nhận cái đời sống của tôi, thỉnh thoảng phải đi đóng phim hay là lúc mà travel đi xa nhà là về sau này. Yeah. Thì cái mọi chuyện nó rất là yên ổn, không có gì. Từ năm 57 phải không cô? Dạ. Dạ, từ năm 57 tới năm 75 cô ở Việt Nam, phải không cô? Dạ. Dạ, cái thời gian đó cô đóng phim Việt Nam hay là cô hoạt động trong ngành điện ảnh bên Việt Nam đó, thì cô có suy nghĩ là bố cô có coi được những cái cuốn phim của cô không, hay là cô có bao giờ mà nghĩ là có thể nào mà mang bố cô vào Nam không? Cái tư tưởng cái năm đó nó như thế nào cô? Dĩ nhiên Ken. Không lúc nào mà lúc mà tôi không mơ ước làm sao để mà bố con gặp nhau. Tôi rất mơ ước cái điều đó, luôn luôn mơ ước, luôn luôn hy vọng. Nhưng mà
cái đó nó chỉ là như là sự mơ ước mơ mà thôi, dreaming mà thôi. Bởi vì Nam với Bắc lúc đó nó hoàn toàn là hai cái thế giới cách biệt. Hai cái thế giới cách biệt. Và tôi cũng nhiều khi cũng ước mong rằng là phải chi bố biết được rằng là người con gái của bố đã là một diễn viên điện ảnh. Hay là bố coi được những cuốn phim của con gái bố đóng. Ước mơ lắm chứ, nhưng mà làm gì ra có. Nó không thành sự thật. Vậy là bà nguyên cuộc đời của bố cô không có biết cô là diễn viên trong cái bố thành... bố hoàn toàn không biết, tất cả bố và gia đình của tôi ở ngoài Bắc hoàn toàn không biết tôi là một diễn viên điện ảnh. Và tôi ở miền Nam, tôi cũng không có biết là sau mấy tháng trời khi tôi rời bố, rời Hà Nội thì cả bố và anh tôi đều bị đi tù. Đều bị vào tù nhiều năm. Thành ra cái thời gian đó là thời gian mà tôi không có được tin tức gì của bố cả. Tôi cũng không hề biết là bố tôi bị tù. Tôi không hề biết. Bà chị tôi ở bên Pháp thì có biết tin một cách mơ hồ ít ít thôi. Nhưng chị hoàn toàn giấu tôi, không cho tôi biết. Bởi vì chị thương tôi, chị sợ là tôi đau khổ. Chị biết rằng là tôi gần với bố như thế nào. Chị biết là tôi với bố thương nhau như thế nào. Thành ngay chị sợ rằng là tôi sẽ đau khổ vô cùng nếu mà tôi biết là bố đi tù. Thành ngay chị cũng giấu. Mãi cho tới năm 1968, khi mà lần đầu tiên tôi được đi Âu Châu, tôi đi dự đại hội điện ảnh ở Berlin Film Festival năm 1968, vâng. Thì sau khi tôi dự đại hội bên Berlin đó, thì tôi bay về Pháp. Gặp chị của con. Gặp chị lần đầu tiên. Mà Ken cũng phải hiểu được là thời gian đó ở Việt Nam đó, rất khó cho một người công dân mà xuất ngoại. Mình không có cái passport để được xuất ngoại, tức là đi du lịch đó, không có. Trừ khi là những cái là con nó gọi là official mission, trừ khi là mình là một nhân viên nào của chính phủ mà có cái công tác rõ rệt của chính phủ thì mới được xuất ngoại. Ví dụ như chồng tôi là ở trong nhà binh mà được gửi đi học ở bên Mỹ thì cái đó là một official mission. Đấy. Còn mình, kiểu mà mình đi chơi, đi du lịch, có tiền đi sang Pháp chơi, cái đó không có. Vâng, thành ra tôi... Vâng, thành ra khi mà tôi được đi dự cái đại hội điện ảnh ở Berlin, tôi mới gần như là lợi dụng cái cơ hội đó đó. Thì tôi sau đó tôi đi thẳng về Pháp, tôi gặp người chị. Và ở cái sự gặp gỡ đầu tiên đó, đó qua cái bà chị mới sau cái sự mà gặn hỏi của tôi đó, lúc bây giờ chị mới thú nhận cho tôi rằng là chị có biết tin là bố bị đi tù. Nhưng mà chị xin lỗi tôi, chị nói là chị sorry, chị không muốn cho em biết vì thương em quá, sợ là em sẽ đau khổ, sợ là cái chuyện đó nó sẽ ám ảnh em, đời sống của em không có bình thường được, cho nên là chị giấu. Nhưng mà cho tới lúc đó thì tôi mới được biết là bố và anh đã ở tù. Thì bây giờ, vâng, bây giờ trở lại đến cái chuyện điện ảnh, thì tức là từ năm 68 trở đi thì tôi cũng bắt đầu không những là chỉ có đóng phim ở Sài Gòn, tôi cũng đóng phim nhiều nhiều phim ngoại quốc, mà một là quay ở Việt Nam, hai là quay ở các nước Đông Nam Á. Vì suốt thời gian đó là tôi được làm việc ở nhiều nơi lắm, từ Philippines cho tới Thái Lan, cho tới Đài Loan, cho tới Ấn Độ. Con hỏi cô về cái này được không cô? Con cũng có cái thắc mắc á, ngày nay đó thì có agent, họ kêu nhau, họ book cho tài tử. Thời gian đó thì cô, những người từ quốc gia khác họ liên lạc với cô như thế nào, và họ, cô có agent hay là cái sự tổ chức của cái business đó như thế nào cô? Đó, đúng là Ken hỏi câu đó cũng rất là hay đó, là bởi vì giờ mình nghĩ lại mình cũng thấy lạ, bởi vì thời gian đó mình đâu có agent, đâu có một casting agency, đâu có casting, đâu có đi audition, không có, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà
thật sự ra thời gian đó, đó là nếu mà nói về những cái phim Việt Nam thì gần như là chỉ có bấy nhiêu thôi. Trong phía Việt Nam ai cũng biết ai. Vâng, thời, bây giờ thì họ gọi là, chắc là tôi nhắc lại cái câu này là của người ta nói chứ không phải của tôi nói. Thời đó có gọi là tứ đại mỹ nhân, có bốn người mà nổi bật ra trong cái đám diễn viên đó. Lẽ nhiên là còn nhiều người nữa, nhưng bốn người mà được nhắc nhở nhiều nhất đó, thì đó là chị Kim Cương, Thanh Nga, Thẩm Thúy Hằng, rồi Kiều Trinh, tức là bốn người. Thường báo chí vẫn thường gọi là tứ đại mỹ nhân. Lẽ nhiên là trong đám diễn viên còn nhiều người nữa, mà nhiều người nữa mà không có đóng nhiều như là bốn cái người này, không có thường xuyên được nhắc nhở như bốn cái người này, thì các hãng phim Việt Nam đó, khi họ làm phim đó, thì lẽ nhiên là họ biết là họ mời ai rồi, họ có ai trong đầu, ai hợp với phim nào. Thế mà thời đó ở Sài Gòn đó, thì có hai hãng phim gọi là nổi bật ra là làm phim thường xuyên, đó là hãng phim Mỹ Vân của ông bà Mỹ Vân, Lưu Trạch Hưng, anh Lưu Trạch Hưng, tức là ông Mỹ Vân. Thì ông Mỹ Vân á, thường thường làm phim đó, ông lại hay mời chị Thẩm Thúy Hằng. Thẩm Thúy Hằng là hay đi đôi với lại bên hãng phim Mỹ Vân. Còn cái hãng thứ hai là hãng Alpha Phim của ông Thái Thúc Nha. Thế mà hãng của ông Thái Thúc Nha đó, thì Alpha Phim là cái hãng phim nổi tiếng nhất ở Sài Gòn thời đó, bởi vì đó là hãng phim tư nhân duy nhất mà có studio, có máy móc, có phòng thâu, có nhân viên full time. Thành ra tất cả các cái phim ngoại quốc đó, khi mà họ vào Việt Nam đó, ngay cả cái thế giới báo chí và photographer nữa, ai cũng biết Alpha Studio, bởi vì họ tới đó họ muốn mượn máy quay phim hay là muốn mượn máy ảnh. Thời đó đâu có phải là mình chụp ảnh bằng bằng digital hay cái gì đâu, hay còn máy ảnh mà có những cuộn phim, thì Alpha Phim có cái lab để rửa phim, và Alpha Phim lại có một cái có một cái hãng như cửa hàng đó, Alpha ngay trước cửa Hotel Caravan đó, để mà bán máy ảnh, bán phim. Thì nghe những cái người ngoại quốc tới đó, là bao giờ cũng đi qua Alpha. Đấy, mà anh Thái Thúc Nha đó thì lại rất là quý mến tôi. Anh chị Thái Thúc Nha đối với tôi như là đàn anh, tôi như là cô em trong nhà vậy. Mới lại thời gian đó tôi cũng may mắn là bởi vì tôi nói được ngoại ngữ. Vâng, tôi nói được sinh ngữ. Cho nên là những hãng phim khi mà tới gặp Alpha Phim là ngay lập tức Alpha Phim assign tôi cho những cái phim mà cần một diễn viên, nữ diễn viên. Thì ngay đó là cái lý do mà gần như là tôi đóng hầu hết những cái cuốn phim mà ngoại quốc đi vào Việt Nam quay. Họ cũng như là một cái agency cho cô rồi. Gần như thế. Cuốn phim đầu tiên đó, Ken, cuốn phim đầu tiên tôi đóng là từ năm 1963. Tôi đóng cuốn phim ngoại quốc đầu tiên. Lúc đó gọi là phim truyện Năm Dần, tức là tiếng Pháp là lúc đó gọi là L'année du Tigre. Rồi sau này tiếng Anh nó đổi là A Yankee in Vietnam. Wow. Vâng, đó là cuốn phim đầu tiên tôi đóng năm 1963. Rồi tới năm 64 tôi đóng cuốn phim thứ hai, cũng là phim Mỹ, mà lúc đó người nam tài tử chính là Burt Reynolds. Vâng, thì cuốn phim đó đầu tiên là họ định quay ở Sài Gòn, nhưng mà khi họ tới Sài Gòn đó thì chẳng may ra nó có cái cuộc đảo chính, rồi Sài Gòn bị giới nghiêm ban đêm các thứ này là kia đó, thì họ không làm việc được. Họ mới chuyển cái cuốn phim đó sang bên quay ở bên Bangkok, Thái Lan. Thành ra tôi quay ở bên Thái Lan. Rồi sau đó tôi quay rất nhiều phim của ngoại quốc, phim từ phim Fullerton Destination Việt Nam, nhiều lắm. Tôi không nhớ, ngay ngồi đây không nhớ. Tôi quay ở bên Thái Lan, tôi quay ở bên Ấn Độ. Con research cái background của cô, cái thời gian nó cũng như là coi như là non-stop, cô working non-stop.
Thời gian đó tôi rất là bận rộn. Yeah. Có năm quay đến 2-3 phim. Yeah. Mà thời gian đó cũng là cái thời gian mà cái nền điện ảnh của Việt Nam của mình đó đang bắt đầu bắt đầu lên thang. Yeah. Có một thời gian tôi cũng được bầu làm chủ tịch hội hội điện ảnh. Yeah. Và cũng đó cũng là cái người chủ tịch đầu tiên ấy, là ông Thái Thúc Nha. Và về sau này lập thêm cái hội hội về điện ảnh thì tôi cũng được làm chủ tịch. Bởi vì tôi hàng năm đó, lúc bây giờ thì Việt Nam mình đã có cái trung tâm điện ảnh của chính phủ. Vâng. Và hàng năm đó thì cũng có Việt Nam mình bắt đầu đi dự những cái đại hội điện ảnh Đông Nam Á, đại hội điện ảnh ở bên Nhật, thì tương đối tôi cũng là nằm ở trong cái nhóm đầu tiên được đi sang Nhật từ năm 1963-65 gì đó tôi quên mất rồi. Tôi sang Nhật rồi tôi đi dự đại hội điện ảnh Đài Loan. Yeah. Đài Loan thì cũng có đông người đi, là có hãng Mỹ Vân đi theo. Hãng Mỹ Vân, tôi thuộc về hãng Alpha. Yeah. Hãng Mỹ Vân thì có chị Thẩm Thúy Hằng, rồi về sau cũng đó còn có như có chị Kim Vui, có anh Đoàn Châu Mậu, có anh Lê Quỳnh thì phải. Cái đại khái như thế. Rồi về sau này những hãng phim nào mà có phim lớn đó, thì họ mang phim đi dự đại hội, thì họ right. mang tài tử của họ đi. Yeah. Đấy, vâng. Thì về sau này thì tôi đóng phim ở bên Ấn Độ. Thì lúc đó là cái thời gian rất nổi tiếng đóng cái phim bên Ấn Độ. Cô, con có hình như là con nghe là cô có một cái talk show, cái có bao giờ có một cái thời gian mà cô có talk show không? Dạ, đã có. Nhưng mà cái talk show của tôi đó nó không phải là permanent, nó không phải là liên tục. Dạ. Làm talk show. Cái thời gian đó là cái thời gian mà quân đội Mỹ có một cái đài cho Mỹ. Một cái đài đó nó gọi cái gì nhỉ? Avon cái gì tôi quên mất rồi. Tức là họ có một cái đài để cho quân đội Mỹ chiến đóng ở Việt Nam, đài radio và TV. TV lúc đó thì họ chỉ là có chiếu những cái phim cho quân đội Mỹ của họ coi. Yeah. Ví dụ như cái phim thời đó nổi tiếng là phim Comeback, phim Comeback của Vic Morrow. Tôi hẳn nhớ như thế, là con phim mà hàng ngày mình cũng được coi, là họ chiếu cho quân đội Mỹ coi. Và cái phim thứ hai là cái phim như là của Clint Eastwood, cái phim như là Raw High hay cái gì đó, phim cowboy đó. Vâng, yeah. Khái cái thì thỉnh thoảng họ có mời tôi ở trong những cái show mà để cho tôi làm host. Ví dụ như là thời đó nó có những cái celebrity ở Hollywood sang Sài Gòn để entertain cho quân đội Mỹ. Đúng không? Thì lúc đó thì tôi sẽ làm host cái show. Thì tôi có mấy lần tôi được làm host để nói chuyện với các người tài tử ở bên Mỹ qua, cũng như là bên Alpha cũng có dính dáng vào những cái show đó. Thì có một lần tôi làm show từ năm 1965. Vâng. Thì ví dụ như tôi đã được phỏng vấn như là tài tử Danny Kaye. Yeah. Vâng. Bà Tippi Hedren trong phim The Birds của Hitchcock. Yeah. Vâng. Cũng ở trên show của tôi. Danny Kaye, Tippi Hedren, Diane McGinn, những mấy cái ban nhạc là Hank Snow, rồi ông Johnny Grant của Mayor của Hollywood, Walk of Fame cũng ở trong show tôi hết. Con nêu lên cái vấn đề đó là tại vì có những cái lúc mà trong cuộc đời một con người đó mình tham gia vô những cái show như là những cái đó lúc đó mình không thể nào ngờ, cô không thể nào ngờ sau này nó ảnh hưởng cái cuộc đời của cô. Nó đâu có phải là, thật ra cũng đâu phải là đi quay phim, nhưng mà nó là một cái việc họ mướn hoặc là họ mời cô là talk show host, rồi cô gặp những người tài tử bên Hollywood, rồi từ đó cô sau này phải cầu cứu, phải không cô? Con dùng cái chữ đó, cô phải cầu cứu những người trong cái thời gian đó, nhưng mà những cái thời gian đó là những cái thời gian vui vẻ của cuộc đời của cô, mà không ngờ là tới lúc mà mình cần sự giúp đỡ thật sự đó, ở trong cái thời gian đó là có một người giúp cô,
Cô có thể kể cho con thoáng về cái đó được không cô? Dạ, thưa Ken, vâng, cảm ơn Ken. Như vậy là Ken đã làm research, tìm hiểu nhiều lắm, nên Ken mới nhớ được những cái chi tiết đó. Thưa vâng, năm 1965, những cái người celebrity ở Hollywood sang Sài Gòn để mà entertain cho quân đội của họ, của Mỹ, thì có một số người đã làm guest ở trong cái show của tôi. Trong đó có bà tài tử Tippi Hedren, và ông Danny Kaye, ông Glenn Ford, Diamond Bay nhiều lắm. Nhưng mà anyway, mình không có ngờ rằng là đúng như thế. 10 năm về sau, khi họ xuất hiện ở show của tôi, tức là năm 1965, đúng không ạ? 10 năm về sau, năm 1975, thì khi mà Sài Gòn thất thủ, tôi ra khỏi Sài Gòn, tôi bơ vơ, thì lúc đó mình muốn sang Mỹ vô cùng. Nhưng mà làm sao vào Mỹ bây giờ? Tôi không ở trong một cái trại tị nạn nào hết. Cho nên là tôi phải cầu cứu. Tôi muốn sang Mỹ thì tôi phải cầu cứu những cái người mà tôi quen biết ở bên Mỹ để họ sponsor cho tôi. Thì lúc đó, cái người mà tôi cầu cứu đầu tiên, dĩ nhiên phải là cái anh tài tử đóng chung phim với tôi. Yeah. Tức là Burt Reynolds. Đúng không ạ? Đã đóng phim với tôi từ năm 1963. Thì nhưng mà lúc giờ tôi gọi cho Burt không được. Một cô thư ký hay là agent hay là ai đó cứ trả lời là he's not available. Tôi gọi không có được. Cái người thứ hai tôi gọi là ông Glenn Ford cũng không có được. Người thứ ba, không phải nói là người đầu tiên tôi gọi đó, không được ngay từ đầu, tức là ông William Holden. Yeah. Vâng. Bởi vì William Holden với tôi đó đã gặp nhau rất nhiều lần ở trong các cái đại hội điện ảnh Á Châu, từ bên Nhật cho tới Đài Loan cho tới Hồng Kông, tôi gặp Bill Holden nhiều lần lắm. Và chính Bill cũng là cái người mà đã cứu sống tôi trong một cái chuyện hy hữu về một cái chuyến máy bay bị nổ tung. Cái chuyện nó lâu thôi lắm. Tại vì Ken không có nhắc tới cái chuyện đó cho nên tôi không có lý do để mà trả lời đó. Thì tôi chắc xin nhắc qua một tí thôi. Dạ, con muốn nghe cô, con chưa có nghe cái đó. Trước khi mình trở lại cái chuyện mà Tippi Hedren nhé. Dạ, dạ. Chuyện Bill Holden. Năm 1965, khi ông Thái Thúc Nha mang tôi đi dự đại hội điện ảnh ở bên Đài Loan, thì tôi gặp lại Bill Holden cũng đi dự đại hội đó. Vì trước đó tôi đã gặp Bill Holden ở Hồng Kông, cái năm mà chúng tôi đi dự điện ảnh ở đại hội điện ảnh Hồng Kông, anh Thái Thúc Nha và anh chị Thái Thúc Nha và tôi thường thường đi chung với nhau, hai anh chị và tôi, ba người. Anh chị coi tôi như là cô em út vậy đó. Yeah. Cũng là cô tài tử chính của hãng phim Alpha, cho nên là mỗi lần anh chị đi dự đại hội bao giờ cũng mang tôi theo. Tôi coi anh chị như là người anh. Thì cái lần 65 đó, chúng tôi đi dự đại hội điện ảnh Đài Loan, gặp Bill Holden lại, cũng ở Đài Loan. Thì đại hội điện ảnh Đài Loan lớn lắm, rất là lớn, cả đại hội nó kéo dài cả tuần lễ. Thì cái ngày cuối cùng của cái đại hội đó, tức là ngày closing đó, yeah, thì đại hội có tổ chức lớn lắm. Tổ chức là ban đêm thì sẽ có Tổng thống Tưởng Giới Thạch mở tiệc mời tất cả những người đến dự đại hội. Nhưng ban ngày thì đại hội tổ chức hai cái chuyến như là cái tour đó, hai cái chuyến đi thăm viếng. Yeah. Một chuyến là đi Thái Trung, tức là Đài Trung. Thì ở Đài Trung thì đi viếng, tức là đi viếng một cái viện bảo tàng. Viện bảo tàng đó nó có nhiều đồ cổ, mà đặc biệt nhất là vấn đề ngọc thạch. Đấy. Thì chị Thái Thúc Nha đó, thì chị thích ngọc. Chị bảo ok, mình chọn cái chuyến đi thăm Đài Trung. Thì anh chị Thái Thúc Nha và tôi đã ghi tên để đi vào cái nhóm đi đại hội Đài Thái Trung. Còn cái chuyến thứ hai là cái chuyến mà ít người đi, bởi vì nó vất vả lắm. Đó là cái chuyến đi thăm đảo Quy Moi. Nó ở xa hơn, nó là một cái hòn đảo. Mà Quy Moi đó thì nó nổi tiếng, nó là một cái hòn đảo mà underground, không có người sống trên mặt đất. Tất cả cái làng đó nằm ở dưới mặt đất. Wow. Vâng. Rồi tại sao?
là bởi vì Quy Mô nó gần bên Trung Cộng. Mà bên Trung Cộng luôn luôn, lâu lâu lại có pháo kích. Lúc thời gian đó họ hãy còn chiến tranh đó, pháo kích sang bên đây. Đó là cái lý do mà dân không có sống ở trên mặt đất, chui xuống cái hầm sống. Thì họ có tổ chức một cái chuyến bay đi đó. Thì tối hôm đó ông William London gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi là ngày mai đi đâu vậy. Thì tôi có nói cho Bill nghe rằng là ngày mai ông bà Thái Tông Nha và tôi đi Đài Trong, đi thăm museum. Thì ông William đêm mới nói, ồ, museum thì lúc nào đi chẳng được. Đúng ạ. Đi cái bên Quy Moi mới là khó. Bởi vì nếu mà không có quân đội tổ chức mà không có giúp mình đi được, không thể nào đi được. Vâng. Thì ông bảo tôi là đi với ông á. Thì tôi có nói rằng là tôi không có ghi tên bên kia, làm sao tôi đi. Và ngại phải mình phải register đó, phải ghi tên. Thứ nhất là tôi không ghi tên cái chuyến đi Quy Moi. Thứ hai là tôi có tới ba người là ông bà Thái Thu Nha và tôi. Thì William Dunn mới nói là nếu tôi muốn đi thì ông ta sẽ thu xếp giúp cho tôi để mà đi cái chuyến bên kia. Thì tôi nói là vâng, nếu mà ông thu xếp được thì chúng tôi rất là vui mừng để mà đi cùng với ông. Thì ông thu xếp được. Lẽ nhiên là ông nhấc cái điện thoại lên, ông nói đại hội thì họ sẽ làm theo ý của ông á. Thì sáng hôm sau, xe của ông đón tụi tôi, ba người, anh chị Thái Thúc Nha và tôi, đi thăm Quy Moi. Thì đó là một cái cuộc viếng thăm hy hữu đặc biệt trong đời, không thể nào quên được. Thăm cả một cái làng sống ở dưới vùng mặt đất. Ở dưới mặt đất có trường học, có nhà thương, có chợ búa. Wow. Như là một cái thành phố, nhưng mà nó là ở dưới mặt đất. Anyway, cho tới khi mà chiều xuống đó, thì là trước khi đi về đó, thì mọi người đi lên, mọi người thăm, gọi là mọi người chứ thật sự ra nó chỉ có 15-20 người là cùng. Yeah. Ít người được đi đó, ít người được đi cái chuyến đó. Yeah. Thì khi lên mặt đất đó, thì ban tổ chức họ phát cho mỗi người quả bóng to để mà thả sang bên kia Trung Cộng. Cái quả bóng đó thì mình muốn viết một cái message gì mình gửi sang bên kia Trung Cộng thì mình thả bóng cho bay đi. Thì ông William London á, thì ông viết, tôi cứ nhớ mãi cái chữ ông viết là freedom for all. Vâng. Còn tôi đó thì ngay lập tức tôi viết, bố ơi, con nhớ bố, mong bố bình an, chúng tôi thả quả bóng nó bay đi. Ok, rồi sau hai cái chuyến đi ban ngày như thế đó, thì mọi người đi trở về hotel của mình, tắm rửa thay quần áo trước khi đi dự cái bữa cơm, bữa tiệc của Tổng thống Tưởng Giới Thạch, tổ chức ban đêm, tức là cái closing ceremony cho cả cái đại hội đó. Thì khi mà chúng tôi đến dinh Tổng thống đó, thì đó là tổ chức linh đình to lớn vô cùng. Trong một cái sảnh đường của Tổng thống Tưởng Giới Thạch, ở trên cái head table đó, họ kê theo hình chữ U này này. Và cái head table đó là ở bậc cao lên như một cái stage mà Tổng thống Tưởng Giới Thạch ngồi. Còn ở phía dưới đó thì họ kê bàn ghế theo như là chữ U. Yeah. Vòng quanh một cái piece nhảy đầm, cái sân nhảy đầm rất là lớn, ở giữa là cái sân nhảy đầm, còn chung quanh là bàn theo kê theo hình chữ U, và họ kê theo alphabetic, tức là kê theo thứ tự alphabet. Thì America thì lẽ là đứng đầu phần A, phẳng ạ. America rồi tới China, rồi tới Japan hay tới Korea cái gì gì đó, một lô, rồi India các thứ này kia. Rồi cái bàn sau cùng là Việt Nam, chữ V mà. Yeah. Vâng ạ. Thành ra chữ A và chữ V đối diện nhau. Phải không? Yeah. A đầu, chữ V là cuối. Thì bàn A là bàn của ông William London ngồi. Bàn cuối cùng, bàn phái đoàn Việt Nam. Yeah. Có ba người, ông bà Thái Thúc Nha và tôi ngồi bàn V. Thì khi buổi tiệc bắt đầu đó, thì ông Tưởng Giới Thạch lên đại khái cũng đọc diễn văn, cũng nói những cái lời chào mừng các cái người tới các quốc gia
thì có tới mười mấy quốc gia tới tham dự đại hội đó, đông lắm. Thì ông đọc diễn văn xong, mọi người ăn uống xong, đến cái lúc mà nhảy đầm thì ông Trưởng Giới Thạch có đứng lên mới nói là bà Trưởng Giới Thạch và tôi già rồi, không có nhảy vals, không có nhảy waltz, không có nhảy vals, tôi xin mời người khách danh dự của đại hội là ông tài tử William Holden tới từ Hollywood, xin ông thay mặt chúng tôi Uvre Ban, tức là mở đầu cái cuộc nhảy đầm đó, xin ông mời bất cứ một nữ tài tử của một quốc gia nào đó để mà mở đầu đầu cái ban cái bo đó. Thì mọi người đều nhìn về phía ông William Holden và mọi người cũng đều chờ đợi xem ông sẽ mời tài tử của quốc gia nào. Mà cái này là không có một cái sự sắp đẹp sắp đặt trước. Cái này là tự nhiên. Tự nhiên thôi, bởi vì đâu có ai biết là được open cái ball đó. Open ball là phải là ông bà Tưởng Giới Thạch chứ. Chứ đâu có phải là người thường. Đúng không ạ? Thế nhưng mà không có ngờ là ông Tưởng Giới Thạch ông lại không phải, mà ông lại nhường cho ông William Holden. Thế vậy rồi mọi người cũng không biết là ông William Holden sẽ mời ai. Vì cái bàn cạnh ông là một lô các tài tử các quốc gia, là China, Hồng Kông, rồi Taipei, rồi India, đủ hết, Thái Lan, các thứ đông lắm. Thì ông đứng dậy thì mọi người nhìn theo và cũng đều hồi hộp xem là ông mời ai. Ông đứng thẳng từ cái bàn A, ông đi qua cái pitch nhảy đầm, ông đi thẳng sang cái bàn V. Wow. Ông mời tôi, Việt Nam. Thế thì chúng tôi ra opening cái waltz Uvre Ban ra nhảy đầm. Khi nhạc trỗi lên, chúng tôi đang quay theo điệu nhạc. Tất cả hàng trăm con mắt nhìn chúng tôi đang quay theo điệu nhạc. Lúc giờ đẹp lắm. Ông William Holden thì mặc smoking màu đen, tôi mặc áo dài màu trắng, đẩy điệu vals. Mà trong cái piece thật là lớn, quay thật là đẹp. Trong lúc đang nhạc đang đẹp, đang lên cao nhạc như là vậy, bỗng dưng cái nhạc ngưng lại. Ông Tưởng Giới Thạch đứng lên nói: tôi xin lỗi, tôi ngưng nhạc vì có một cái very important announcement to make. Vì tôi phải announcement to make, tôi phải tuyên bố chuyện quan trọng xảy ra. William Holden hãy còn nắm tay tôi đứng dựa ở cái pitch nhảy. Mọi người đều ngơ ngác chờ đợi. Cái gì đây, cái gì đây? Thì ông cứ nói là tôi rất đau buồn, xin báo tin cái chuyến máy bay chở 69 người, tức là toàn là những người tài tử với các người làm phim đó, ở các quốc gia khác đó, từ Tài Trang đó, từ đi cái chuyến từ Tài Trang về bị nổ tung. Và tất cả 69 người trên chuyến máy bay đó chết. Tất cả chúng tôi nghĩ là ngơ ngác và có nhiều tiếng òa khóc lên, bởi vì có những người họ đi dự, ví dụ như là chồng không đi dự, vợ đi dự museum, chồng ở lại, hay là người tài tử nam này đi dự, người tài tử nữ kia đi dự chỗ này kia, nên lung tung, nghĩa là họ có liên hệ với nhau somehow. Thì là mọi người òa khóc hết cả lên, đèn bật sáng tung hết cả lên, là mọi người như là náo loạn về cái chuyến máy bay đó. Thì lẽ dĩ nhiên là cái tiệc đó nó tan. Thì ông Tưởng Giới Thạch có nói là ngày mai mới được đi thăm cái chỗ máy bay nổ. Bây giờ khuya rồi, tối rồi, khuya rồi. Thì ngày mai đó, mọi người đi phái đoàn đi ra cái chỗ để mà đi kiếm xác chết đó. Đi nổ mới lại đi thăm, buồn thảm vô cùng. Và mọi báo chí, đài truyền hình, radio tuyên bố cái tin đó. Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan, Ấn Độ, tức là các nước đều tuyên bố hết. Và đều đọc tên những người mà có cái list ở trong cái chuyến bay đó. Và trong cái list
Có những tên đó có cả tên ông bà Thái Thúc Nha và Kiều Trinh, phái đoàn Việt Nam. Oh my God. Tại vì cô đã đăng ký trong cái... Mình đã đăng ký trong cái phái đoàn Việt Nam. Thế thì, tức là họ đăng tên là phái đoàn nào có người chết ấy mà. Khác như phái đoàn China, phái đoàn Philippines, phái đoàn Thái Lan, phái đoàn Việt Nam. Thì phái đoàn Việt Nam họ nói là chết hết. Có ba người trong phái đoàn chết hết. Tức là ông bà Thái Thúc Nha và Kiều Trinh. Chết hết. Có phải rằng là tể tử William Holden đã cứu mạng sống chúng tôi không? Nếu mà tối hôm trước ông không mời chúng tôi đi và ông cũng không lo được cho chúng tôi đi dự cái chuyến Quimoy thì cả ba anh em chúng tôi, ông bà Thái Thúc Nha và tôi đều chết hết trong chuyến bay này. Wow! Một cái... con nghe rất là nhiều interview của cô, con chưa có nghe cô kể cái câu chuyện đó. Maybe con miss. Dạ. Yeah. Đây cũng là có lẽ là đầu tiên tôi kể cho Ken nghe. Lần đầu tiên tôi kể cho Ken nghe bởi vì có nhiều chuyện những cái người anh cái viewer không hỏi tới. Tại vì Ken hỏi về cái chuyện mà tôi sang Mỹ và tôi trở lại cái chuyện 75. Thì khi tôi sang Mỹ đó, lẽ dĩ là tôi gặp Bill Holden nhiều lần và những lần gặp ông ta có đưa cho tôi một cái card visit, tức là cái thẻ card visit á. Ông ta có nói là đây là địa chỉ của tôi, vợ chồng tôi ở vùng Palm Springs. Đúng ạ. Nhà của chúng tôi to lắm. Khi nào ông bà Thái Thúc Nha và Kiều Trinh có sang Mỹ đến nhà tôi mà ở thì ông ấy mời như thế. Đúng ạ. Thì cũng chỉ làm cái lời mời thôi. Mình biết bao giờ mình đi sang Mỹ. Và mình cũng nghĩ tới cái chuyện đi sang Mỹ. Thế thì tôi luôn luôn có cái cảm của ông ấy như thế. Và tôi luôn luôn trong cái bóp của tôi, cái bóp mà sách hàng ngày của phụ nữ đó, tôi luôn luôn có một cuốn sổ nhỏ như thế này. Tôi luôn cuốn sổ là để địa chỉ của mấy người quan trọng, số phone mấy người quan trọng ở các nơi. Thế thì trong cái bóp của tôi luôn luôn có cái cuốn sổ đó. Cho đến khi mà tôi trở lại cái chuyện năm 1975 khi tôi ra khỏi Sài Gòn đó. Cô ơi, con xin lỗi cô, con phải hỏi tiếp về cái vấn đề cái máy bay nổ. Cái bond, cái sự cái lúc đó mà máy bay nó rớt rồi thì cô với lại ông Bill là nó phải gắn bó nhiều lắm, tại vì lúc đó là có cái sự mà hiểu nhau. Ông lúc đó phải trong đầu ông phải biết là ông đã cứu cái mạng của cô và hai người kia, phải không? Trong đầu ông lúc đó là đang hai người đang dancing, đang đại khái là trên sân khấu waltz, thì lúc đó là một cái gì trong đầu tư tưởng của cô và ông đã biết là còn chút xíu nữa là mất cô với lại hai người kia, phái đoàn Việt Nam. Được, con hỏi cô cái đó là tại vì nó quan trọng trong cái vấn đề mà đáng nhẽ đó là con nghĩ nếu mà là cô đi 75 rồi cô reach out là cái người Bill Holden là phải là cái người đầu tiên. Thật ra là đầu tiên là người đúng thế. Để giúp cô sau này trong cái lúc 75 chứ không phải là người khác, chứ không phải là người Jimi Hendrix. Đó là cái lý do mà cô đang muốn trở lại cái chuyện này. Dạ, dạ cô. Giờ cô nói ngay về cái đêm mà nhảy đầm đó, máy bay nổ đó. Thì khi mà nghe tin máy bay nổ một cái đó thì tất cả mọi người òa lên khóc, và Bill Holden đó cũng ôm lấy tôi khóc. Bà Thái Thúc Nha cũng chạy ra ôm lấy Bill Holden giống như là chúng tôi cảm ơn đó. Wow. Đúng rồi, tức là ông bà Thái Thúc Nha này, tôi là Bill Holden này, mà bốn người ôm nhau này mà ai cũng khóc hết, mình cũng khóc nữa, bởi vì tuy rằng là mình sống nhưng mà mình bị xúc động và đáng nhẽ là mình chết. Đúng không ạ? Đáng nhẽ là mình chết. Và đồng thời mình cũng xúc động bởi vì trong số 69 người chết đó, cái tuần vừa qua đó, ngày nào mình cũng gặp nhau. Tại vì cả tuần đại hội mà. Thì là đi chơi chỗ này, đi ăn chỗ kia, đi picnic chỗ nọ, chiếu phim chỗ kia. Thì là gặp nhau à. Tuy rằng không phải là bạn, thế nhưng mà cũng hello, goodbye, gặp nhau hàng ngày trong một tuần lễ. Thì mà trong cái danh sách 69 người chết đó, có một cái nhân vật thời đó rất là nổi tiếng, đó là ông bà Lô Quan Thơ là chủ tịch, founder, owner của hãng Cathay Pacific. Oh wow. Thời đó điện ảnh đó, Cathay là đứng đầu
Vì sau này mới là Ron Van Shaw, thời đó là khách thay đứng đầu lớn nhất. Mà anyway, trở lại cái chuyện mà ông William Holden, thì lúc mà khi nghe tin nổ, tôi, tất cả ông bà thái thú nhà, tôi và William Holden ôm nhau và người nào cũng khóc hết, người nào cũng xúc động hết. Thì ông thái thú nhà có mời William Holden sang Sài Gòn. Ông William Holden nói là sẽ cố gắng, sẽ có một cái chuyến đi sang Sài Gòn để thăm chúng tôi ở bên đó. Thì tôi cũng đã dự định là khi ông William Holden mà có sang Sài Gòn đó, thì thế nào cũng phải mời lên trên cái talk show của tôi. Dĩ nhiên rồi. Thế nhưng mà cái chuyện đó nó không thành, nó là very long story, bởi vì thời buổi đó nó không có dễ dàng để mà đi như vậy. Thì trở lại là cái vấn đề mà ông đưa cho cái card visit cho ông bà Thái Thúc Nha và tôi. Thì có nói là nếu mà các ông Thái Thúc Nha thì cũng đưa cái card visit là khi nào anh đến Sài Gòn thì liên lạc. Pha của tôi, mời anh tới và chúng tôi sẽ lo mọi chuyện. Tôi cũng sẽ mời anh lên talk show của tôi. Và anh cũng ngược lại, anh nói là khi nào các quý vị sang Mỹ thì đến nhà tôi. Tôi ở Palm Springs, vợ chồng tôi ở Palm Springs, nhà lớn lắm. Thế thì trở lại cái năm 75. Thật sự ra cái chuyện 75 ấy mà Ken, tôi không có đi di cư như mọi người di cư. Tôi rời Sài Gòn bằng một chuyến bay cuối cùng ra khỏi phi trường Tân Sơn Nhất. Máy bay đó landed ở Singapore, nơi tôi vừa mới đóng một cuốn phim lớn là phim Full House. Trong thời gian tôi đóng phim Full House ở Singapore đó, thì là báo chí hàng ngày, bìa báo các thứ đăng ảnh tôi đầy ra. Thế nhưng mà khi tôi rời Sài Gòn, tôi quay xong cuốn phim đó là ngày 15 tháng 4. Quay xong cuốn phim đó, thì tôi đi về Sài Gòn. Đó là cái dại của tôi, đó là cái mistake của tôi. Thay vì trong lúc đó Sài Gòn nối loạn, hàng triệu người đang tìm đường ra đi. Mà cô có biết cái đó không? Cô có biết là đang rối loạn ở... Biết chứ. Hàng ngày mình theo dõi tin tức. Hàng ngày chồng tôi ở Sài Gòn nói là đừng có về. Mọi người đang tìm cách đi. Ở đó đi. Mà ôm tiền đô la. Tại vì mình quay phim mà vừa mới đóng xong 3 phim. Ôm 75.000 đô la. Chồng nói là đừng có mang tiền đô la về. Mà ôm tiền đô la mà ở lại đó đi. Số tiền đô la đó là lớn lắm. Nó lớn lắm em. Yeah. Lúc đó, lớn. Đó, tôi nhớ là một đồng đô la hình như ăn 150 tiền đồng Việt Nam hay cái gì đó. Tức là cũng nhiều lắm. Con số đó là ở bên Mỹ cái thời gian đó là cũng là mua mấy căn nhà được. Lớn rồi, vâng, khi đó. Yeah. Thì tôi đóng 3 cuốn phim rồi mà, đóng phải chính 3 cuốn phim. Thì anyway, cái lòng tôi nó không có ổn. Lúc bây giờ là bố chồng còn sống, bố chồng còn ở Việt Nam, chồng còn kẹt Việt Nam. Rồi mình là hãng phim, mình là nhà cửa, các thứ ở Việt Nam mà mình bỏ đi. Thành ra tôi muốn về để mà thu xếp đã, muốn đi thì cũng phải thu xếp đã rồi đi. Đúng không ạ? Muốn đi thì cũng phải về thu xếp, mang quần, mang áo, mang hình ảnh, album, mang tượng giải thưởng, mang bao nhiêu thứ, phải pack đồ rồi hãng đi chứ. Mình cứ nghĩ như vậy. Rồi hãng phim, tiền bạc, nhà băng, account, băng các thứ này kia. Thế, thì mình về thì mình đâu có biết, đâu có ngờ rằng là khi tôi mang tiền về tới Tân Sơn Nhất thì lúc đó gọi là hối đoái, bắt mình đổi hết tất cả tiền đô la mình có sang tiền Việt Nam. Oh my god. Lúc đó đổi ra 75.000 đô la, có một cái bao bố tiền Việt Nam, tôi mang một cái bao bố tiền về này. Gia đình giận quá. Nhưng nói là mọi người đang đi tìm chợ đen để đổi sang đô la để đi ra ngoài, trong khi mình có đô la cầm trong tay thì mình lại mang về để đổi sang tiền Việt Nam. The big mistake. Mistake thứ hai là mọi người đang tìm cách đi, mình đã ở ngoài rồi bây giờ mình lại đi về. Tôi cứ nhớ mãi là tôi đi về cái chuyến máy bay Pan American đi từ Singapore về Việt Nam, chỉ có mình tôi là hành khách thôi. Bởi vì đó là một cái chuyến máy bay cuối cùng của hãng Pan American đi về để mà tản cư những cái người của sứ quán Mỹ đó, làm đại sứ các gia đình của họ để đi ra. Tôi là cái người duy nhất đi về. Tôi về đó, thì Tân Sơn Nhất đã phi trường đã gọi cái gì rối loạn.
người đông như kiến, người ta đang chờ đợi một cái cơ may nào đó để đi, và đồng thời các gia đình của các tòa đại sứ không phải là người Việt Nam đó, các tòa đại sứ gia đình họ cũng chờ đợi để mà đi đó. Thì anyway, tôi về thì mỗi ngày ở Sài Gòn coi TV thì thấy là một tỉnh thành của mình thất thủ, nào là Công Tum, Pleiku, Ban Mê Thuột, là Cộng sản, rồi từ tới Huế, tới Nha Trang, rồi về tới gần tới nơi rồi. Thì gia đình tôi vẫn nhất định bảo tôi phải đi. Thì lúc giờ tôi nghĩ rằng là mình may mắn, mình đang trong tay mình đang cầm cái passport, mình vừa mới đi về xong mà mình vẫn có passport để mà đi. Thế mà gia đình tôi lại có một người bạn thân lắm, anh tên là Nguyễn Xuân Thu, anh là Vice President của hãng máy bay Air Việt Nam. Thì anh Thu có nói với tôi, lúc đó là Sài Gòn đã giới nghiêm rồi nhé, tối không có ra đường được, đêm không có đi được. Thì anh Thu có nói rằng là ngày mai, hình như là ngày 23, 24 tháng 4 gì đó, ngày mai hãng máy bay Air Việt Nam có chuyến bay cuối cùng ra khỏi Sài Gòn để đi Philippines. Air Việt Nam có cơ sở ở bên Philippines. Thì anh Thu mới nói là Thu đã thu xếp cho tôi đó, là khi tôi sang bên Philippines thì hãng máy bay Air Việt Nam sẽ có người ra đón tôi và sẽ lo cho tôi mọi chuyện. Thì Thu mới nói là tối hôm nay, tại vì giờ giới nghiêm không ai ra đường được, nhưng mà Thu sẽ Thu sẽ dùng cái xe có cờ VIP của hãng Air Việt Nam, là chỉ có hai người được phép dùng cái cờ và cái xe VIP đó, là ông chủ tịch của công ty Việt Nam, ông Trung, cái gì Trung, Nguyễn Văn Trung hay cái gì Trung đó, ông Trung là chủ tịch và anh Thu là phó chủ tịch, thì hai người được phép dùng thôi. Thì anh Thu sẽ dùng cái xe đó với cờ Việt Nam đến đón tôi để ra phi trường ban đêm. Thì sáng hôm sau đi ra khỏi Sài Gòn. Thì Thu báo cho tôi có mấy tiếng đồng hồ thôi, tôi cũng vội vàng đóng hết cả vali, những gì cần thiết, đóng một vài quần áo và cái album hình ảnh. Tôi lúc nào tôi cũng lo giữ gìn hình ảnh và lo luôn cả cái tượng giải thưởng tổng thống đó, giống như là cái Oscar của mình đó. Tôi là cái người đầu tiên được trong phía điện ảnh. Năm 1969 tôi được cái tượng vàng giải thưởng về điện ảnh của tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Cũng đóng mang theo hết. Thế nhưng mà đến gần cái giờ buổi sáng sớm, gần cái giờ máy bay Air Việt Nam cất cánh để đi Philippines á, thì phi trường Tân Sơn Nhất bị pháo kích. Pháo kích vô phi trường, nổ tung rối loạn hết tất cả lên, tất cả mọi chuyện rối loạn. Một vài cái máy bay gì đó bị pháo kích tan tành. Lẽ nhiên là không máy bay nào cất cánh được nữa. Thì tôi ở lại cái phòng VIP của Air Việt Nam, ở lại một ngày nữa. Ngày hôm đó như là rất là tight, rất là tense, bởi vì vấn đề security, quân đội Mỹ lúc đó ở chung quanh rất là nhiều, họ đang di tản mà, quân đội Mỹ với các tòa đại sứ đang di tản, thành ra phi trường rất là đông nghẹt, đầy chặt, mà lo sợ. Tôi ngủ đêm hôm đó, cái ngày hôm đó, mới đêm hôm đó nữa, tôi ngủ lại ở phi trường. Lo lắng lắm, tôi không biết làm sao, chừng nào đi được. Thì sáng hôm sau, anh bảo tôi ngồi đó, để anh chạy đi lo công việc. Anh chạy đi cả tiếng đồng hồ sau, rồi anh trở lại, anh nắm tay tôi, anh bảo đi mau, không được mang theo cái gì hết. Tôi mang theo mấy cái vali đó, anh bảo không được mang theo cái gì hết. Chỉ có đi thôi. Tôi vội vàng tôi đeo cái bóp trong người, cái bóp của tôi có mấy sổ thông hành cái gì đó, đeo vào cổ, cái là anh nắm tay là chạy bỏ cả giày cao gót chạy ra qua cái phi trường. Anh bảo có một cái chuyến máy bay Pan American chứ không phải Việt Nam, nó chở nhân viên của tòa đại sứ mới có gì đi đó, là anh xin được một chỗ để nhét tôi lên trên máy bay đó, không có ghế ngồi gì hết nha. Không có ghế ngồi, nhét tôi lên, anh kéo tay tôi vào tuốt cái phía đằng sau máy bay, cái chỗ mà gần cái restroom, gần cái toilet đó,
mà có cái ghế mà bật ra để cho mấy người phi hành họ ngồi đó, mấy người làm việc đó ngồi. Anh ấn tượng ngồi đó, anh bảo đi 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 đi, cẩn thận thích kia, rồi anh vội vàng lên, tại vì máy bay nó lúc giờ nó rối loạn không có thể tưởng tượng được. Tôi ngồi đó, tôi cũng ngơ ngác, không còn kịp hỏi anh cái gì nữa, không còn kịp nó máy bay đi đâu, tôi làm sao, tôi đi đây rồi tôi đi đâu đây, anh chống tôi lên đây rồi tôi đi đâu, tôi cũng không có hỏi nữa, không kịp hỏi nữa. Rồi anh vội vàng anh phải đi ra, anh vội vàng anh đi ngược trở lại, anh đi ra cửa, rồi cái cửa máy bay đóng sập xuống. Cái này là lần thứ hai cô bị 54 với lại cái kỳ này, hai lần như vậy. Đấy, một lần thì là với bố, một lần là với người bạn thân. Là anh cũng rối loạn cả lên, thì là anh ấy đi ngược lại ra thì cửa máy bay đóng lại, thì máy bay cất cánh đi trở lại cái nơi tôi vừa mới đóng phim. Cánh trở lại Singapore. Trở lại Singapore. Khi xuống phi trường Singapore đó, tôi bị bắt vào nhà tù. Bởi vì cái passport tôi mang cái passport diplomatic, tức là cái passport VIP đó của chính phủ Việt Nam cho. Mà cái ngày đó thì ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã từ chức. Tức là Việt Nam mình chưa có president. Tức là cái ghép của cái những ngày đó thì họ bảo tôi rằng là cái passport này đấy belong to a government that no longer in power. Wow. Tức là cái passport thông hành của tôi thuộc về một cái chính phủ không còn giá trị. Tức là tôi tức là coi như là nhập cảnh lậu, như là bất hợp pháp. Và đồng thời tôi cũng không có cái visa entrée, tức là không có cái entry visa của đất nước đó. Thì tống là mình lên nó bay làm đi chứ làm gì có visa gì đâu. Thế nên tôi bị vào tù. Mấy ngày cô? Tôi bị vào tù có một ngày thôi. Yeah. Bởi vì buổi sáng hôm sau, tôi lúc tôi bị vào tù đó, thì tôi cứ xin cái người đó cho tôi xin gọi điện thoại để tôi gọi cho tòa đại sứ của Việt Nam Cộng Hòa để tôi xin cầu cứu chứ. Yeah. Tôi đâu có chịu ngồi trong tù. Thì họ không cho mình gọi điện thoại. Tù mà làm gì mà gọi điện thoại. Thế thì qua một đêm ngủ trong tù, khu đàn bà lẫn lộn những người đàn bà vào trong tù đủ loại người hết. Thì buổi sáng hôm sau họ cho những người đàn bà xếp hàng đi vào restroom, đi vào khu nhà vệ sinh. Thì trong khi tôi xếp hàng đấy, thì tôi thấy có một anh lính cầm cái cuốn, tôi có cái cuốn đó ở đâu đây này, cầm cái cuốn tôi có thể lấy cái cuốn đó để mà khoe ở đây nhé. Chờ tôi một chút xíu để thư khen để trở lại câu chuyện đó. Là cái lúc mà tôi đứng xếp hàng để đi vào nhà vệ sinh đó, thì tôi thấy một người lính có cầm một cái cuốn báo, cuốn magazine đó, mà cái bìa báo là ảnh tôi. Để tôi mới đóng phim ở đó xong mà, thì báo chí đầy ra ảnh tôi. Thì tôi có nói với anh là đấy, cái tờ báo anh đang coi là tôi đó hả? Anh làm ơn cho tôi xin gọi một cú điện thoại. Anh ta nhìn tôi còn lườm. Đấy, lúc đó tôi đâu có phải là một cái người tài tử mà glamorous đâu. Thì anh ta không có tin, anh ta nhìn tôi còn sao anh ta lại trở lại đọc báo như thường, không có thèm trả lời mình nữa. Wow. Nhìn mình một cái lạnh lùng rồi trở lại đọc báo. Thì tôi lại theo cái hàng những người phụ nữ đi vào nhà vệ sinh. Tôi vào thì tôi cũng rửa mặt để miết rồi kia vén tóc lên tiếc lên. Xong tôi đi ra, tôi thấy anh ta vẫn say sưa đọc tờ báo. Thì đây là tờ báo đây. Tôi xin Khang có nhìn thấy không ạ? Dạ, dạ thấy rõ ràng. Yeah. Đó, tôi đó, năm 1900 cái đó là Go Front on the front cover. I'm the front cover. Yeah, wow. Đây là tờ báo nhé. Đây có chữ, Khang có nhìn thấy cái chữ không? Dạ, dạ thấy. Tháng 4 đi nhé. Dạ, thấy thế cô. Đây này, báo có cái chữ tháng 4. Dạ. Báo email có chữ tháng 4. Dạ. Đó, thì tôi mới nói là tờ báo đây là tôi. Anh ta cũng nhìn tôi bởi vì lúc đó tôi không có giống cái ảnh này. Dạ. Trông nó thảm thương quá. Anh ta cũng nhìn tôi mới nói là anh làm ơn anh dở cái centerfold ra, cái trang giữa ra đó. Nó có cái story về tôi. Anh làm ơn dở ra, đây là cái story centerfold, ảnh to tướng, centerfold của tờ báo. Yeah. Đó, centerfold, với câu chuyện
và tên mình đây, với câu chuyện tên Kiều Trinh đây, với câu chuyện như thế này. Anh dở tờ báo đây là tên tôi đây. Anh ta dở tờ báo lúc giờ anh ta mới quay lại, anh ta nhìn mình kỹ càng với một nét mặt có vẻ thay đổi nhiều. Vâng, thì tôi có nói là tôi là tài tử đóng phim, tôi mới đóng phim ở đây xong. Và cái người tài tử, nam tài tử đó, là leading man của tôi lúc đó đó, lại là con của một ông cảnh sát trưởng của thành phố Singapore, rất là lớn. Vâng, tôi có nói với anh ta là anh Alan Yeo, tôi hẳn nhớ tên Alan Yeo, thì là con của ông cảnh sát trưởng là leading man. Ông làm ơn, tôi nói với anh lính đó, là vâng, tôi xin gọi điện thoại cho Alan là một, cho tòa đại sứ của miền Nam Việt Nam là hai. Thế thì anh ta cho phép tôi gọi điện thoại. Thế thì tôi gọi được điện thoại, lúc giờ ông đại sứ của Việt Nam Cộng Hòa là ông Trương Biểu Điện. Vâng, tôi gọi điện thoại, tôi có trình bày với ông đại sứ là tình trạng của tôi như vậy. Thì ngay lập tức ông có tới để can thiệp cho tôi ra khỏi tù. Vâng, nhưng mà họ cho tôi ra khỏi tù với cái điều kiện là trong vòng 24 tiếng đồng hồ tôi phải ra khỏi Singapore. Nếu không họ sẽ tống cổ tôi trở lại Việt Nam. Thì đây lại là một cái problem lớn. Big problem. Vâng, big problem. Bây giờ đi đâu bây giờ? Bởi vì mình không có visa đi đâu cả. Mà cái passport của mình nó cũng ở trong cái tình trạng là no longer belong to a government that no longer in power. Thế thì ông đại sứ Trương Biểu Điện cũng rất là tử tế, có lòng giúp tôi. Thì ông cũng quen các đại sứ khác vậy. Đại sứ với đại sứ mà họ quen nhau. Thì ông cũng dẫn tôi đi từng đại sứ một để cố xin cho tôi một cái visa d'entrée, tức là một cái entry visa, để đi vào chỗ nào đó. Tại vì đây nó tống cổ tôi đi thì tôi phải land đến chỗ nào khác chứ. Thế đi xin bất cứ một cái đại sứ nào họ cũng không có cho. Không có một quốc gia nào cho tôi một cái visa nhập cảnh, trong khi cái passport của tôi thuộc về một cái chính phủ không còn quyền lực. Tôi trở thành, cái lúc tôi gọi là cái câu gì nhỉ, Ken nhỉ? Stateless. Stateless. Vâng, tôi trở thành như một người stateless. Và cái người đại sứ cuối cùng đó, ông đại sứ Pháp, cũng là bạn của ông đại sứ Việt Nam Cộng Hòa Trương Biểu Điện, có khuyên một cái điều này. Ông nói là theo cái luật immigration của thế giới đó, thì khi một người hành khách ngồi trên chuyến máy bay, mà cái máy bay đó landing ở bất cứ chỗ nào mà cái quê hương của cái người hành khách đó trở thành cộng sản, thì cái người hành khách đó automatic, tức là đương nhiên đó, được trở thành refugee ở cái nơi mà họ land. Thế mà theo như họ biết đó, thì là Sài Gòn đó sẽ thuộc về chính phủ cộng sản bất cứ giây phút nào. Thành ra họ khuyên tôi là phải mua một cái máy bay đi vòng quanh thế giới để buy in time, mua thời gian để chờ. Wow. Vâng, mình bay vòng quanh thế giới để chờ tới lúc máy bay, để chờ tới cái lúc Sài Gòn rơi vào tay cộng sản, thì tôi sẽ trở thành refugee một ở nơi nào mà máy bay nó land. Yeah. Vậy thì được một cái problem thứ hai tới. Mua một cái vé máy bay ngay lập tức mà đi vòng quanh thế giới không phải là cái vé rẻ tiền. You see my point, cái problem. Big problem. Tiền đâu ra để mua một cái vé bay mắc như vậy, mà mua ngay lập tức chứ không phải mua trước 1 tháng, 2 tháng. Yeah. Mua ngày hôm nay, ngày mai đi liền. Thế thì, rồi hãng phim ở đó, tôi nơi tôi vừa mới đóng phim xong đó, họ kêu gọi mọi người đóng góp tiền để mua cho tôi một cái máy bay, một cái quà tặng cuối cùng. Mua cho tôi một cái vé máy bay đi vòng quanh thế giới để buy in time, chờ cho Sài Gòn thất thủ. Khi máy bay nó land ở đâu, tôi sẽ trở thành một người tị nạn chính thức trên cái mảnh đất đó. Thì trong vòng 24 tiếng sau, tôi rời Singapore đi Bangkok. Từ Bangkok tôi đi Đài Loan. Từ Đài Loan tôi đi Đại Hàn. Từ Đại Hàn tôi đi sang Nhật, Japan.
Mà mỗi lần cô đi như vậy, cô ngồi trong máy bay hả? À, vâng, à, dạ, vâng, xin lỗi. Mỗi lần máy bay nó đáp ở chỗ nào đó, thì tôi chỉ được ra ngồi chờ phòng đợi thôi. Không được ra khỏi phi trường. Rồi lúc đó mình theo dõi thời cuộc như thế nào ở ngoài? Vâng, thì mỗi một lần mà tới một cái airport nào đó, mà nó có TV ở phòng đợi đó, để mình ngồi mình coi thôi. Dạ. Và mình cũng không có biết được là mà lúc thời buổi đó trên máy bay nó đâu có phải là có cái TV trước mặt mình đâu, không có. Vâng, thì nhưng mà ở phi trường mấy cái phòng đợi ấy, thì nó có. Thì mình tôi đi, khi mà tôi tới lúc đó trong túi tôi chỉ còn có mấy chục đô la thôi. Yeah. Đâu có tiền. Cái ngu của tôi là khi tôi có bao nhiêu tiền đô la thì đã đổi sang hết tiền Việt rồi. Trong bóp lúc đó tôi có hình như là cả 100.000 đồng tiền Việt Nam ở trong bóp, mà vô dụng. Yeah. Vô dụng. Nhưng mà còn có mấy chục đồng mà mấy người hãng phim mà đóng góp mua cho tôi có vé bay và cho tôi một số tiền túi là có mấy chục đô la. Thế thì mà tôi đi như vậy đó, lúc đó thời điểm đó đó Ken, thì trên máy bay, những cái chuyến máy bay nó gọi là long flight đó. Yeah. Thì mà họ cho mình đồ ăn ở trên máy bay, họ có serving đồ ăn cho mình. Thế thành ra tôi cũng không có dám ăn hết. Khi mà họ serve cái khai máy bay đó thì có những cái mẩu bánh mì mà đấy, mẩu bánh mì với những cái bơ đó là tôi phải cho vào túi để dành ăn những cái gì mà cần phải ăn ngay thôi thì mới ăn ngay. Thế xong những mẩu bánh mì để dành đó, để đến khi mà xuống những cái phòng đợi đó, nhiều khi phải đợi 6-7 tiếng đồng hồ, nhiều khi phải qua đêm. Vâng, thì là mình lôi bánh mì ra ăn, uống nước lã ở Phung Ten. Khi máy bay tới Nhật đó, thì tôi liều, tôi dùng mấy cái chục đô la tôi có đó, tôi gọi điện thoại cho bà chị của tôi ở bên Pháp. Để nhớ bà chị bên Pháp nhé. Vâng, thì cái next stop của tôi đó là từ Tokyo sẽ tới Paris. Khi tôi tới Paris đó thì chị tôi ra đón, nhưng tôi không có cái visa xuất ngoại, visa entrée. Yeah. Cho nên tôi không có được ra khỏi phòng đợi. Tới phi trường Charles de Gaulle đó thì là hai chị em đứng nhìn nhau. Wow. Nhìn nhau qua cái tấm tường kính, khóc oà cả lên mà không nói được gì với nhau, cứ giơ tay ôm thế này này, ôm qua cái tường kính này, giơ tay kính này này, chị khóc em khóc. Rồi chị mới chỉ cho tôi ra cái chỗ điện thoại công cộng đó. Yeah. Chị bảo tôi là gọi, rồi hai chị em đừng nói chuyện với nhau một tí, thì chị mới nói với tôi là em đừng đi đâu nữa, nằm kệ nó, cứ nằm ở phi trường đây chờ đi. Chị cũng nói giống như là bên đại sứ nói đó, là khi Sài Gòn thất thủ thì em sẽ trở thành refugee ở nước Pháp. Yeah. Tôi không nghe. Chị nói là bác, tôi có ông bác đó, tên là ông Dr. Nguyễn Văn Nghị đó. Chị nói là bác Nghị giàu lắm, bác Nghị ở bên Pháp giàu lắm, em đừng có lo, bác và chị sẽ lo cho em, ở đây đi. Mà cô không nghe được cái đó. Vâng, tôi không nghe. Tôi đi rồi tôi nghe là cái ô bác lơ ở trên loan báo ở phi trường đó, nó báo là Next flight đi lên. Yeah. Tôi chạy ra đi lên next flight. Oh my god. Vâng. Tôi từ đó tôi đi sang London. Trời ơi, cái đó thay đổi cái cuộc đời của cô từ cái lúc đó một tí xíu thôi. Một cái tôi đi qua London, từ London tôi đi qua New York, mà trong khi chị cầm một đống tiền này mà không đưa cho tôi được. Tôi đi qua New York, từ New York tôi đi qua Canada, thì Ken thấy là cái chuyến bay của tôi nó dài biết chừng nào. Yeah. Thật sự là đi vòng trái đất. Tôi sang Canada. Khi máy bay landed ở Toronto, Canada, đúng vào 6 giờ chiều ngày 30 tháng 4. Từ khi tôi đưa cái passport ra, là tin nạn. Ở immigration nó nói là quê hương của EU là Cộng sản. Thì lúc đó tức là Sài Gòn, ngày 30 tháng 4, đã thuộc vào tay Cộng sản.
tôi trở xong anh ta còn nhìn tôi cười. Welcome to Canada, you are the first refugee. You are the first Vietnamese refugee in Toronto, Canada. Tôi trở thành người refugee đầu tiên tới Toronto đúng 6 giờ chiều ngày 30 tháng 4. Tôi cũng muốn kể, đã kể thì kể hết, để cho Ken khỏi thắc mắc, là khi tôi tới Canada đó, trời còn lạnh lắm. Mà lúc mình rời Sài Gòn đó, nóng. Thì nóng, tôi chỉ mặc quần jean với áo jean không à. Khi mà Canada thì tháng 4 nó vẫn còn lạnh. Thì ngày hôm sau tôi đến, cái đấy nó có cái nhà nó gọi là Welcome Home đó. Như nhà của xã hội mà họ, yeah, họ cho đồ cũ cái thứ này là kia đó. Mình đến đó họ phát cho mình cái áo măng tô to tướng dài thòng lòng để mặc cho đỡ lạnh. Thế xong rồi họ cũng cho 75 đồng đô la để, nhưng mà tiền để cho mình sống. Vậy nó ra xong họ nói là tôi phải đi tìm việc làm đi. Chính phủ chỉ có cho thế thôi. Cho có vậy thôi. Có mỗi cái áo, một cái khăn hula với lại 75 đồng đô la. Có vậy thôi. Yeah. Còn bây giờ như phải đi tìm việc làm. Tôi bảo tôi tìm việc làm ở đâu làm sao? Họ nói là ngày mai tới cái sở xã hội này họ biên giấy biên tờ cho tôi để xin việc làm. Nên ngày hôm sau tôi cũng đến cái chỗ sở xã hội bên cái department khác đi xin việc làm. Thì cũng chờ đông người đi xin việc làm. Thì đi xin việc làm thì tới lượt mình. Thì cái bà mà interview mình đó ngồi hỏi các thứ này kia, bao nhiêu tuổi, các thứ này kia, ngôn ngữ cái gì, nghề nghiệp. Lúc bà hỏi tôi là what is your professional skill, thì họ gửi mình đi làm đó. Yeah, yeah. Tôi mới nói là I am an actress. Yeah. Bà nhìn tôi một lúc. We are not doing casting here. Khi tôi trả lời tôi là một diễn viên điện ảnh, thì bà trả lời rằng là chúng tôi không có casting là cái gì? Tuyển viên. Và chúng tôi không có tuyển lựa diễn viên ở đây. Thế, rồi bà ta mới chỉ lên trên tường, có một cái bảng to tướng cả bức tường đây này. Cái bảng đó nó ghi tên những cái việc làm available. Thì bà nói là đây là cái bảng việc làm. Mỗi trước một cái tên một cái việc làm đó, nó có một cái ô vuông. Cái ô nào mà nó có cái dấu check thế này, tức là cái việc đó người ta đã lấy mất rồi. Yeah. Thì bà bảo tôi rằng là đó, yêu nhìn lên trên cái bảng, cái dòng nào mà cái ô nó chưa có cái check, tức là cái việc đó hãy còn trống. Thì tôi mới nhìn lên trên bảng, đứng nhìn từng dòng một, có nhiều công việc cũng tốt. Việc làm nhà thương, việc bán tiệm sách, việc bán mỹ phẩm, việc bán ủi quần áo, việc làm cleaning house ở nhà, việc nào cũng có, người ta check mất rồi. Còn có mỗi cái dòng cuối cùng, đó là nó gọi cái title, cái công việc nó gọi là cleaning after the chicken. Tức là cleaning after chicken, tức là dọn sạch chuồng gà. Wow. Đúng không ạ? Yeah. Dọn sạch chuồng gà. Còn có mỗi cái việc đó thôi. Tôi nhận lời. Tôi nhận lời cái việc đó. Mà việc cleaning after the chicken thì với cái số lương thời đó, lương tối thiểu gọi là minimum wage đó, tức là có 2 đồng đô la 5 xu thôi một giờ. Mà cái việc đó nó lại không ở ngay trong thành phố, nó là ở xa xa ngoài ngoại ô một chút xíu đó, là mình phải đi xe lửa đi đó. Thì tôi nhận cái việc đó. Xong rồi tôi đi làm. Tôi đi làm thì sáng phải dậy sớm lắm, tại vì phải có mặt cái lúc con gà nó dậy. Yeah. Mình phải có mặt rồi. Thành ra sáng này ra là 4 giờ hơn đã phải dậy đi để đi xe lửa. 5 giờ hơn là phải có mặt ở cái chỗ việc làm. Thì khi tới việc làm đó, thì cái người đó họ việc thứ nhất là họ cho mình cái đôi ủng, đôi bốt đó, đôi giày bốt đó, yeah, cao quá đầu gối, ủng cao su đó, qua quá đầu gối, để cho mình một cái áo như là áo mưa đó, cao này này, mà cái áo mưa nó phủ qua cái đầu gối, phủ qua cái đôi ủng. Rồi họ cho mình cái mask. Thời đó đeo mask rồi chứ không phải mask ngày hôm nay. Chứ không phải mask covid ngày hôm nay. Thời đó cũng đeo một cái mask như thế này, kín hết cả thế này, tại vì chuồng gà nó hôi lắm.
thở không được phải đeo mask. Thế cái cuối cùng họ cho mình á là một cái vòi cao su. Cái vòi cao su nó không có phải là cái vòi nhỏ giống như là can cái vườn cây ở nhà mình đâu. Cái vòi nó to gần như là cái vòi xe chữa lửa vậy đó. Vòi nặng lắm. Họ bảo là phải cầm thật chắc, phải đeo lên vai cầm thật chắc. Thế cái khi mà cái người đó họ bật cái nước lên thì cái vòi nó, cái sức mạnh của cái nước nó đẩy mình đi này này. Thế thì đó, mình cứ cầm cái vòi đó đi dọc theo cái trại gà. Trại gà nó cả mai, cả rộng đường, rất là rộng. Thì mình cứ lúc giờ gà nó dậy rồi, nó ra giữa, nó ăn rồi. Thì là cái chỗ mà nó nằm cả đêm đó, bây giờ là cái phân gà đầy ra. Thì mình cứ phải xịt từng góc một xịt cái phân ra. Mà khi mình xịt ra đó, thì cái mùi phân đó, nó xông lên nồng nặc, khó chịu lắm. Nó làm cho mình muốn buồn nôn lên đó. Thì tôi làm được 3 ngày, Ken ạ. Tôi làm được 3 ngày tôi ngả bệnh. Bệnh đây nó nhiều lý do lắm. Thứ nhất là công việc nặng nề. Một cái mùi gà nó xông lên, nó làm cho mình muốn ói. Rồi công việc quá nặng cho mình, mình không có quen. Nhưng mà cái đó là vấn đề physics, vấn đề thể xác thôi. Nhưng mà cái nặng nề hơn cả đó là cái đầu óc mình. Bỗng dưng Sài Gòn trở thành một cái thế giới khác. Bỗng dưng mình ra khỏi cái quê hương của mình. Bỗng dưng mình lạc lõng ở đây. Mất tất cả. Mất hết. Ngày đi làm mệt nhọc như vậy. Đêm về ngủ không được. Tôi làm sau 3 ngày tôi ngả bệnh. Tôi nằm bệnh 2 ngày. Đầu óc tôi nó điên cuồng. Tôi suy nghĩ. Tôi không thể nào sống như thế này được. Tôi cũng không thể nào kéo dài như thế này mãi được. Tôi phải sang Mỹ. Tôi nghĩ là tôi phải qua Mỹ. Tôi nghĩ là tôi phải đi đóng phim trở lại. Tôi nghĩ rằng là tôi sang Mỹ chắc là mình vào Hollywood dễ lắm. Không à? Mình nghĩ là mình là tài tử. Mà Hollywood là cái xưởng phim lớn nhất thế giới. Mình sang Mỹ, mình vào Hollywood mình đóng phim chứ. Mình cứ nghĩ giản dị như vậy đó. Thì tôi dở cái quyển sổ điện thoại nhỏ của tôi ra. Cái người đầu tiên tôi gọi là ông William Holden. Tôi nghĩ là ông nhớ. Ông ấy ra cho mình cái card visit. Ông bảo là khi nào sang thì gọi đây cho tôi. Và đến nhà tôi ở nhà to lắm, yên trí. Thì mình yên trí rồi. Mình gọi cho ông William Holden. Mình gọi cho William Holden. Mình sang Mỹ. Mình ở nhà ông. Và ông sẽ dẫn mình đi đóng phim. Mình nghĩ giản dị như vậy thôi. Thế là gọi cái cú điện thoại đầu tiên thì một người đàn bà nhấc điện thoại nghe. Tôi nói là cho tôi nói chuyện với ông William Holden. Thì bà có phải là vợ ông không? Bà bảo là vâng, tôi đã là vợ William Holden nhưng bây giờ chúng tôi ly dị rồi. Trời đất ơi, chúng tôi ly dị rồi. Tôi mới nói sơ cho bà vài câu là tôi quan trọng lắm, là tôi cần phải được nói chuyện với ông, tôi cần ông giúp đỡ. Thì bà cũng rất là tử tế, bà là một người đàn bà rất tử tế. Bà nói là chúng tôi ly dị, tôi không còn liên lạc với Bill. Nhưng mà Bill có người agent. Thì đây là cái số điện thoại của agent. Tôi cho cô cái số điện thoại agent. Cô gọi cho agent thì agent sẽ biết Bill đang ở đâu. Thế thì tôi lại gọi điện thoại cho agent. Thì ông agent mới nói ông William Holden, ông đang đi săn bắn, đang đi hunting ở Phi Châu. Tháng nữa ông mới về. Hơn tháng nữa ông mới về. Thì thất vọng quá. Tôi lại gọi cho cái người thứ hai và tôi nghĩ rằng là anh ta sẽ giúp. Đó là anh Burt Reynolds, cái người tài tử đóng phim với mình. Phải không ạ? Burt cũng nói với tôi những cái điều như là ông William London nói. Khi nào đi sang Mỹ. Thì đây là điện thoại của nhà tôi, đến nhà tôi. Tôi gọi nhưng mà không được. Cứ có một người đàn bà trả lời, he is not available. Tôi nói là đây là chuyện rất là quan trọng. Life and death, I need his help. Thì cứ nói là but he's not available, he's not here. Thành ra tôi lại thất vọng. Rồi mà Ken biết là thời đó gọi điện thoại long distance rất là tốn tiền. Lắm. Vâng, tốn lắm. Mỗi một cú điện thoại như vậy là mấy chục đô la. Mà lúc bây giờ một đồng đối với tôi là quan trọng vô cùng. Mình chỉ có mấy chục đô la trong túi thôi. Rồi cái người thứ ba tôi gọi là ông Glenn Ford. Ông mà đã sang Việt Nam, đã là guest của tôi. Trên show của tôi đã từng đi ăn với nhau.
đã gặp cả chồng tôi, đã gặp cả ông Thái Thúc Nha, tất cả mọi người đều gặp nhau. Nhưng mà ông Glenford không nhớ tôi là ai nữa. Không nhớ tôi là ai nữa. Tôi thất vọng vô cùng. Rồi tôi gần như là rớt nước mắt ra. Bây giờ làm sao bây giờ? Nhìn lại thì còn có mười mấy đô la thôi. Bao nhiêu tiền mình gọi, cả trăm đô la mình gọi long distance hết rồi. Mình tiếc, tiếc là cái trăm đô la. Mình làm khó nhọc mấy ngày làm phát ốm lên. Mà tiêu vào điện thoại hết rồi. Bây giờ còn lại cho mấy người ở Hollywood đâu còn ai nữa đâu. Ai mình có số mình gọi hết rồi. William Holden mình gọi rồi. Burt Reynolds mình gọi rồi. Glenford mình gọi rồi. Còn có một người cuối cùng là bà Tippi Hedren. Mà Tippi Hedren mình gặp có mỗi một lần. Wow. Và mà gặp từ 10 năm về trước. Gặp từ năm 1965. Thì chắc đâu bà ta nhớ mình là ai. Phải không ạ? Yeah. Thế nhưng mà lúc đó tôi như là một cái người chết đuối. Đang ở giữa biển. Nó có một cái khúc gỗ mục. Khúc gỗ cũ. Nó đang nổi. Tôi cũng phải bám thôi. Tôi cũng cố liều để mà gọi. Bám như là cái niềm hy vọng. Là cái gỗ mục này sẽ đưa mình vào bờ. Tôi gọi. Tay run run lên. Quay được cái số điện thoại của bà. Ôi chào ơi. Chính bà Tippi nhấc điện thoại. Tippi đây. Ai đó. Ôi tôi hòa lên, tôi khóc, tôi mừng quá. Tôi dùng tôi khóc, tôi bảo Tippi, Tippi, Trinh đây, Trinh đây, Trinh ở Sài Gòn, Việt Nam, nhớ không, nhớ không, Trinh đây. Ôi, mà tôi khóc hòa lên như là một cái người mà như là sắp chìm đuối rồi mà tự dưng được được nổi lên thở vậy đó. Cứ mời quăng cái phao cho cô. Vâng, thì bà mới nói là Calm down, nói cho tao nghe cái gì mày đang ở đâu, đang ở đâu. Tôi cũng lo lắm, lúc Sài Gòn thất thủ tôi cũng nghĩ tới yêu mà tôi không biết là yêu chết hay yêu sống, đang ở đâu cho tôi biết. Lúc giờ tôi ngoài, tôi khóc, tôi nói Tippi ơi, đây là số điện thoại của tôi, yêu gọi lại, tôi không có tiền nữa, tôi không nói thêm được nữa. Tiền hết rồi mà, mình đâu có nữ giữ telephone mà kể chuyện được. Tôi nói tôi hết tiền rồi, đây là số điện thoại, yêu gọi lại cho tôi. Thì bà nói ok rồi, cúp máy đi, rồi bà lên xuống bà gọi lại. Thì bà gọi lại cho tôi mới kể cho bà nghe. Tử tế vô cùng. Bà nói thôi đừng khóc nữa. Bà cũng khóc, tôi cũng khóc. Bà nói thôi đừng khóc nữa. Everything will be okay. I will take care of you. Everything will be okay. Đừng khóc nữa, đừng khóc. Thì 3 ngày sau thì tôi nhận được một cái điện tín và một cái vé máy bay. Wow. Tippi Hedren gửi cái điện tín này là chỉ lấy cái cớ thôi, là cái Food for the Hungry Organization trân trọng mời tài tử actress Kiều Trinh tới Sacramento để cắt băng khánh thành một cái trại tị nạn Việt Nam ở đó. Wow. Nhưng đó chỉ là cái cớ thôi, để cho tôi có cái cớ để đi vào nước Mỹ. Chứ nếu không đi vào nước Mỹ bằng cách nào, không có visa. Thế thì và nhưng mà tôi cầm cái telegram tôi đọc, tôi khóc ròng. Tại vì gần như là những ngày qua mình quên mình là tài tử, mình khổ quá rồi. Đâu có ai gọi mình là tài tử nữa đâu. Làm gì còn tài tử nữa, phải không ạ? Yeah. Khổ sở, một cái lòng mình hãy còn tan nát cả ra. Thì anyway, thì đó là cái câu chuyện mà tôi được vào nước Mỹ. Tôi vào nước Mỹ khi tôi bay tới Sacramento. Lúc đó thì cái hội Food for the Hungry là một cái hội từ thiện. Một người chủ tịch là ông Dr. Larry Ward. Thì lúc đó cái hội đó đang sponsor 500 gia đình Việt Nam tới ở cái trại tị nạn Sacramento. Mà bà Tippi lúc đó thì bà đang là người volunteer là làm việc cho hội. Thì tôi còn nhớ cái chuyến máy bay bà ra đón tôi. Bà đón tôi thì bà hỏi hành lý đâu, đi vào. Tôi nói làm gì có hành lý, tôi đi làm gì có hành lý gì đâu. Bà tưởng là mình du lịch sang, quần áo không có, mỗi cái sách tay.
thì bà cũng hiểu, hai người ôm nhau khóc trời của đất. Thì ngay lập tức tôi ở ngay trại đó, lúc đó thì bà đang volunteer, tức là gọi là cái gì thì dừng nói một cái quên đi. Thì là tôi cũng cùng với bà ấy làm việc gọi là tự nguyện giúp đã. tự nguyện yeah. À, tự nguyện, vâng, lấy cái danh từ đó, vâng. Vâng, tức là tự nguyện đó, để giúp những đồng bào di cư mới tới đó. Thì hàng ngày thì tôi cũng ở đó xúc cơm tiếp tế cho những người, những bữa ăn xong thì là tiếp tế, rồi cuối ngày thì cũng đi vào bếp để mà rửa son rửa nồi. Mà lúc đó có những người ở trong đó có recognize, có... Có chứ, tôi gặp một số bạn quen ở trong đó nữa. Cảm động lắm. Cảm động vô cùng. Mà cái đó trên Sacramento phải không cô? Dạ. Cái đó trên Sacramento phải không cô? Vâng, vâng. Trên đó Sacramento. Và đó tôi có gặp mấy người sĩ quan, gia đình là bạn của chồng tôi ở đó. Có ông tướng chức, có ông nha sĩ Khuê, có ông đại tá Vinh, rồi có gặp ông Đỗ Ngọc Yến, rồi có gặp nhà báo Trùng Dương, cũng gặp một số bạn bè đến gặp nhau, cảm động lắm, gặp nhau người này ôm người kia khóc, người này hỏi thăm tin tức, cảm động kinh khủng lắm. Tôi ở đó mười mấy ngày, ban ngày thì cũng có nhiều người mà không có nói được tiếng Anh đó, thì mà cái chỗ đó nó chỉ là cái trại tạm cư thôi chứ không phải là trại di cư. Yeah. Tạm thôi để cho ở đó rồi mọi người sẽ tản mát đi đâu, ai sponsor. Thế thì hàng ngày tôi giúp họ điền đơn, có những người không biết nói tiếng Anh thì phải điền đơn, làm thông dịch. Bữa cơm thì mình xúc cơm, phát quần áo, được khái thế. Đến cái ngày mà những cái người mà phải rời trại, ai cũng lo lắng là bây giờ đời sống mình ra sao đây, mình đi đâu đây. Thì cái bà Tippi đó, bà mới hỏi các người phụ nữ trong đó, đó cũng như là anh Cap View vậy đó, yêu làm cái gì, yêu làm cái gì. Thì đa số các bà hồi trước là vợ sĩ quan hay là cái gì đó, họ cũng không có đi làm bao giờ cả. Họ cũng không nói tiếng Anh giỏi nữa. Thế thì bà Tippi bà mới nảy ra cái ý kiến rằng là bà ấy quen một cái người thầy giáo dạy làm nail, và bà cũng lại quen những cái gì xưởng nail hay là tiệm nail cái gì đó đó. Bà bảo là nếu bây giờ ai muốn đi vào làm cái ngành nail thì bà sẵn sàng bà giới thiệu cho. Thế là có vào khoảng 20 bà. Wow, biết quá. Tôi xin giúp tôi nhận làm cái đó. Thì 20 bà đó trở thành ra 20 bà làm nail đầu tiên trong cộng đồng nail Việt Nam. Mà trong đó sau đó có cô không? Dạ không, cô đâu có đi làm nail. Dạ, mà trong đầu của cô á, cô có nghĩ là cô phải làm cái gì? Trong đầu cô nghĩ là cô sang Mỹ, cô đi đóng phim. Trời ơi, cô vẫn nghĩ rằng là vào Hollywood dễ mà. Mình là tài tử hạng nhất ở Việt Nam thì mình sang đây đóng phim. Mình cứ nghĩ như thế, Ken hiểu không? Hả? Mình nghĩ là bà Tippi bà là tài tử, tự nhiên bà sẽ mình sẽ gặp lại ông William Holden thì mình đi đóng phim chứ. Mình đâu có nghĩ là mình làm gì đâu. Thế nhưng mà anyway, thành ra trở lại bà Tippi đó, bà trở thành ra là coi như là người mẹ đỡ đầu của ngành nail. Bà giúp 20 người đàn bà Việt Nam đầu tiên làm nail, và 20 bà đó rồi về sau đó thấy rằng là mình có công ăn việc làm một cách dễ dàng đó, đi học nail xong có bằng đi làm ngay lập tức, họ lại kêu bạn bè của họ vào. Thế là cái ngành nail nó càng ngày nó càng bành trướng lên. Nhưng mà phải nghĩ rằng cái người đầu tiên có cái sáng kiến đó và lôi một số người Việt Nam vào đó là bà Tippi Hedren. Bà là Saint Therese của ngành nail đó. Dạ vâng. Thế giờ trở lại trường hợp của cô Trinh. Dạ. Cô ở đó sau 15 ngày thì là trở về ở nhà bà Tippi. Bà mang cô về ở nhà bà ấy. Thì chắc Ken cũng biết người con gái của bà ấy, Melanie Griffith. Là Melanie Griffith. Mà lúc đó Melanie chắc cũng còn trẻ. Lúc còn trẻ lắm.
Melanie lúc đó là hãy còn đang dating anh tài tử Don Johnson. Wow, cái đó trước khi ông chồng Banderas, Antonio Banderas. Trước lâu. Thế thì Don Johnson lúc đó là cũng là nổi tiếng vô cùng. Nổi tiếng vô cùng. Và lúc đó là Miami Vice. Cái gia đình đó nghĩa là lạ lùng đó. Nghĩa là Ken có lẽ phải phỏng vấn cô Trinh mấy ngày rồi mới hết chuyện. Yeah, của với là Tippi Hedren. Vâng, là dòng văn tự lắm. Khá như cô về nhà và Tippi đó, thì lúc đó cũng là vừa đúng lúc mà Melanie Griffith dọn ra ở với lại Don Johnson. Thành ra cô bắt đầu, yeah. Và cô được chiếm cái buồng của Melanie. Vâng, thì cô được ở cái buồng của Melanie, đẹp lắm, to lắm. Mở cửa nhìn ra cái swimming pool lớn này. Thành phố nào vậy cô? À, hồi đó cô ở là Sherman Oaks. Sherman Oaks, dạ. Sherman Oaks. Vâng, mà Ken biết rằng là bà Tippi bà là cái người nổi tiếng nuôi sư tử. Dạ. Vâng, nổi tiếng về animal activist. Dạ. Thì chẳng... cô muốn kể hết tại vì nó buồn cười lắm. Dạ. Nó buồn cười lắm. Cái đêm đầu tiên á, mà cái lúc mà cô về nhà bà Tippi thì là trời nóng rồi, mùa hè rồi, nóng lắm. Đêm ngủ cô mới mở cái cửa ra, cửa thì đó mở ra swimming pool nữa mà cho có gió vào. Lúc cô mệt, cô đang nằm ngủ bỗng nhiên cô thấy cái chân mình nó nặng, cái gì nó đè lên đó, nó nặng. Rồi cô xong cô mở mắt ra, cô trong nghe tiếng như tiếng ngáy đó. Cô mở mắt ra cô nhìn, chết cha, con sư tử nó nằm ở dưới chân cô. Ôi trời ơi, nó gác cái đầu nó ở dưới chân cô. Mà nó đang ngáy, nó đang ngủ. Cô nằm trong cái phòng của Melanie. Wow. Nằm cái giường của Melanie. Cô sợ quá, cô không biết làm sao cả. Cô mới từ 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 cô ôm hai cái đầu gối, cô rút cái chân mình ra khỏi cái đầu sư tử. Nó ngủ say. Mà nó lớn không? Một cái cô chạy ào ra ngoài. Cô la ầm hết cả nhà lên. Mà nó lớn không cô, cái con sư tử đó? Vâng, con sư tử nó cũng không phải lớn lắm, nó cũng vừa thôi. Và thế thì cô ra ngoài. Thì bà Tippi ngủ trên lầu với ông chồng, bà chạy xuống ầm ĩ cả lên, cô la ầm ĩ lên. Bà Tippi với hai vợ chồng cười quá, cái cười nói là con sư tử đó tên là Noel, Noel đó tên ông chồng của bà ấy. Noel nó là bạn thân của Tippi, nó vẫn vào trong giường nó ngủ với Tippi. Melanie nó vẫn vào, nó quen, nó vào trong giường Melanie nó ngủ không có sao hết. Nó là sư tử nuôi trong nhà, nó lành như con chó vậy đó. Nhưng mà đối với cô lần đầu tiên cô gặp, cô sợ hết hồn ấy. Nhưng mà anyway, để trở lại cái chuyện là cô ở với bà Tippi trong vòng mười mấy ngày, hàng ngày thì bà đưa cô đi xin giấy tờ để mở lại nước Mỹ. Ừ, tội nghiệp bà lắm, bà ấy xin cô đủ giấy tờ, bà ấy sponsor. Mà Ken biết là khi một người đứng ra để làm sponsor một người khác là trách nhiệm lớn lao vô cùng. Yeah. Nếu có chuyện gì xảy ra cho cô đau ốm hay là cái gì đó, phải lo đó. Người kia là phải chịu trách nhiệm ấy. Yeah. Vâng, thành ra bà xin cho cô, bà ký đủ mọi giấy tờ trách nhiệm về cô được ở đây. Và cô ở nhà bà, ăn cơm nhà bà, mặc quần áo của bà. Trong thời gian đó cũng là thời gian rồi ông William Holden trở về nước Mỹ. Yeah. Vâng, ông William Holden nhận được cái message mà cô để lại. Yeah. Cô đã tới. Yeah. Vâng, thì ông cũng rất là tử tế. Tử tế lắm. Hai người mà tử tế nhất trong cái đám mà giúp cô đó là Tippi và William Holden. Ông William lúc giờ gửi đến cho cô một cái bó hoa, có lẽ bó hoa to nhất, không phải là bó nữa mà một cái hộp. Yeah. Hộp to này này. Và trong đó nó có vào khoảng 200 bông hồng chứ không phải là một bó hồng, với một cái card visit: Welcome to America, make this land your home. Wow. Cô nhớ mãi cái message ông gửi cho cô. Thế thì ông gửi cho cô cái đó, rồi thì là gọi điện thoại nói chuyện. Thì lúc giờ ông mới nói rằng là ông ở New York, ông phải quay cuốn phim cái gì đó, quên tên cái cuốn phim đó rồi. Ông sẽ về New York để ông quay một cuốn phim. Cái phim gì mà ông làm về là một người radio đó, cô quên tên cái phim, một lúc nó trở lại cái đầu cô. Anyway, thì nhờ Tippi lo xong giấy tờ cô được ở nước Mỹ rồi đó, thì cả William Holden lẫn Tippi mới nói rằng là bây giờ cô muốn làm việc ở đây đó, ở nước Mỹ đó, thì cô thứ nhất cô phải là thuộc vào Screen Actors Guild, tức là SAG, cô phải là member thì cô mới được đi làm.
Thứ hai, cô phải có một người agent. Thì người agent đó sẽ kiếm việc cho mình đi làm. Làm đây có nghĩa là đóng phim. Yeah. Thế thì ông William Holden xin cho cô được vào cái agency lớn nhất của nước Mỹ, có thể nói là nhất thế giới nữa, tức là cái William Morris Agency. WMA. Vâng, khi William Morris Agency là một cái cơ quan agency lớn nhất và nó khó khăn vô cùng. Tôi cũng phải tự dưng mà nó nhận mình không tên không tuổi để nó representing mình đâu, không muốn. Nhưng mà William Đông có nói rằng là bất cứ ai muốn hỏi quá khứ của you, tại vì agent hỏi là cô có phim nào cho tôi coi công việc của you đóng, mình làm sao mình giải thích được là mình bỏ nước ra đi chỉ có mỗi bộ quần áo trên lưng thôi, có gì đâu. Thì William Đông nói là bất cứ ai muốn hỏi về gì về quá khứ của you, về công việc you làm, cứ nói tôi sẽ nói who you are. Yeah. Thế thì William Morris nó nhận là rồi là bà Tippy với William Holden xin được cho cô vào SAG. Tức là mình không có một cái proof, không có cái bằng chứng nào cả. Yeah. Nhưng mà do hai cái người đó tử tế. Mà hai cái cơ quan SAG với lại WMA William Morris, hai cái đó ngày nay là đã là một chuyện khó. Lấy cái SAG voucher là bên bị thời gian này là phải đi đóng phim, phải làm extra hay là phải gì đó, cái người ta đưa cái giấy tờ ra 2-3 lần gì đó mới được cái SAG, rồi phải đóng hàng năm. Đấy. Rồi William Morris thì cái điều mà người Việt Nam ngày nay mà vô William Morris hoặc là CAA là cũng là một cái việc rất là khó khăn vô cùng. Tức là mình phải có tên tuổi, mình phải có mình phải cho họ coi cái phim, họ coi xem là mình có đáng để cho họ. Tại vì trước khi mà lên tới những cái William Morris là có nhiều cái agency nhỏ từ mình bò lên rồi mình mới ký được với là William Morris hoặc là CAA, mấy cái cơ quan lớn, thì được ngang xương mà vô William Morris là một cái chuyện impossible. Chuyện khó tin đấy. Yeah. Tự dưng cô trở thành có một người agent ở William Morris Agency, tự dưng cô là member của Screen Actors Guild mà không có làm một cái phim nào nổi tiếng ở Hollywood cả. Cái đó là điều rất khó. May mắn vô cùng. Yeah. May mắn vô cùng. Yeah. Rất là cảm ơn hai cái người bạn đặc biệt đó của cô. Yeah. Con cái thời gian đó là con cũng có nhiều câu hỏi, nhưng mà cái next step mà con muốn rất là biết về cái thời gian USCC của cô á. Con có nhiều cái câu hỏi về cái thời gian đó lắm, tại vì cô làm như vậy cô gặp rất là nhiều người Việt Nam, phải không cô? Dạ vâng. Cô cảm ơn em hỏi câu hỏi đó, là cái thời gian mà cô chưa đi đóng phim đó, thì lúc đó các đài TV của Mỹ đó, họ cũng cái chuyện mà refugee tới nước Mỹ đó, nó bắt đầu nó ồn ào vừa lên, thì các đài truyền hình Mỹ, báo chí Mỹ đi phỏng vấn những cái nhân vật trong cái nhóm refugee Việt Nam. Thì cái đài NBC họ phỏng vấn cô đã khá nhiều, nói về cuộc đời của cô tới đây cũng kể chuyện như là kể chuyện với Ken vậy đó. Yeah. Nhưng mà đến cái câu hỏi cuối cùng, họ hỏi cô là cái nick của cô bây giờ là cái gì, thì cô cũng nói là cái nick của tôi bây giờ là tôi muốn đi làm. Yeah. Thì cái câu mình trả lời đi làm đây có nghĩa là tôi muốn đi đóng phim. Đúng không? Yeah. Mình nói mình có đi làm cái gì khác bao giờ đâu. Thế thì trong những cái người coi cái cuộc phỏng vấn đó, nó là ông Monseigneur Langlois. Ông Monseigneur Langlois là lớn lao lắm, là ông là President Director của cái cơ quan USCC. Yeah. Ông coi truyền hình tin tức mà. Yeah. Show đó, ông thấy là con cũng nhắc với lại người nghe và người coi là USCC là United States Catholic Charities, là hội công giáo giúp cho charity cái thời gian đó. Dạ, cảm ơn Ken. Vâng. Yeah. Thế thì khi mà ông coi, ông thấy là có một người refugee nó nói được tiếng Anh mà nó đã đang cần việc làm. Và lúc đó cơ quan USCC đó thì cũng bắt đầu đang nhận
người refugee, nhận người tị nạn. Thì ông mới nhắn tin cho đài ABC là cơ quan của ông sẵn sàng mướn cô. Wow. Sẵn sàng mướn, cô nói cô đang đi tìm việc làm, cô sẵn sàng mướn. Thì cô trở thành, cô đến được một bà sơ người Á Đông tên là bà Suzanne Kemp phỏng vấn. Nhưng mà bà sơ cao cấp hơn là bà sơ Georgia phỏng vấn. Thì bà nói là ông Monseigneur muốn cho cô cái việc làm. Thì việc làm lúc giờ khởi sự đi làm là lúc giờ có $550 một tháng. Và làm việc tức là giúp người refugee. Thì họ cũng rất mừng là cô là người Việt Nam. Yeah. Thì mình nói tiếng Việt được và mình lại nói tiếng Anh được. Thế thì lúc giờ cô cũng nửa muốn đi làm, nửa không muốn đi làm. Mình nghĩ là mình muốn đi đóng phim nhé. Mình đã rời Toronto sang đây để đi đóng phim. Thế nhưng mà trong khi phim nó chưa tới thì tôi có lẽ mình cũng nhận đi làm. Yeah. Thế nhưng mà mình cũng xin phép bà sơ Georgia là thưa bà, mục đích của tôi là tôi là tài tử, tôi muốn đi đóng phim. Thế, nếu mà trong thời gian tôi đi làm mà tôi có được gọi đi audition hay đi đóng phim thì bà cho phép nhé. Thì bà vui lòng, bà cho phép. Wow. Yeah. Tôi nói là nếu mà trong thời gian tôi đi đóng phim thì tôi xin được nghỉ làm không ăn lương. Yeah. Thì đi đóng phim tôi có lương. Thì bà mới trình đệ lên cho ông Monseigneur, tức là ông cao cấp Monseigneur. Yeah. Cho phép. Tức là cho phép cô làm ở đó. Thì thời gian cô làm ở đó, cô vào làm đó đấy, thì cô gặp những cái người làm đầu tiên là anh Joe Maxen, là ca sĩ Joe Maxen đấy. Là những người trong đó lúc cô vào làm thì có hai người làm đầu tiên là anh Joe Maxen, anh Nam Lộc. Thì cô là người đầu tiên làm cho USCC hả cô? Dạ vâng, thì là Joe Maxen, Nam Lộc, Ngô Văn Quy và cô Kiều Trinh. Yeah. Đầu tiên đó, mấy người đầu tiên làm cho cơ quan USCC đó. Nhưng mà dần dần người đồng bào di cư của mình tới đông, rồi kéo thêm vào, rồi về sau có kéo thêm anh Lê Quỳnh vào, tài tử Lê Quỳnh, thành nghệ sĩ vào trong đông lắm. Wow. Trong Lê Quỳnh, vâng. Rồi về sau có cả ông tướng, không nhớ ông tướng, không hiểu có phải ông tướng Bảo Trị không hay là ai đó, cô quên bây giờ không dám nói, tại vì không có nắm chắc. Rồi có bác sĩ Hoàng Văn Đức, rồi có đông lắm. Về sau lúc mà ông chồng cô sang đó thì ông cũng kéo cả ông chồng cô vào trong đó làm nữa, đông lắm. Người Việt Nam vào trong nó vào làm rất là đông. Rồi thì là hàng ngày thì mình tiếp xúc với những người di cư mới tới, là cũng đi lo việc làm cho họ, lo chỗ ở, chỗ ăn đại khái thế. Rồi cũng gặp bạn bè quen, các vị cựu sĩ quan, rồi các gia đình của họ. Rồi về sau rồi cô cũng kéo ông bạn là anh Lê Xuân Định vào làm. Rồi anh Lê Xuân Định về sau thì là anh làm ở đó, cũng giữ một cái chức vụ cao cấp ở đó. Đông lắm. Bây giờ ngồi đây nói chuyện không nhớ hết được. Nhưng mà cũng nhờ cái chỗ cơ quan đó mà gặp rất nhiều. Yeah. Mà trong cái kinh nghiệm và trong cái thời gian mà cô làm như vậy đó, thì chắc là lúc đó quý lắm phải không cô? Tại vì những cái lúc cô nghĩ lại và bên Toronto cực khổ, hay là tới những cái lúc mà cô phải đi around the world khó khăn. Yeah. Thì đây là một cái cộng đồng mới, và cộng đồng cũng là những người cũ cô đã quen rồi. Vâng. Thì nó là một cái lúc mà đặc biệt trong cái lúc mà cô reestablish. Dạ, đúng thế thưa Ken. Nó cảm động lắm. Thời gian nó mỗi ngày là một cái gì mới mẻ, mỗi một ngày là một cái gì xúc động, mỗi một ngày là một cái gặp gỡ. Như hôm nay gặp một người bạn mà mình tưởng là nó chết rồi, ngày mai mình lại gặp một bà bạn mình tưởng nó hãy còn kẹt lại Việt Nam. Yeah. Tất cả những người đến đó, mỗi người, mỗi hoàn cảnh, mỗi người một câu chuyện, đều có những cái nỗi buồn, đều có những cái nỗi lo. Thương lắm, thương tâm lắm. Và cơ quan USCC lúc đó họ cũng giúp đỡ được biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu gia đình. Và sau khi mà tương đối mọi người ổn định một chút rồi đó, rồi cái đám làm việc ở trong đó đa số là nghệ sĩ, đúng không ạ? Là Joe Maxen, là Nam Lộc, rồi ông Hoàng Thi Thơ, rồi Kiều Trinh, rồi Lê Quỳnh, đúng không ạ? Các thứ
Thế tụi này mới lập có ông bác sĩ Hoàng Văn Đức nữa. Thì lúc giờ ông bác sĩ Hoàng Văn Đức là ông tiến sĩ Trần Văn Mai này, ông Nguyễn Văn Hành, là lúc giờ ông Hành là người Việt Nam duy nhất mà làm cho chính phủ của cơ quan làm cho governor đó của California lo về vấn đề tị nạn. Thế thì mấy anh em này mới đứng vào với nhau thành lập cái hội người Việt đầu tiên, là một cái hội đầu tiên có trong cộng đồng Việt Nam là hội người Việt tại California, do bác sĩ Hoàng Văn Đức làm chủ tịch, cô Trinh làm phó chủ tịch, và ông Nguyễn Văn Hành và anh tiến sĩ Trần Văn Mai với anh nữa thì là anh Trác, quên họ anh Trác là gì rồi, xin lỗi Trác, đó là mấy người cầm đầu ra, đứng ra thành lập một cái hội Việt Nam gọi là The Vietnamese Association in California gì đó. Hội đó thành lập để mục đích để giúp nhau thôi. Thế rồi khi mà mình thấy cái đám nghệ sĩ trong này đông thì lại thành lập cái hội nghệ sĩ đầu tiên nữa. Hội nghệ sĩ đầu tiên thì trong đó có anh Hoàng Thi Thơ, có Kiều Trinh, có Lê Quỳnh, có Nam Lộc, có Ngô Văn Quy, có ai nữa không biết. Rồi cái hội nghệ sĩ đó cũng dưới sự trợ giúp của cơ quan lý sự USCC mới làm cái TV show đầu tiên. Cảm động vô cùng. Cái TV show đầu tiên đó gồm tất cả những người nghệ sĩ có mặt ở California ngồi lại với nhau. Cái show đó hình như anh Nam Lộc với lại Jimmy Show bây giờ đó cũng có phát lại thì phải. Cảm động lắm. Là lúc đó cô Cửu Trinh nói mở đầu làm MC với lại anh Lê Quỳnh với anh Nam Lộc, rồi thì có chị Khánh Ly hát, rồi có ban nhạc AVT của ông Lữ Liên, Vũ Huyến, nhạc sĩ Ngọc Bích hát, rồi anh Lê Quỳnh cũng tổ chức nhảy vũ trấn thủ lưu đồn, đại khái như thế, còn nhiều tiết mục. Nhưng mà cái show đó là cái show TV đầu tiên của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, được bao nhiêu người chào đón và cảm động, tại vì không có ngờ rằng là bây giờ lại nhìn được mặt những người nghệ sĩ của mình, mà bây giờ lại được coi ban nhạc AVT hát, lại được coi có ông Hoài Bắc ban nhạc Thăng Long, ông Hoài Trung lên hát, ví dụ như thế, thành ra cảm động lắm. Nhưng mà từ cái đó, rồi ông Hoàng Thi Thơ khi mà tụi này thành lập cái hội nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên á, thì mới nảy ra cái ý kiến là sẽ làm một cái show. Tại vì cái TV mà thành công như vậy, có lẽ bây giờ nên mở như một cái đại nhạc hội đầu tiên tại California. Ui chao ôi, cái đại nhạc hội đó được người ta các nơi tới coi đông vô cùng. Đông như là tới coi không có phải là để nhìn nhau trên sân khấu, không nhìn nghệ sĩ trên sân khấu, nhưng mà đến để mà gặp gỡ nhau nữa. Qua cái show đó, qua cái đại nhạc hội đó, đồng bào gặp nhau, chính cô Trinh cũng gặp không biết bao nhiêu người đi coi cái đại nhạc hội đó, mà mình được gặp nhau mới biết là người này còn sống, mới biết là người này đang ở chỗ này, người kia đang ở chỗ kia. Nên như là cái cuộc gặp gỡ vậy đó. Rồi cái show đó, cái đại nhạc hội đó quá thành công. Rồi ông nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ với lại cái hội nghệ sĩ đó quyết định mang cả cái show đó đi sang Pháp. Wow. Ôi trời ơi, khi đi sang Paris cũng lại một cái sự cảm động vô cùng, là Paris từ ngày Sài Gòn thất thủ lần đầu tiên được nhìn thấy những người nghệ sĩ của mình, hả, từ điện ảnh cho tới ca nhạc cho tới đủ các thứ này kia, là tụ họp lại, đồng bào cũng kéo tới coi đông vô cùng, và cũng nhờ cái đại nhạc hội đó mà người này gặp gỡ người kia, người này được biết người kia còn sống, người này được biết là người kia đã ra đi được, người này được biết tin là cái anh đó bị kẹt lại, bị đi tù cải tạo, chị này còn kẹt lại Sài Gòn, nghĩa là tin tức gặp nhau qua những cái đó. Yeah. Cảm động vô cùng. Quá hay cái câu chuyện, quá hay cô ơi. Có lẽ Ken là người đầu tiên được nghe kể những cái này đó. Cô chưa thể kể trong cuộc tiếp view nào. Tại vì con biết là cái USCC cái thời gian đó. Con không có nghe interview đi sâu vào cái thời gian đó, và con biết là chú Nam Lộc có trong cái thời đó, thì con biết là nếu mà cái thời đó là thời mà sớm nhất của những người Việt Nam mình tụ họp lại đó, thì nó phải có rất là nhiều cái
câu chuyện rất là hay. Nhiều lắm em ạ, nhiều lắm. Vì thế cô mới nói là em phải phỏng vấn mấy ngày không hết chuyện. Nhiều lắm, nhiều lắm. Mỗi người, mỗi một gặp gỡ là một câu chuyện. Nhưng mà về sau đó thì là cô không có ở lại với CC lâu. Tại vì về sau đó, lát nữa mình trở lại với cái chuyện đóng phim của cô. Về sau đó, khi mà cô bắt đầu đi đóng phim nhiều đó, cô nghỉ việc nhiều quá. Thành ra cô cảm thấy rằng là mình làm việc full time ở đây mà mình cứ nghỉ. Về sau là cô đi Philippines, cô đóng phim, cô đi cả tháng rồi. Nhưng mà dần dần á, thì là cô thôi việc ở cơ quan USCC, rồi thì là những các vị khác, ví dụ như bác sĩ Hoàng Văn Đức, ông cũng trở ra lại, ông đi làm nhà thương. Ông ấy như là rồi những người ai đó trở lại cái ngành nghề của mình dần dần đó. USCC nó chỉ là cái chỗ tạm thời thôi, nhưng mà còn những người ở lại lâu năm nhất á là anh Nam Lộc. Đó. Vì sau Joe Maxen thì cũng rời bỏ, Ngô Văn Quy cũng bỏ, anh Lê Xuân Định hình như cũng ở lại lâu lắm. Anh Lê Xuân Định ở lại cho tới khi anh qua đời, rồi Nam Lộc ở lại lâu nhất cho tới khi Nam Lộc về hưu. Hình như con có ghé cái văn phòng USCC hồi con còn nhỏ, con nhớ hình như là đường gần đường số 9 phải không cô? À vâng, nằm trên đường số 9. Mấy cái nói bên kia đường cái nhà thờ phải không cô? Đúng rồi. Con còn nhớ, tại vì con cũng ở gần cái khu đó, rồi con còn nhớ là gia đình đi USCC gặp gỡ những gia đình khác đó. Vâng, buồn cười lắm. Ken ơi, nó có biết bao nhiêu chuyện. Thế rồi là cái hội Vietnamese California đầu tiên của ông Hoàng Văn Đức với cô Kiều Trinh với lại ông Nguyễn Văn Hành với lại ông Trần Văn Mai với ông Trác đó. Thì cũng, nếu mà nói về cái hội chợ Tết á, ai là người đứng ra tổ chức thì phải nói là nhóm này, Kiều Trinh. Đã tổ chức cái hội chợ Tết đầu tiên tại cộng đồng Việt Nam. Lúc đó, cộng đồng ở dưới Bonsa chưa có. Lúc đó, người Việt hãy còn tản mát mọi nơi. Và một số rất đông ở dưới khu Los Angeles bởi vì là cơ quan USCC nó ở trên đó. Thế ra, tụi cô đứng ra tổ chức cái hội chợ Tết đầu tiên. Lúc đó, cô cũng đứng ra, cô thành lập một cái gọi là nhà Việt Nam, tức là Việt Nam House. Cô được cái cơ quan tự dưng mà ngồi đây United Way, những cái tên mà lâu lắm mình cũng có dùng tới. Cô được United Way bảo trợ cho cô thành lập mở một cái văn phòng gọi là nhà Việt Nam, The Vietnam House. Văn phòng của cô nằm ngay ở cái trường học USC trường học ở gần USCC không cô? Nếu mà ở gần USCC thì là trường USC thì ở gần USCC, còn UCLA thì bên phía Westwood, cách cái văn phòng USCC khoảng chừng đi 40 phút, 35 phút. Cái này cũng gần thôi. Cái đó gọi là cái gì? LACC không cô? LACC. LACC gần cái văn phòng USCC. Đúng rồi. Vermont. LACC có nghĩa là Los Angeles City College. Community College. Vâng, City College. Thì cô có cái văn phòng ở đó. Thì cái văn phòng của cô ở đó là chỉ để giúp những cái người học sinh từ Việt Nam mới qua mà chưa có assimilate được với cái system trường học ở bên đây, hay là chưa quyết định là học môn nào cái gì đó, thì họ đều đi qua cái văn phòng của cô để mình cố vấn cho họ là như thế nào đó. Thì đó là cái văn phòng ở Việt Nam của cô. Con có câu hỏi kế tiếp của con là ok, so cô làm ở USCC trong cái thời gian đó là cô có cái cô muốn trở về làm việc là actress, cô muốn đóng phim. Nhưng mà cô cứ nghĩ lúc đó, thời gian đó cô cứ nghĩ là mình là người Việt Nam, mình da vàng, mình không nói được tiếng Anh perfect. Ở đâu mà ai cho cô vai để đóng cô? Nó buồn cười lắm em. Giờ cô kể một trong những cái câu chuyện mà một trong những cái công việc nổi tiếng, đóng phim nổi tiếng trở lại của cô đó là trong show MASH. Em có nhớ hồi đó có cái show MASH không Ken? Con nhớ rất là rõ. Alan Alder rồi. Thì cái chuyện tại làm sao mà cô lọt vào cái show đó cũng buồn cười lắm. Nó như là cái số phận của mình hay là trời ban cho mình đó. Thời đó bà Tippy đó
bà ấy dẫn cô đi, bà tiếp bà đi đâu bà cũng dẫn cô đi. Thế cái hôm đó nó có cái premiere chiếu cái phim Cho, anh nhớ Cho, cái họ họp cá mập Cho đó, J-A-W đó, con cá mập đó. Thì bà ấy dẫn cô đi premiere cái phim đó. Sau cái premiere phim đó, thì tức là cái reception lớn lắm. Reception tài tử, đạo diễn, các giới làm phim, báo chí, ăn uống mà, party mà. Thì lúc đó cô nghèo nàn, quần áo mặc party đâu có đúng, chứ mình đâu có gì. Rồi họ đến thì họ gặp nhau, họ vui, cười người nọ kia. Cô thì cô cảm thấy cô đơn. Chứ mình hãy còn nhớ nhà, hãy còn bao nhiêu problem, chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia. Thì cô cầm cái ly rượu, cô đứng ở một góc, góc nhà, đứng ở một góc đó, buồn, đứng một mình. Thì trong cái đám mà những người party đó, có một người họ thấy cô đứng đó, họ mới hỏi ai đó, hỏi bà Tippy, hỏi ai, cái người đó là ai, hỏi cô đó là ai. Thì cái người trả lời đó nói là ô, cái cô đó là một cái người tài tử nổi tiếng ở Việt Nam, refugee sang đây. Thế thì cái người hỏi đó, càng phải hỏi cái người hỏi đó là ai. Yeah. Cái người hỏi đó đó là ông tự dưng con cái đầu con hay quên tên. Ông đó là người đạo diễn không hay là người... Ông đó là executive producer của cái show Mesh. Yeah. Tự dưng cô quên tên ông rồi. Một lúc cuộc may ra nó trở lại. Tự dưng ông cái ông đó ông hỏi, nhưng mà ông hỏi là hỏi lấy lẹ vậy thôi. Nhưng mà cho tới một hôm khi mà ông ấy ngồi làm việc với Elenada để viết những cái câu chuyện mới mà, thì ông ấy nảy ra một cái ý kiến, cái nhân vật Hawkeye ở trong cái show Mesh đó là cái nhân vật mà không có một người tình. Yeah. Yêu đó, không có một người tình. Yeah. Mà chỉ là một người bác sĩ mà lo cho, chắc em xem cái show đó anh thấy như thế. Yeah. Thì mấy người này mới, mà cái câu chuyện Mesh đó là cái câu chuyện của một cái những cái người mà làm việc ở bên khu hồi chiến tranh Đại Hàn. Đại Hàn. Yeah. Ở bên Korea đó. Thì mấy người thôi chỉ ra cái ý kiến là cái khu nhà thương của Mesh đó đó, là có một hôm có một người đàn bà Đại Hàn tới xin thuốc về để lo cho bà mẹ của cái bà đó bị đau ốm. Thì mới nảy ra rằng là cái người đàn bà đó tới xin thuốc, rồi cái ông Hawkeye với cái bà đó hai người gặp gỡ nhau, có cảm tình với nhau, rồi họ yêu nhau. Thế và thì mới nói rằng là cái người đàn bà Đại Hàn đó là nguyên văn cũng dùng là a well to do woman, tức là một người đàn bà mà có một cái quá khứ hay là cũng giàu có hay là cũng nổi tiếng hay cái gì đó, gọi là well to do thôi, whatever you think well to do mean. Thì rồi cuối cùng cái bà mẹ của cái bà đến xin thuốc đó chết. Ông Hawkeye thì yêu cái bà này, nhưng mà cái bà này bà quyết định là bà đi trở về cái làng của bà ấy, chứ bà không ở lại. Nhưng không có cái đấy, là hai câu chuyện là như vậy. Yeah. Thì cái ông giết, tên ông là gì, riêng cô quên tên ông rồi, viết cái nhân vật đàn bà đó theo cái hình ảnh của cô, của Kiều Trinh, theo cái background của Kiều Trinh. Yeah. Thì viết xong đó họ mới gọi đến agent của mình. Thì agent của cô ngạc nhiên lắm, nói là wow, thường thường là mình phải đi kiếm việc rồi gửi cô ta đi audition, phải không ạ? Yeah. Đi audition thì cũng không biết là có được hay không, mà tại sao bây giờ là cái gì Metcalf, Ken Metcalf, ông producer đó anyway, Albert Metcalf, ông là Albert Metcalf, là executive producer của cái show Mesh. Thì mới gọi đến agency của mình, nói là chúng tôi muốn gặp client của you, là cái cô Kiều Trinh đó. Thì agent của cô nó ngạc nhiên lắm, nó nói wow, tại sao mà nó được gọi đích danh mời thế này, thường thường là mình phải đi kiếm mà chứ, mình phải ra. Thì cái anh agent của cô đó lúc đó anh nói là cái chuyện này là hiếm có lắm, vậy thì you đi
xong rồi về phải gọi ngay cho tôi biết là cái cuộc gặp gỡ như thế nào. Thế thì cô đi xong, cô đến cô gặp ông Bert McCaff với lại gặp Elena Dunn. Thì ngồi, họ cũng không có bắt mình nói đi xin gì cả. Về, cô đi xong về, cô gọi ngay cho ông agent. Agent mới hỏi sao kể cho tôi nghe. Yêu đến yêu gặp những ai, tên họ là gì, và họ audition ra làm sao. Thì cô nói tôi gặp hai người, tôi chỉ biết tên một người là Bert McCaff, người thứ hai là Elena Dunn. Ông agent, yêu có biết hai người đó là ai không? Tôi đâu có biết. Đó là một người executive producer, một người là tài tử chính và là director. Yêu không có biết Mess à? Tôi chưa hề coi show Mess bao giờ mà tôi cũng không có TV nữa. Lúc mình mới dị cư sang, mình nghèo chết lên. Trong nhà cũng không có TV nữa. Tôi không có TV, tôi cũng chưa hề coi show Mess bao giờ. Tôi cũng không biết hai người đó là ai. Thế xong rồi. Cái người agent mới hỏi sao sau cái cuộc gặp gỡ thì họ có bắt audition gì không? Cô mới nói là không, họ chẳng bắt tôi audition cái gì hết. Họ chỉ hỏi đời sống của tôi. Xong sau cùng thì họ đưa tôi cuốn script. Họ bảo tôi rằng là về coi đi, nếu mà yêu thích thì là đó là câu chuyện của yêu đó. Chỉ có như vậy thôi. Thành ra không có phải audition cái gì cả. Trời ơi, agent của cô nó mừng quá. Nó nói là không có thể tưởng tượng được. Tôi làm agent mà chưa bao giờ có một cái trường hợp này xảy ra cho người client nào mà tôi đại diện hết á. Vậy thì ok, như về học tập đi, tôi sẽ để lo hợp đồng. Thế thì cô đến quay cái show Mess. Đó là cái chuyện cảm động vô cùng. Mà không bao giờ cô quên được cái ngày mà cô làm việc. Gọi là ở Hollywood. Yeah. Mình đến set. Mình không có thể tưởng tượng được đến set. Mình thấy con cái ghế ngồi của tài tử mang tên Kiều Trinh ở cái ghế đó. Một cái ghế ngồi mang tên Kiều Trinh để cạnh cái ghế mang tên Ellen Ada, là hai nhân vật chính của cái show đó, của cái episode đó. Và hai cái ghế đó ngồi và được xung quanh là được quấn bằng dây thừng, tức là private, cái chỗ private cho tài tử chính. Yeah. Trời ơi, cuộc đời của mình lại trở lại làm tài tử đây. Đó là cái kỷ niệm đầu tiên. Và lần đầu tiên mình ngồi trên cái set của Hollywood, mỗi một khi quay xong lại trở lại cái ghế ngồi, có người ra chải đầu, lo người đánh phấn, rồi người bưng nước tới, rồi tức là mình là tài tử chính mà, rồi thì là lại có một cái xe riêng để ngồi trong chờ đợi, muốn vào trong cái xe như là một cái nhà riêng để nghỉ đầy đủ. Nghĩa là 7 ngày giờ làm việc như thế, mình quên đi mình là một cái người refugee. Đến cái ngày cuối cùng quay phim xong, cô trở về đó, cô nhớ mãi, trên đường về cô khóc ròng. Bởi vì that's the end of the show. Hết rồi. Nên cái 7 ngày vừa qua nó như là một cái giấc mơ vậy đó. Yeah. Mình trở lại làm việc theo dòng chính quy của Hollywood. Trên sân quay có ghế riêng của mình, có người hầu bưng nước, có người chải đầu, có người làm mặt, chải đầu lo tóc, rồi có phòng riêng nằm nghỉ. Đúng là như là một giấc mộng, như giấc mơ. Trên đường về cô khóc vô cùng. Đến lúc mà cô về tới cái apartment, lúc giờ cô ở cái apartment thuê đi làm rồi mà, thuê cái apartment ở North Hollywood, cô vừa mới mở cửa phòng vào thì điện thoại reo. Lúc giờ không có phải là cell phone như thế này, lúc giờ cái điện thoại trong phòng thì reo. Thì cô không có expect ai gọi cho mình cả, thì mình có đâu đã có liên lạc gì nhiều đâu. Thì điện thoại reo, cô ngạc nhiên vô cùng. Ở đầu dây bên kia mới nói là Elena Dunn đây. Wow. Elena Dunn gọi. Hy là một người tử tế vô cùng. Ông ta gọi, tôi gọi để cảm ơn Kiều Trinh. Tôi biết Yêu là ai. Tôi biết quá khứ của Yêu nữa. Và tôi rất là respect và cảm động vô cùng. Và tôi cũng may mắn vô cùng được làm việc với Yêu. Ông ấy hạ mình humble để mà nói câu như thế. Tôi may mắn vô cùng. Tôi muốn nói với Yêu rằng là chúng tôi ở đây, những người tài tử Hollywood cũng như là cá nhân tôi, đã
take for granted. Take for granted tức là tiếng Việt mình nói sao? Vâng, coi bình thường hoặc là vâng, tức là không biết là mình may mắn như thế nào. Coi thường. Không appreciate cái công việc mình làm mà không biết là mình đã may mắn như thế nào, take for granted. Mà tôi nhìn thấy hoàn cảnh của yêu, tôi rất là quý mến và respect, tức là khâm phục. Và xin cảm ơn là chúng ta đã có mặt với nhau trong một cái show. Ông ta nói như vậy. Ông ta nói mà nước mắt tôi cứ chảy ra thôi. Rồi, tôi nhớ sau đó ít lâu, cái tờ báo TV Guide đó, khi mà cái show nó chiếu lên đó mà, thì là cái tờ báo TV Guide nó có để cái ảnh của Kiều Trinh. Yeah. Và lúc đó ông Elenada cũng được cái TV show nổi tiếng nhất thời đó bây giờ là ông Johnny Carson phải không? Johnny Carson Show, đúng rồi. Johnny Carson Show phỏng vấn Elenada về cái show Mesh, mà cái episode của cô gọi là In Love and War, tình yêu và chiến tranh. Tình yêu và chiến tranh. Thì Elenada có nói là Elenada được cái may mắn làm việc với một người tài tử đến từ chiến tranh, tức là Kiều Trinh. Thì ông ta có nói một câu này và cái tờ TV Guide nó có quote lại. Nó quote lại cái câu Elenada nói, tức là Kiều Trinh, she is so talented. Hollywood must have a place for her. Đó là nguyên văn cái câu Elenada nói thế mà cái tờ TV Guide nó có quote lại. Cô không biết là mình nói chuyện như thế là cô có cái tờ TV Guide mà không biết để đâu mất, là để show cho em coi. Cái đại khái đó là có cái thay đổi khi từ cái lúc đó đó, cái công việc làm của cô mà producer hoặc là director, cái nó có thay đổi nhiều sau khi cái episode đó không cô? Hay là cũng chưa có? Ken hỏi cô đó, nó nhắc đến cho cô một cái nỗi buồn, vui và buồn. Bởi vì khi mà cái show đó, thì agent William Morris Agency đó, họ mừng vô cùng. Họ mừng vô cùng là họ book được cho mình vào một cái show nổi tiếng nhất. Đúng không ạ? Mà họ hãnh diện, họ không có phải gửi mình đi audition gì cả. Mà executive producer của cái show tìm mình qua agency đó. Họ đã mừng hãnh diện vô cùng. Thì khi cái show đó chiếu lên đó, thì cái ông Metcalf đó, ông gọi cho agent của cô, ông nói rằng là tôi chúc mừng agency là có một cái người tài tử mà ăn khách vô cùng. Bởi vì khi cái show đó lên á, thì biết bao nhiêu thơ từ đổ vô, đổ dồn về văn phòng và praise, tức là khen tặng á, đúng không? Praise cái người tài tử, nữ tài tử đó, tức là Kiều Trinh. Tôi mừng vô cùng và có lẽ chúng tôi sẽ biến cái character đó trở thành một cái permanent character, tức là được permanent, tức là được ở lại thường xuyên á cho cái show. Ui, agent mừng quá. Mình nghĩ rằng là trời ơi, Kiều Trinh sẽ trở thành một cái người nổi tiếng, sẽ làm cái character thường xuyên của cái show đó. Nhưng mà chờ mãi rồi không thấy gì xảy ra cả. Mấy tháng sau đó, agent mới gọi lại, nó hỏi là sao chừng nào thì Kiều Trinh được tiếp tục làm việc. Thì bên kia ông nó trả lời một cách buồn rằng là sau cái đợt thơ đầu tiên mà praise cái cô tài tử Kiều Trinh này đó, thì là một đống thơ lớn gấp 10 lần không đồng ý cho cái nhân vật Hawkeye yêu một cái người đàn bà đại hàn. Tất nhiên là cái xã hội, cái thời gian đó đó, xã hội của người Mỹ chưa chấp nhận được cái điều đó. Tại vì Hawkeye hồi đó, cái nhân vật Hawkeye đó được rất nhiều phụ nữ Mỹ mê. Khán giả mê cái nhân vật Hawkeye vô cùng, mà phụ nữ Mỹ cũng mê Hawkeye vô cùng. Yeah. Bây giờ Hawkeye lại có một cái mối tình, làm cái show nó làm cho nó giảm đi, làm cho những người đàn bà mê cái nhân vật đó giảm yêu cái nhân vật đó. Đấy, và nhất là cái mối tình đó lại là cái mối tình với một người đàn bà đại hàn. Đấy, thành ra họ ngưng cái chuyện mối tình đó ở chỗ đó, không còn nữa.
cái thời gian đó trong lịch sử của Mỹ là 70 mấy phong 78 78 thời đó là ngày nay cũng vậy, nhưng mà thời đó là kỳ thị kinh hồn, kỳ thị rất là nặng nề. Thời nay đó, như Ken biết, như chúng ta biết đó, thì cũng nghệ sĩ Á Châu ở Hollywood cũng có một số rồi, có khá nhiều rồi, đúng không ạ? Hay là những cái phim điện ảnh của Á Châu vào cũng nhiều rồi. Ví dụ như là The Joy Luck Club, rồi sau này là cái The Crazy Rich Crazy Women, các thứ này kia đó, Asian đó, là nổi tiếng rồi. Nhưng mà cái thời đó đó thì chưa, Hollywood không có những cái phim về Á Châu, Châu, và những tài tử Á Châu rất là hiếm. Và có thì cũng chỉ có những cái vai nhỏ nhỏ. Mà những cái thời gian đó mà thư từ mà họ viết vô cho cái production company là nó quan trọng vô cùng. Quan trọng vô cùng. Nó ảnh hưởng cái ratings, nó ảnh hưởng. Đúng thế ạ. Vâng. Thành ra cái nhân vật tên cô của chương trong nhân vật đó là bà Keon. Keon đó không bao giờ trở lại nữa. Không có trở lại Showmatch nữa. Thì đó là cái nỗi buồn thất vọng của Kiều Trinh cũng như là của cái agency của mình. Wow, cái đó cũng như là con dao hai lưỡi. Tại vì nếu mà cô không đóng xuất sắc mà người ta tin rằng cái Hawkeye, cái nhân vật Hawkeye thương cái người đại hàng này đó, nếu mà cô đóng mà không xuất sắc á, thì bao nhiêu phụ nữ mà viết thư vào cho production company, nó không ảnh hưởng cái nó là một con dao hai lưỡi, là cô đóng quá xuất sắc nhưng mà vì cái xuất sắc đó bị mất cái vai đó. Có thể ngày nay đó, cô thấy nói mà tới về vấn đề mà Crazy Rich Asian hoặc là House of Ho, không biết cô có coi những cái chương trình đó không? Crazy Rich Woman cũng có coi. Yeah. Cái House of Hope cũng không có coi. Yeah. House of Hope là reality show của người Việt Nam. Yeah. Của người Việt Nam. Yeah. Họ tên là Ho. Yeah. Bên Houston. Yeah. Cái đó là gia đình người Việt Nam cũng như là triệu phú bên Houston. Họ HBO đó cô. Cái đó là phim. Có show rồi hả? Phải rồi, dạ, cái đó là TV show của bên HBO Max chiếu đó. Dạ, dạ. Mà chỉ chiếu trên HBO thôi phải không? HBO Max only, dạ. Yeah. Thằng nào, tại vì nhà cô không có cái đài HBO. Yeah. HBO. Wow. Dạ, yeah. Bên Netflix thì có cái TV show là Bling Empire. Thì cái đó bên người Tàu. Người Mỹ gốc Tàu nhiều hơn. Hình như là có một cô Việt Nam là Kimmy Lê trên cái TV show đó. Nhưng mà cái mà House of Ho đó là của người Việt Nam mình. Hay quá nhỉ. Cô rất là mừng mình khen biết không? Tại vì sau này đó mình rất là cái thế hệ của cô thì là lớn tuổi rồi và cũng không còn bao nhiêu nữa. Thì cô cũng rất mừng là nhìn thấy điện ảnh Việt Nam mình đó là thế hệ trẻ đó đi vào rất là nhiều, in front of camera as well as behind the camera. Yeah. In front có nghĩa là những người diễn viên, behind có nghĩa là những người đạo diễn, những người viết truyện, những người làm producer. Thì cô thấy cũng rất là đông, rất là mừng. Yeah. Hy vọng là với những sự tham gia đông đảo của họ đó, thì trong một ngày nào đó mình nghĩ là sẽ có những cái phim. Yeah. Con thì con theo cái những câu chuyện của những người như cô và những người anh em trong ngành con theo đuổi rất là lâu, tại vì con sống ở thành phố Los, con ba mẹ con làm ngành màng á, thì con đi con gắn màng cho rất là nhiều tài tử từ wow. Đến, nhưng mà con là người giúp việc thôi, con là cũng như là một cái người gắn màng trong Beverly Hills rất là nhiều năm, dạ mười mấy năm lúc mà con còn nhỏ tới lớn. Nhưng mà cô đó là người đầu tiên, cô là 100% là một người đầu tiên, người thứ hai là Dustin Nguyễn, là
là cô là Ted Dustin, rồi cái nhân vật thứ ba đó là Tony Bùi. Nó có trong cái thời gian đó là cô là đi trước, cô là sau 75 là cô là number one, rồi tới Dustin là thập niên 80. Dustin, những người như cỡ tuổi con nhìn Dustin là nó oh my god, một người Việt Nam. Rồi tới Tony Bùi đó, Tony Bùi mới là phim Ba Mùa thì làm cho những người lúc đó là con đang đi đại học ở USC đó, con thấy Tony Bùi. Rồi lúc đó là con mới nói là ok, nguyên cái nhóm tụi con mới nói là ok, có một cái cơ hội để hoạt động trong cái ngành phim. Thì nếu mà không có cô thì nhiều khi không có Dustin, nhiều khi không có Tony Bùi. Hay quá. Bây giờ thì cô cũng rất là mừng bởi vì thấy trong điện ảnh đó cũng có rất nhiều người nam cũng như nữ, có một số người rất là thành công. Em nhắc cái tên Tony Bùi thì là cô nhắc cái người mới nhất bây giờ là anh Bảo Nguyễn. Yeah. Sau khi anh làm cái documentary là Be Water về cuộc đời của Bruce Lee, anh ấy rất là thành công. Mình cũng rất là mừng, mình rất là hãnh diện. Bởi vì anh ấy làm được một cái phim mà bây giờ được đưa đi như là thế giới công nhận thành công các thứ này kia. Nhưng mà anh ấy làm về cuộc đời của Bruce Lee thì hy vọng rằng là trong tương lai đó là có làm được những cái cuốn phim về những người Việt Nam, về Việt Nam, để mà không có những là đưa ra cái kỹ thuật mà còn đưa ra cả cái văn hóa và nhân vật Việt Nam nữa vào thế giới. Thì mình hy vọng như vậy. Con nghĩ là thế nào cũng những cái câu chuyện đó cũng sẽ được khai thác. Và hôm nay cô dành rất là nhiều thời gian với con. Đây là con hy vọng là bắt đầu cho những người thế hệ mà đang trong đại học và những cái thế hệ mà nhiều khi bên Việt Nam hoặc là họ nghe được cái câu chuyện rất là câu kể chuyện dài hôm nay đó, họ được một cái động lực và họ nghe những người như cô kể chuyện thì họ có cái niềm hy vọng là bất cứ cái gì họ cũng thể làm được như cô đã làm. Và con cảm ơn cô rất là nhiều. Hôm nay cô take a chance, cô ngồi với con, cô cũng cô rất là brave, cô cái sức mà cô kể chuyện cho con rất là xúc động. Và con biết là nó không có, nhiều khi kể những cái chuyện nó không có dễ. Cảm ơn Ken. Ken ạ, không hiểu cô có nên share với Ken cái điều này không? Nhiều người ấy chỉ thấy cô, đời sống của cô thời gian vừa qua nghĩa là ok, cô rất là tự lập, đời sống của cô rất là ok. Thì nhiều người tưởng rằng là cô sống ok như vậy là tại vì cô là tài tử đóng phim. Nhưng mà thật sự ra đó, cô có một cái nghề tay trái ít người biết. Ít người biết. Cũng như là Ken bây giờ đó, nếu mà Ken không nói cô đâu có biết là Ken đi gắn màn ở nhà các tài tử ở trên Beverly Hills. Nếu mà cô cũng không nói ra cũng không ai biết tại sao cô có tiền mà cô có cái nhà to ở hay là có cái xe hơi. Cái nghề tay trái của cô đó là nghề cô đi nói chuyện. Con không biết. Cô đi nói chuyện 25 năm nay rồi. 25 năm, cô có thể nói là bất cứ một cái trường đại học nào trên nước Mỹ cô cũng đều bước chân vào rồi. Cô nói về đề tài gì? Nhất là các trường đại học và đi nói chuyện ở các cái events nữa. Thì đi nói chuyện đó, Ken, cô người ta gọi là professional speaker. Chứ không phải là bạn Ken mời đến đây nói chuyện, không phải như vậy. Là phải có ý chuyện đàng hoàng. Cũng giống như là William Morris, cũng giống như đi đóng phim vậy đó. Cũng giống như là William. Cái vấn đề đó, cái speaker agent. Agent của cô đó là một trong những agent lớn vô cùng của nước Mỹ. Đó là GTN, stand for Greater Talent Network. GTN. Đó. Cái headquarter của họ là trên New York. GTN đó là representing những người speaker đủ mọi ngành nghề, từ vấn đề chính trị cho đến vấn đề economic, cho đến vấn đề artistic, từ politics, economic and artistic. Họ represent, ví dụ như là họ represent ông Kissinger,
đi nói chuyện về vấn đề chính trị. Lương của ông Kissinger đi nói chuyện là từ 100,000 trở lên. À, hay là họ có những cái, em biết là những cái trường đại học đó, ví dụ như là Cornell, Harvard hay là những cái trường đại học lớn, UCLA, họ có những cái department khác nhau. Có những sinh viên theo học về chính trị, có những sinh viên theo học về nghệ thuật, có những sinh viên theo học về tài chính, business, hay là có những người sinh viên mà có những cái department về sport, thể thao. Đúng không? Thì những cái trường đại học đó, là bao giờ họ cũng có những cái grant của chính phủ. Ví dụ như là họ có cái grant là 2 triệu đồng năm nay chẳng hạn. Thì họ phải tiêu hết cái 2 triệu đồng đó. Nếu mà họ không tiêu hết cái 2 triệu đồng đó, thì sang năm họ không được xin cái grant mới. Đúng không? Thế thì đây là cái system của Mỹ, là khi mà họ tiêu, ví dụ như họ có 2 triệu mà họ chỉ mới tiêu được có 1,5 triệu thôi, họ còn thừa 500,000, họ phải làm sao tiêu hết cái 500,000 đó để họ tiếp tục xin cái grant cho sang năm. Vậy thì cái số tiền còn thừa đó họ đi mướn những cái người guest speaker, là những cái celebrity của những cái category, từng category một đến để nói chuyện. Khá như là họ mướn ông Kissinger đến để nói chuyện về vấn đề chính trị, hay là họ mướn có quên tên này. Anh gì vừa mới chết xong volleyball cái gì có quên tên nhỉ? Tức là những anh nổi tiếng về vấn đề sport đến để mà nói chuyện về sport. Kobe. Kobe thì đang nói chuyện với Ken, quên cả. Họ muốn Kobe đến để nói chuyện, như là UCLA, như là học trò ai mà chẳng muốn được nghe Kobe nói, đúng không ạ? Thế bên phía điện ảnh cũng vậy, họ muốn những cái người tài tử điện ảnh đến, ví dụ như là cô đã từng đi nói chuyện với bà Whoopi Goldberg, bà tài tử da đen đấy, Whoopi Goldberg, hay là một số người nữa, bây giờ cô ngồi cô nói cũng không có nhớ hết, nhưng mà để nói chuyện về điện ảnh thì vâng, nhưng mà thường thường đó họ mời cô những cái department về art đó, họ mời cô đi nói chuyện về điện ảnh. Con đâu có biết đó đâu. Vâng, nhưng mà cô cũng không có phải là nói chuyện về một đề tài. Tùy theo cái đề tài người ta request qua agent của mình và qua cái sự đồng ý của mình có thể nói về đề tài gì. Đó, ví dụ như là những cái đại học họ có thể nói với cô như là họ hỏi như là họ muốn biết là một người agent, một người Asian working in Hollywood, how difficult, how easy it is. Thì mình nói ra những cái điểm như là cô đang nói chuyện với lại Ken, là có những cái điểm khó, có những cái điểm dễ, có những cái điểm may mắn, có những cái điểm không may mắn, có những cái khó khăn của người Asian. Không những là cái the different look, the skin color, the languages, đúng không? Tất cả những cái đó là những cái khó khăn của người Asian. Nhất là khó khăn nhất là trường hợp với cô. Đúng như là mình nói tiếng Mỹ đó, thế nhưng mà mình không nói giống như là một người native nói tiếng Mỹ. Và lẽ dĩ nhiên là mình nói tiếng Mỹ còn sai rất nhiều, sai về pronunciation, về cách phát âm, sai về cách sử dụng grammar, đủ các thứ hết. Hay là cái lối diễn xuất cũng vậy. Cái lối diễn xuất của người Mỹ thì họ rất là openly, rất là ào ào ra. Lúc người Mỹ hồi xưa nói lúc nào cũng I love you, I miss you. Nhưng Việt Nam mình đâu có vậy. Ở Việt Nam mình ít khi nghe mẹ con hay là anh em hay bạn bè nói I love you lắm, làm gì có nói như vậy. Không có. Đúng không? Hay Việt Nam mình không có phải lúc nào cũng ôm, lúc nào cũng hôn, đâu có. Hay là cái cách diễn tả của người Á Đông mình đó, không có bề ngoài. Hold back, deep, hold back inside. Không có ào ra ngoài. Người Mỹ thì họ ào ra ngay lập tức. Khổ quá, òa đến khóc. Vui quá là ôm chầm lấy hôn. Người Á Đông mình không vậy. Chầm nó ở trong, hạnh phúc ở trong, đau khổ cũng ở trong, giữ lại. Thế cái lối diễn xuất cũng khác nữa, cái lối phát âm cũng khác nữa, tất cả những cái đó. Hay là cô đi nói chuyện cũng vậy, họ cũng hỏi về như là một cái người actor đó,
mà lớn lên ở một cái đất nước chiến tranh như mình, làm sao mình survive? Thành ra có 25 năm rồi cô đi nói chuyện ở các trường đại học, với cái cách thích của cái cuộc đời đi nói chuyện của cô đó là thường thường đi nói chuyện đó mà Ken, thì agent của mình book cho mình có nửa tiếng đồng hồ thôi, có 30 phút nói chuyện, nhưng bao giờ mình cũng cho một cái bonus là 30 phút nữa để cho Q&A, tức là người ta hỏi mình trả lời. Nhưng mà cái 30 phút nói chuyện đó, thường thường cô không có sợ, bởi vì người ta book mình đi nói chuyện, người ta book cả năm trước. Ví dụ như là mùa xuân sang năm cô đi nói chuyện ở cái spring ở trường đại học này, thì năm nay họ đã book trước rồi. Họ book trước thì mình có một năm giờ đó, mình có đủ thời giờ để mình làm research về cái đề tài mình nói chuyện. Và mình cái gì mình không biết, ok, đi vào library, đi vào thư viện mà tìm hiểu thì sẽ biết. Thế thì cô thường thường cô làm như vậy là 25 năm rồi. Nhưng cái mà sợ nhất ấy, không phải là cái đề tài nói chuyện, mà là ở cái chỗ Q&A. Tại mình không biết trước là người ta sẽ đặt câu hỏi gì. Thế đâu mình đâu có mình đâu có prepare được cái sự trả lời đó. Phải không ạ? Câu hỏi Ken muốn hỏi cái gì thì cô không có biết, thì cô đi vào đọc sách đọc vở thì cô sẽ trả lời exact đúng như cái câu hỏi của Ken. Nhưng mà đằng này mình không biết là người ta sẽ hỏi như thế nào, hỏi cái gì. Thì cái đó là cái mà 25 năm qua là cô phải trải qua những cái đó. Con nghe cô trải qua cái đó 25 năm, cái đó đối với con là một cái nghề tay trái quá tuyệt vời. Đúng như thế. Quá cô thu thật với cô là cô phải cảm ơn bề trên cho cô được vào hai cái ngành nghề. Cô sướng vô cùng. Thứ nhất là cái nghề diễn viên điện ảnh. Đấy. Thứ hai là cái người đi nói chuyện chuyên môn. Chuyên môn đây có nghĩa là professional đó. Tức là chuyên môn đây có nghĩa là trả tiền đó, chứ không phải đi nói chuyện là như là guest speaker mà không trả tiền. Thì phải thú thật với Ken là cô lớn lên ở trong một cái đất nước, cô sinh ra ở một đất nước chiến tranh, lớn lên ở cái thời điểm chiến tranh và bất hạnh ở rất nhiều hoàn cảnh và xa gia đình, đất nước chia đôi. Cho nên cái chuyện học hành của cô đó nó bị dở dang lỡ dở nhiều lắm. Cô phải thú thật là cô chẳng có bằng cấp gì cả. Nếu mà đất nước mình không có bị chia đôi, nếu mà cô không mất gia đình, cô biết đâu đó cô có thể trở thành một bà luật sư, một bà bác sĩ, hay là một người tiến sĩ học. Nhất định là bố cô đâu có cho cô dở dang đi làm. Bố phải bắt bố yêu con như vậy, bố còn dư điều kiện để mà nuôi đứa con nó học cho thành tài, thì biết đâu cô trở thành một cái nghề khác, phải không ạ? Thế thành ra, nhưng mà cái nghề cô vẫn như là coi như là mình bất hạnh ở cái điều là mình không có được học hành tới nơi tới chốn để mà theo cao học, như mình vừa mới nói đó, mình chẳng phải là luật sư, chẳng phải là tiến sĩ gì cả. Nhưng cái 25 năm mà đi nói chuyện đó nó cho cô một cái may mắn vô cùng, là 25 năm chuyên môn đi ra đi vào các thư viện, 25 năm ôm cuốn sách rất nhiều, mỗi một lần đi nói chuyện ở một cái đề tài nào đó thì lại phải đi vào thư viện học, lại phải học sách. Cô nói ví dụ như là cái lần cô được nói chuyện ở Book Fair, cô check agent của cô, tại sao lại book tôi ở nói chuyện ở Book Fair, tôi đâu có phải là người viết sách, làm sao tôi đi nói chuyện ở Book Fair. Book Fair là những cái người author của cả nước Mỹ, có khi cả thế giới họ vào nữa, bên Pháp sang, bên Anh Lê sang, làm sao mà tôi nói chuyện trước những người đó được, tôi không phải là người trong giới viết sách. Nhưng ai rằng ở cô nó nói là nhưng mà họ ask for you. Ask for you, so you take it, why not? Ôi giời, là cô toát mồ hôi ra. Nhưng mà cả một năm rồi cô phải đi vào thư viện để mà xem trong 5 năm qua những cái loại sách nào nổi tiếng, viết bởi ai, người nào được giải Nobel Hòa Bình, sách nào là cái sách mà bán chạy nhất, sách viết về chính trị. Nhưng mà cô ơi, người ta mời cô như vậy, cô cuối cùng á, cô một năm cô research như vậy để cô biết
những cái đó đó. Nhưng mà thật ra lúc đó người ta mời cô, thật sự cô có biết tại sao mà người ta mời cô về đề tài nào không? Nó có trùng cái hướng đi của cô, tưởng là người ta mời cô vì cái lý do nào không? Thật sự ra những cái nó cái vấn đề nó mở rộng lắm. Khen hỏi câu đó cô cần, mình không có đủ thời giờ để cô giải thích, nhưng cô có thể tóm tắt lại là mỗi một lần á mà mình đi nói chuyện đó mà, ví dụ như là Ken là trường học, Ken cô đến nói chuyện, sau khi cô nói chuyện á thì a chàng của cô nó có một cái tờ giấy để Ken cho điểm. Ken hiểu không? Ken cho điểm là Ken nghĩ sao, yeah, trường đại học này nghĩ sao về cái cô này nói chuyện, cho cô dở là được 4, số 4, số 5 là bình thường, số 7 là quá khá rồi, số 9, số 10 là excellent, tuyệt vời. Thế nhưng mà họ cho điểm về nhiều thứ lắm. Tuyệt vời ở cái gì? Chứ không phải là một chữ thì excellent là xong thôi. Excellent ở cái điểm gì? Ở cái text nói chuyện, hay là ở cái presentation, hay là ở cái diction, hay là ở cái manner. Mỗi cái nó đều có những cái điểm cho. Thế thì mỗi một khi một cái người mới ta định book ai đó, thì người ta phải xem cái chart là cái người nói chuyện đó được ở những nơi kia họ cho điểm ở chỗ nào. Thế khi mà những cái người agent của mình đó, thường thường họ có cả một cái hồ sơ client của họ, giỏi về cái này, cái nọ, cái kia. Thế thì mỗi một khi họ book đó, thì họ xem cái hồ sơ đó là cái người này giỏi ở cái điểm gì, được ưu điểm ở cái điểm gì, được chấm cao ở cái điểm gì. Thế thì đó thì là cô được book ở cái qua những cái screening như vậy. Nhưng mà cô cũng không biết tại sao thật ra. Nhưng mà thường thường là cô phải nói với Ken như thế này, cái agency đó nó cũng khó, như có thể nói là nó khó hơn của Screen Actor Guild nữa. Oh, wow. Vâng, tại vì Screen Actor Guild đó là nó tức là agency chứ, tức là như William Morris agency chẳng hạn đó, nó ký mình vào nhưng mà nó cũng không có bỏ mình. Nhưng mà ngược lại cái GTN á, khi mà nó ký mình á, nó chỉ ký hợp đồng có một năm thôi. Nếu là một năm á mà yêu không ăn khách á, không có ai mướn yêu cả đó, thì là cái hết cuối năm nó thành đó. Cảm ơn, goodbye. Thế thì thường thường khi có ký một hợp đồng một năm á, thì nó cũng nói cái điều đó. Và sau một năm nếu mà không có những người mà họ không interested in you, mà không mời, thì qua những hợp đồng của chúng ta chấm dứt. Nhưng mà cô không có thể tưởng tượng được họ chưa hề say goodbye cô bao giờ cả, mà cô có được ở lại tới 25 năm. Có nghĩa là những cái buổi mình đi nói chuyện, mình được người ta cho những cái điểm cao. Cuộc đời của cô rất là nhiều cái may mắn và cũng rất là nhiều cái đau thương hơn là một người bình thường. Con nghĩ là con nói chuyện với cô, con thấy là cuộc đời này nó, nếu mà mình không có những cái sự đau khổ và những cái thử thách, thì nhiều khi cái vốn mà trình diễn, là cái vốn ca, là cái vốn gì mà từ cái nghệ sĩ nó đẩy cái sức thu hút của cô, quần chúng người ta coi, người ta thấy, vì cô đã trải qua những cái chuyện rất là đau thương đó, thì nó show on screen và người ta có thể connect được với cái pain, và cái đó mới làm con nghĩ là cái personality, cái con người của cô, người ta connect được. Và con muốn hỏi cô cái câu mà như vậy đó, thì con cái của con á, với lại những cái thế hệ sau này đó cô, không có trải qua những cái đau khổ mà những thế hệ như cô hay là ba mẹ của con á, thì cái thế hệ trẻ này á sung sướng quá, không có được những cái kỷ niệm, những cái trải qua những cái đau thương như vậy đó, thì cô có nghĩ là những cái cuộc làm phim hay là viết kịch bản nó có bị không có đậm đà không cô?
Ken nói như vậy đó thì cô sực nhớ tới một cái đề tài nói chuyện. Như cô nói hồi nãy đó, là mỗi một khi người ta bốc mình nói chuyện ở đâu mà. Yeah. Ủa sao Ken còn thấy cô không? Có. Cô thấy rõ cô. Cô thấy con không? Dạ, mỗi một khi mà họ nói chuyện đó, thì họ bốc cả một năm trước. Cái năm 2000 đó, cô được bốc đi nói chuyện ở một cái event rất là lớn. Nó gọi là Hội Phụ Nữ Thế Giới và nước Mỹ. Là cái buổi rất lớn thì phải không ạ? Yeah. Nói chuyện trước 7.500 executive women. Toàn wow. Hội phụ nữ không? Toàn những người ngồi nghe toàn là phụ nữ thôi. Nhưng mà là những người phụ nữ ở những cái chức vụ quan trọng của hội, của đất nước. Và cái buổi đó, đầu tiên đó, họ book cô một năm trước. Và họ book cô là cái người opening speak, tức là nói mở đầu. Và cái người closing, thường thường những buổi như vậy nó có opening và closing. Thì cô nói mở đầu. Và cái người closing đó là bà Dorota Bush, là bà vợ Tổng thống Bush đó. Thế nhưng mà trước, tức là cái ngày nói chuyện của cô đó là ngày 10, tức là cái vụ 911 xảy ra. Thì cái ngày của cô nói chuyện là ngày sau ngày 911. Thì họ book là cô nói mở đầu, bà Bush nói ending. Nhưng mà trước cái ngày nói chuyện đó một tháng đó, thì mẹ của bà Bush chết, bà ấy không xuất hiện nói chuyện. Cho nên cái hội đó họ đã mời bà Bejania Bhutto. Em có biết bà Bejania Bhutto là ai? Là thủ tướng của Pakistan. Ok, đây là bà Bejania đây này, em có nhìn thấy không? Dạ. Đó, bà Bejania đó. Thì mời bà ấy nói chuyện. Thì khi mà mời bà Bush đó, thì cô cũng không có lo lắm. Nhưng mà khi mời cái bà này, cô bắt đầu cô lo. Cô lo bởi vì bà này bà quá giỏi. Bà này bà ấy, thứ nhất là bà ấy cao học ở bên London về vấn đề chính trị. Thứ hai là cái gia đình của bà ấy, cái quốc gia của bà ấy, những cái position mà bà đã trải qua về vấn đề chính trị. Bà nói như thế thì là mình chết. Phải không ạ? Dạ. Mình bẹp ngay. Dạ. Mình bẹp ngay. Thế thì nhưng mà lúc book đó thì cô cũng lo lắm. Cô đi cô tìm tòi đủ mọi thứ về vấn đề phụ nữ để mà mình nói chuyện chứ. Tại mình không có trải qua được như bà này. Mình không có học được như bà này. Bây giờ mình nói cái gì? Mà đây nó là cơ hội phụ nữ. Thì ngay lập tức cô khách chưa được cái là mình phải đề cao phụ nữ ngày nay. Có không ạ? Yeah. Thì cô phải tìm tòi tất cả. Hồi xưa phụ nữ là đứng sau lưng đàn ông. Hồi xưa phụ nữ là ở trong gia đình. Ngày nay khác, phụ nữ đi ra đường, phụ nữ cũng làm việc như đàn ông, phụ nữ cũng đã tiến tới làm tất cả. Thì cô phải tìm tới xem là ok, phụ nữ người nào lên cung trăng đầu tiên, năm nào, bà đó tên là gì, người nào được giải Nobel hòa bình về vấn đề gì, chính trị hay sách vở. Cô phải tìm tất cả những cái đó. Rồi người nào đi vào quân đội đã từng giữ chức vụ gì trong quân đội là phụ nữ. Người nào lái máy bay. Người nào... Cô phải tìm tất cả những cái chuyện để cô nói. Thế cô đã tìm cô và cô viết xuống đàng hoàng đâu vào đó. Nhưng đến cái khi nói chuyện, đến cái ngày nói chuyện, mình nó có ngờ rằng là ngày hôm qua nó vừa mới xảy ra cái vụ 911. Wow. Thôi chết rồi. Vừa mới hôm qua nước Mỹ còn sôi động, mọi người còn đang bị emotional, bị xúc động bởi cái chuyện vừa mới xảy ra 911 ngày hôm qua. Mà bây giờ mình đi nói về sự thành công, nào là người lên cung trăng, nào là người lãnh giải Nobel hòa bình, nào là tài tử này lãnh Oscar, nào là tài tử kia làm đạo diễn. No. Những cái đề tài này ai muốn nghe mà trong cái trường hợp này? No. Đúng không ạ? Dạ. Thế mà sau đó thì là bà Bejania Bhutto nói chuyện đó thì chết mình rồi. Nhưng mà không hiểu sao, như Ken vừa mới nói đó, nó là những cái đời sống của mình, nó là những cái kinh nghiệm sống, nó cho mình cái sự xúc động và cái phản ứng tự nhiên
Thay vì một cái buổi nói chuyện như vậy đến là sân khấu hoa đủ các thứ, hoa trăng kết, rồi thì là balloon, rồi thì là đèn đóm đẹp, rồi là ra để mình chào, rồi là hello how are you các thứ, là tiếng vỗ tay ầm ầm. Nhưng kỳ này cô vào thì cô thấy cái không khí nó lạnh, tại vì vừa mới nước Mỹ vừa mới xảy ra 9/11 kinh hoàng. Thì cô vào tới nơi đó, lần đầu tiên đó, cô ra cô đứng ở chỗ podium đó, bấm cái đèn tắt này. Tắt đèn này. Cô đứng cô cúi lại xuống, xin một giây phút im lặng để cầu nguyện. Rồi cô đọc hai câu thơ của bà Maya Angelou về sự chết và sự sống. Tất cả hội trường y văn phắc như là không có một tiếng thở vậy đó. Xong đâu đó cô mới bật đèn lên. Kính chào quý vị. Tôi xin lỗi. Hồi nãy có một cái giây phút mặc niệm cho trên 3.000 người nằm xuống. Trên 3.000 người có nghĩa là trên 30.000 người đau khổ, gia đình của họ, bà con của họ. Cũng không có phải là chỉ có 30.000 nữa, cả đất nước chúng ta đau khổ, cả đất nước chúng ta sững sờ với chuyện đó, và thế giới sững sờ với chuyện đó. Tôi là một cái người sanh đẻ ở đất nước chiến tranh, lớn lên ở trong chiến tranh, tôi cũng có những cái đau khổ, tôi cũng có witness, chứng kiến bao nhiêu khổ. Hàng ngày cầm tờ báo, thay vì tôi đọc cái trang đầu tiên chuyện gì xảy ra, không, tôi lật tờ báo, tôi đọc cái trang sau cùng xem hôm nay có bao nhiêu người chết, có bao nhiêu cáo phó. Đó là tôi sống suốt cuộc đời như vậy. Cho nên tôi hiểu được sự đau khổ của quý vị. Tôi xin chia sẻ với quý vị những điều đó. Thành những cái bài như vậy, em hiểu không? Nó không phải là cái gì mà cô tìm tòi nữa. Nó không có phải trong cái đề tài cô viết ra nữa. Vốn của cô có rồi. Đời sống của mình. Đó là đời sống. Cũng như là trong cái phim The Twilight Club, báo chí Mỹ nói rất nhiều về cái scene cô đóng. Cái scene mà cô từ giã hai đứa con ở dưới gốc cây đấy. Nếu mà Ken xem, Ken để ý, trong cái phim đó là nói tiếng Mỹ hoặc là nói tiếng quan thoại, tiếng tàu á. Yeah. Nhưng mà đến khi quay cái cảnh đó, ở bên Quế Lâm, bên tàu á, cái chuyện đó nó dài dòng lắm. Nhưng mà cái cảnh đó là một cái cảnh quan trọng mà ông đạo diễn thì muốn là phải quay đúng giờ, tại vì cái giờ đó nó có cái tia nắng sáng sớm đó, tia nắng nó chiếu đúng vào cái gốc cây, cái chỗ mà đặt hai đứa nhỏ và cụ cười Trinh đóng vai bà mẹ, phải đúng vào cái gốc, bởi vì cái tia nắng đó nó mau tan đó. Một chút xíu 5-3 phút là cái tia nắng nó lại đổi cao hơn, hay là nó chạy sang bên tay trái, chạy bên tay phải, nó sai hết tất cả. Thế nên nó đúng chỗ đó. Thành ra ông ấy bắt rằng là tất cả chuyên viên á, phải đến từ ngày hôm trước để xem cái tia nắng nó đúng chỗ đó là mấy giờ. Rồi cô phải đến trước để xem là chỗ đó là đi như thế nào, mấy giờ mình bò tới chỗ này. Đấy, thì ngày hôm sau tới cái đó là đúng cái giờ phải quay cái cảnh đó. Thì khi mà quay đó thì ông bắt tất cả mọi người xung quanh im lặng hết. Thì ông bảo kiểu Trinh, are you ready? Cô nói cô ready. Thì cô mới hỏi ông là ông có muốn chỉ dẫn tôi cái gì trong cảnh này không? Ông cầm chặt cái hai tay mình, ông bảo là tôi chỉ muốn yêu đóng cảnh này từ trái tim của yêu, từ trong lòng yêu. Xin tự làm lấy. Tức là ông không đạo diễn mình nữa. Xin tự làm lấy. Ông bảo là máy đã quay rồi, sẵn sàng rồi. Chừng nào yêu ready, yêu cái việc đóng, máy để sẵn rồi. Mọi người xung quanh im lặng hết. Cô đóng chỗ đó đó, bỗng dưng cô nghĩ tới bố. Cô nghĩ tới cái giây phút mà bố mình phải bỏ đẩy mình lên máy bay. Bố mình yêu mình biết chừng nào, thương mình biết chừng nào, mà phải đẩy mình lên cái máy bay đi. Thì lúc bây giờ mình là
đứa con. Mình không có hiểu được cái sự khổ của người bố. Nhưng bây giờ mình đã là người mẹ, mình mới hiểu được cái tâm trạng của bố mình lúc đó nó khổ như thế nào khi mà phải dứt bỏ đứa con cho nó đi. Thì nếu em để ý, trong cái cảnh đóng đó, đó, cái lúc mà cái người mẹ rời đứa con đi đó, phải nói một câu gì đó, thì ông đạo diễn có nói với cô rằng là yêu đóng từ trong lòng, yêu muốn nói bằng ngôn ngữ nào cũng được. Nếu mà ai xem kỹ cái cảnh đó, cô đóng, cô gọi con ơi, con, cô nói bằng tiếng Việt, cô không nói bằng tiếng Mỹ, mà cô không nói bằng tiếng Quan Thoại. Họ có dùng cái tiếng đó không? Sao? Ta có cái sao nguyên như vậy. Wow. Thành ra nếu bây giờ em quay lại cho lắc lớp, em quay lại cái xin nó đi, em sẽ thấy cô nói tiếng Việt, cô gọi con ơi. Bởi vì lúc đó cô nghĩ theo bố, như hệ là bố phải rời mình và bây giờ cô phải rời con như thế. Thì lúc quay xong cái, lúc cô bò ra khỏi cái chỗ gốc cây rồi đó, cô không nghe tiếng action chỗ nào cả, mà cũng không nghe tiếng khách nữa. Ông đạo diễn bảo máy xong rồi mà, cứ việc đóng đi. Yeah. Đó đâu có tiếng action, mà cũng không thấy tiếng cắt nữa. Lúc mình bò ra xong rồi đó, bỗng nhiên mình thấy có một người ôm chầm lên mình từ sau lưng, ôm chầm lên mình gục đầu đi. Ông đạo diễn, cô mới hỏi là thích thú. Cô tưởng là ông ấy bắt mình quay lại thích thú hả chứ? Quay lại không? Ông nói no, that's it. One shot. Ông mới nhìn lên, có biết sao? Ông nhìn lên bảo cảm ơn tia mặt trời, bây giờ yêu có quyền thay đổi. Thế ông nói là mặt trời có quyền quay đi đó, mặt trời có quyền, mà ánh sáng có quyền wow, lệch đi, không cần nữa, không cần ánh sáng nữa, xong rồi. Thế kênh có lấy trở lại cái câu mà Ken nói đó, tức là cái emotional của mình, cái kinh nghiệm của đời sống, cái mình đã sống, cái mình đã trải qua, giúp cho mình rất nhiều trong mọi hoàn cảnh mà mình cần phải có cái phản ứng. Nó cũng là do cái kinh nghiệm mình đã sống qua thì mình mới có cái phản ứng đó. Nói ví dụ như thế. Ông Steve Jobs, ông nói là tới một cái mức nào trong cuộc đời mình nhìn lại đó, mình thấy bao nhiêu cái chấm, rồi nó connect với nhau, nó đụng với nhau á, mình mới hiểu được cái chương trình lớn nó như thế nào. Chứ còn lúc mà mình đang đi từng đốm trong cái những ngày đen tối, những cái ngày đau khổ, không bao giờ mình thấy được cái reason, cái mục đích của cái đời sống của mình được. Okay. Cái lúc nó đang xảy ra mà Ken, thì mình đau khổ ghê lắm. Những cái gì nó đang xảy ra, mình cảm tưởng như là trời sắp sập xuống đè mình rồi. Mình tưởng như thế. Nhưng mà khi mà nó qua rồi, mà bao nhiêu năm mình nhìn lại mà, thì quả thật là mình thấy những cái giây phút như thế đó, nó mới như là đáng nhất trong cuộc sống của mình. Nó nằm sâu trong mình nhất. Cô nhớ cái lần mà cô đi sang bên Ấn Độ. Cô đi đến Dharamsala, tức là cái thủ phủ nơi mà Đức là La Lạt Ma ở đó. Thì đến để nghe ngài giảng đó mà, tức là La Lạt Ma giảng đó mà. Thì khi cô đến đó, thầy giảng 3 ngày. Đến cái ngày thứ 2 đó, thì những cái người phụ tá của ngài đó có nói là ngày mai ngài sẽ blessing cho những cái điều mà mình xin ngài. Yeah. Mình có điều gì mình xin á, thì mình ghi vào mẩu giấy ngắn thôi, ghi vào mẩu giấy, rồi người ta đi, người ta collect những mẩu giấy đó, rồi thì là ngài sẽ làm blessing như này, blessing chung thôi. Yeah. Chung cả thôi. Thế thì cô viết xuống cái mẩu giấy những cái điều gì mình cần xin, cô viết xuống hết, điều gì cô cần cô viết xuống hết. Cô viết xong cô đọc, oh my god, no, mình cần nhiều thứ quá, mình xin nhiều thứ quá, mà tất cả những cái thứ mình xin
tất cả những thứ mình cần cho mình không à? Hả? À, xin cho con đừng mất cái nhà này. Xin cho con được đóng cuốn phim lớn. Xin cho con được cái này, xin cho con được cái kia. Xin cho đứa con của con, xin cho người cháu của con, xin cho này, xin đủ thứ. Mới xin cho mình. Cô nghĩ không được, không được, không được, không được, không được, không được. Cô viết xong cô xé. Cả chục cái điều xin xé hết. Cuối cùng cô viết: kính thưa ngài, tên con là Kiều Trinh. An exile artist now living in America. Exile artist living in America. Thưa ngài, như chúng ta biết, dòng sông Mekong khởi nguồn từ Tibet, quê hương của ngài, và ending, dòng sông đó ending ở Việt Nam, quê hương của con. Xin ngài blessing cho tất cả mọi sắc dân sống vòng quanh dòng sông đó được có một đời sống bình an. Xin cảm ơn ngài. Chỉ có vậy thôi. Tối hôm đó, cô sắp sửa đi ngủ rồi, điện thoại reo. Cô mới thấy là chắc là anh chàng nào. Nhưng điện thoại reo mới nói là ngài gặp cô ngày mai. Cô lại nghĩ là anh chàng nào nó đùa mình đây. Cô nghĩ là anh chàng nào mà ngồi trong cái lớp đó mà. Thì, những người tới lớp đó thì ai mà chẳng muốn gặp ngài, phải không ạ? Ai cũng muốn gặp ngài gì. Cô nghĩ là anh chàng nào nó đùa mình đây. Cô không có nghe. Lát nữa, 10 phút sau, cô lại thấy cái text gửi lại, trả lời, confirm. Ngài muốn gặp cô ngày mai, confirm. Ô, xong mới ký tên đó, là tôi là cái người thư ký của ngài. Cô lúc giờ cô mới tin. Yeah. Ô, tôi chết rồi. Mình confirm ngay. Thì sáng sau cô gặp ngài. Ngài tiếp cô trên cái đỉnh núi cao, nơi ngài ở. Đó cũng là một cái buổi mà khác, mà cháu phải nói chuyện khác với nó được nữa. Phải dài dòng văn tự cái buổi đó. Hay vô cùng. Cô được tiếp ngài. À, cô được ngài tiếp chứ quên. Cô được tiếp ngài. Cô được ngài tiếp. Lạ lắm. Cô lên một cái vườn, như cái vườn thượng uyển riêng của ngài vậy. Cái vườn riêng ở nơi private ngài ở trên núi thật cao. Đi qua bao nhiêu security, đi bộ lên cao trên dốc. Rồi họ sáng sớm mặt trời mới bắt đầu mọc, cái 6 giờ sáng mặt trời mới mọc một cái, đứng ở trên cái vườn thật là đẹp, trên núi cao nhìn Dharamsala mênh mông chung quanh tất cả. Thì cái vườn đó, rồi một lát nữa ngài đi ra, sợ lắm. Lát nữa cô đứng chờ đến 15 phút đó, ngồi chờ 15 phút thì đến thấy một người mặc đồ đen cầm cái cục súng máy đi ra, nhìn thẳng vào mình này này. Cô nói là mình, cái này thật hay là mình bị bẫy đây? Sợ quá. Cũng cho mình thấy chân thêm, thấy cánh cửa mở ra là cái người đầu tiên cầm súng đi ra. Rồi thấy thêm chân hai dòng nữa, những người khác cũng đi ra nhưng mà không cầm súng, nhưng mà mặc vest. Vest có nghĩa là có súng ống ở trong áo vest. Đi ra, xong một lát nữa, sau 6 cặp chân như vậy, mình mới thấy một cái tà áo màu gạch nung của ngài. Thấy chân ngài đi ra dần dần. Thế tức là ngài đi ra đó, một người trước cầm súng đi ra, hai bên, mỗi bên 3 người mặc đồ vest đặt đi bao bọc cặp của con ngài. Và cái người sau cùng đó, cũng cầm súng như người đi trước nhưng mà đi ngược lại. Right. Người sau cùng đi dần lùi. Security tới mức đó rồi đó. Ngài ra thường thường đó, những người mà được gặp ngài như vậy đó, những người ở địa phương đó, rồi họ phải quỳ ngay xuống lập tức, nằm ra xuống. Hay có người là cầm áo ngài hôn, có người thì hôn cái giày ngài đi. Cô không làm như vậy. Khi con ngài ra thì cô respect, cô khoanh tay lại, cô cúi đầu xuống, cô nhắm mắt, cô cúi đầu xuống, cô đứng im như là chào, một lời chào vậy đó. Cô đang nhắm mắt ngồi xuống thì cô thấy có cái tay vỗ vỗ lên đầu mình, tay vỗ tức là blessing. Vâng, vỗ đầu mình. Thì cô ngẩng lên, thì lúc giờ cô thấy có một người cầm cái máy ảnh chạy ra chụp cái tách một cái. Người thợ ảnh của ngài chứ không phải của mình. Mình vào là không có được cầm theo cái gì hết ạ. Có một người ra cầm chụp cái ảnh, tách một cái. Thì mặt, thì cô, ngài cầm tay cô, thì cô cũng nghiêm túc,
cô nhìn ngài nhưng mà không có cười, nghiêm túc. Thì họ chụp cảnh thứ hai, xong ngài mới nói smile, ông cầm tay vô, ông nắm chặt, ông bảo smile, thì cô cũng lại smile một cái, chụp cảnh thứ ba. Thành ra cô được ba cái tấm ảnh chụp với ngài. Là một cái ảnh thì có, cô có cái ảnh ngay đây, còn một cái ảnh thì là cười, à, hai ba cái ảnh kia thì là không có cười. Cô quay cái máy này ra thì em sẽ thấy ngay, có nên quay không hay thôi, không cần quay nữa. Hả? Tùy cô, nếu mà cô có trở cái máy lại bình như là chí cũ thì được không, em có nhìn thấy không? À, cần thấy không? Dạ dạ dạ. Oh wow, đẹp quá. Dạ đấy, đại khái thế. Dạ perfect. Chà, cô bị biết cái dây rồi. Cái dây vẫn còn nghe, vẫn còn thấy hết đó cô. Nhưng mà nếu cái dây nó tung ra có được không ạ? Không, được. Con vẫn nghe cô mà vẫn thấy cô được mà. Không cần phải cắm dây phải không? Dạ, dạ. Con nghĩ vậy nè cô. Con với cô á, đã nói chuyện với 4 tiếng đồng hồ, trên dưới 4 tiếng. Oh my god, 4 tiếng rồi cơ hả? Yeah. 4 tiếng, nhưng mà con thì con nghĩ như vậy nè, con cũng nói với rất là nhiều người là cái cuộc nói long form podcast này đó là 1-2 năm nữa nó chưa có popular, nhưng mà trong cộng đồng Việt Nam mình từ từ đó, 3-4 năm nữa đó là rất là popular. Nhưng mà con thì lúc nào con cũng muốn là sau COVID đó, nếu mà cô con có cái studio thì cô lên studio hoặc là làm thêm một cái cuộc thứ hai trên Zoom call cũng được, tại vì con cũng nhiều cái câu hỏi chưa hỏi tới được mà con biết cô nhiều cái nhiều, còn nhiều cái để nói, và con rất là quý cái thời gian cô dành nói chuyện với con hôm nay. Nhưng mà trên dưới 4 tiếng thì con nghĩ là there's a lot. Thì vài tháng nữa hay là vài tháng nữa con với cô we do the same, and con chuyển đề tài, con còn rất là nhiều đề tài để bàn với cô nếu mà cô open, và nếu mà cô có muốn thì con available. Con bữa nay con cảm ơn cô rất là nhiều. Nếu thời gian đó cô available thì yes, mà cô I never know. Yeah, cô rất là bận, đời sống của cô rất rất là bận. Nhiều khi cô cứ tưởng là mình ở cái tuổi này là tuổi là mình về hưu, thì tức là mình có nhiều thời giờ enjoy life lắm, mà không hiểu tại sao càng ngày nó cứ càng bận hơn, càng bận hơn. Thì bây giờ tới cái mức mà nó bận quá đi, bận quá đi tới cái mức mà mình hồi xưa là cô sống rất là ngăn nắp, rất là sạch sẽ, đâu vào đó cái gì để đâu là nó nguyên ở đó, mà sạch sẽ. Bây giờ nó cứ tứ tung vào lên, vì càng ngày công việc nó càng uốn ra giấy tờ các thứ, thành ra con hy vọng sau COVID thì bắt đầu họ quay phim hay là cái gì đó, rồi nếu mà mai mốt có cơ hội mà documentary cô có ra thì hy vọng cái thời gian con với cô spend more time nói chuyện về cái next project của cô, right? Spend more time on những cái đề tài như vậy. Dạ vâng. Vâng, nếu mà lúc đó cô available. Cảm ơn cô. Thank you so much. Con rất là appreciate cái thời gian của cô. Cảm ơn Ken nhé. Vâng. Con chào cô. Cái gì con nói chuyện với cô sau nha. Dạ, vâng ạ. Chào Ken.